Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Nghị Vân. Tập 201. Hùng Du Thiên chua xót nói, thần ma nói cùng ba vị cung chủ đều là thiên đạo cảnh giới quy tắc áo nghĩa cường giả, năm đại quy tắc áo nghĩa, đại cung chủ lĩnh ngộ tam trọng, nhị cung chủ Lăng Khiếu Thiên cũng chính là bị tiền bối thủ hạ Medusa chém giết Lăng Thiên Tử cha hắn, chính là thiên đạo quy tắc áo nghĩa hai trọng, tam cung chủ lĩnh ngộ một trọng cùng ta một cái cấp bậc. Thiên đạo cảnh giới cũng đã rất khó. Tu luyện đến thiên đạo cảnh giới sau muốn lĩnh ngộ năm đại quy tắc áo nghĩa càng là khó như lên trời, huống chi có thể lĩnh ngộ tam trọng quy tắc áo nghĩa tồn tại. Cho nên thần ma nói cung vô số năm qua lực áp chúng ta yêu thần đạo cung cùng thạch mộc đạo cung một đầu, quay chung quanh ở thần ma nói cung mặt khác thiên đạo cường giả cũng muốn càng nhiều một ít. Mà cùng ta yêu thần đạo cung, thạch mộc đạo cung giao hảo cũng chỉ có Hoang Hải Nam Bắc hai đại thế lực, nhưng bọn họ Nam Bắc Hoang Hải thế lực cũng liền từng người một người thiên đạo cường giả. Chính là ngày đó ở ta nói cung gặp qua kia hai vị, Nam Hải Huyền Quy chuẩn thánh cùng Bắc Hải Bắc Cá chuẩn thánh. Như sau dưới tình huống, nói cách khác chúng ta có thể hội tụ thiên đạo cường giả cũng chính là 8 vị, nhưng là lần này hơn nữa tiền bối các người 3 người, liền tính là có 11 vị, nếu ở tính thượng nữ nhi của ta Hùng Hoan nói chính là 12 vị. Nhưng thần ma nói cung chỉ cần tam đại cung chủ xuất hiện, liền cũng đủ cường đại, dĩ vãng quay chung quanh ở thần ma nói cung thiên đạo liền có 9 người. Đồng dạng 12 người, nhưng lại ở trên thực lực cường đại hơn quá chúng ta một đầu. Bởi vì thần ma nói cung đại cung chủ là thiên đạo cảnh giới tam trọng quy tắc áo nghĩa cường giả, nhị cung chủ Lăng Khiếu Thiên càng là nhị trọng, so với ta tu vi đều cao một trọng. Bất quá tiền bối cũng không cần lo lắng, thạch mộc đạo cung đại cung chủ lại là một vị thiên đạo quy tắc áo nghĩa nhị trọng thiên cường giả, như thế hơn nữa tiền bối người vị này cường giả, lần này chúng ta thật là có thể cùng thần ma nói cung đạt thành một loại cân bằng. Tin tưởng tiến vào thánh đạo thần vực lúc sau là sẽ không có hại. Hùng Du Thiên sau khi nói xong, Dương Nghị Vân mặt ngoài gật gật đầu nhìn như bình cảnh, nhưng tâm lý lại là ở quay cuồng, thầm mắng Hùng Du Thiên, người đại gia, nghe ý tứ ngươi là trông cậy vào anh em đi đối phó thần ma nói cung đại cung chủ. Kia mẹ nó là thiên đạo tam trọng cường giả, chạm vào một chút phỏng chừng ta đều phải thành cho tẫn, này ngươi mẹ nó làm ta như thế nào ứng đối. Đương nhiên lời này Dương Nghị Vân không dám nói ra. Hiện tại cũng chỉ có thể đem cái này cường giả trang rốt cuộc, trong lòng chỉ cầu đừng bị thần ma nói cung làm khó dễ. Này nếu là vừa động thủ, hắn cái này Hùng Du Thiên nhãn trung siêu thiên đạo cường giả, sẽ ở trước tiên lộ hãm. Cũng thật là đem thần ma nói cung thế lực tưởng yếu đi. Nhưng hiện tại có thể làm sao bây giờ đâu? Đều đã tới rồi địa phương, tổng không thể nói một câu cúi chào, anh em không chơi đi. Nếu thật là như vậy. Dương Nghị Vân tin tưởng chưa chừng Hùng Du Thiên đầu tiên đều đối với hắn nổ tung chảo. Bất quá Dương Nghị Vân nhìn thoáng qua Hùng Du Thiên phía sau Hùng Nữ, trong lòng lại là mạc danh an tâm vài phần, tuy rằng hắn không biết Hùng Nữ chân chính lực lượng có bao nhiêu cường, nhưng là cảm giác thượng, Hùng Nữ bùng nổ cuồng hóa lúc sau tất nhiên sẽ là bọn họ bên trong một người cường đại nhất. Điểm này, Dương Nghị Vân xem ra, Hùng Du Thiên cái này làm phụ thân sợ là cũng không biết hắn nữ nhi có bao nhiêu cường đại. Chỉ cần có thể ngăn cản chủ thiên đạo tam trọng tồn tại, Dương Nghị Vân cẩn thận tưởng tượng, có lẽ thật đúng là liền vấn đề không lớn. Bởi vì trong tay hắn còn có Hùng Nữ máu, trong khoảng thời gian ngắn có thể tăng lên gấp 3 lực lượng, đây là đại sát khí. Lại là không biết đối thiên đạo cấp bậc cường giả, Hùng Nữ máu có thể tăng lên nhiều ít. Có thể hay không cũng là gấp 3. Đương nhiên liền tính không phải gấp 3, chỉ cần cho dù là gấp đôi một đoạn gì đó tăng lên. Ở thiên đạo cảnh giới cái này cấp bậc đều có thể phát huy ra nghịch chuyển thế cục. Nghĩ đến đây sau, Dương Nghị Vân trong lòng bình yên không ít. Bởi vì Hùng Nữ nghe lệnh với hắn, hắn Dương Nghị Vân là Hùng Nữ chủ nhân. Ầm ầm ầm. Đúng lúc này, trong biển ầm 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 quay cuồng lên. Ngay sau đó, lưỡng đạo thần quang từ trong biển lao ra, thẳng đến bọn họ mà đến. Dương Nghị Vân định thần vừa thấy. Đúng là ngày đó ở yêu thần đạo cung đã gặp mặt Huyền Quy chuẩn thánh cùng Bắc Cá chuẩn thánh, này hai cái từ Hoang Hải Nam Bắc hai cái phương hướng mà đến. Ngay sau đó phía chân trời phía trên thần quang đại tác phẩm, một cánh cửa trống rỗng xuất hiện. Hùng Du Thiên kinh hỉ nói, tiền bối là Nam Bắc Hoang Hải nhị vị chuẩn thánh cùng Thạch Mộc đạo cung ba vị cung chủ tới rồi. Dương Nghị Vân nghe vậy, nhìn về phía thần quang môn hộ chỗ, Hoang Hải hai vị hắn gặp qua. Tam đại nói cung chi nhất Thạch Mộc đạo cung đồng dạng là tam đại cung chủ, Hồng Liên phu nhân là tam cung chủ, mặt khác hai vị đại cung chủ cùng nhị cung chủ, hắn còn không có gặp qua, trong lòng lại có chút tò mò. Nói thật, đối mặt càng ngày càng nhiều thiên đạo cường giả hội tụ ở bên nhau,
Dương Mỗ Nhân là trong lòng thật chột dạ, bởi vì hắn là hàng thật giá thật thần chủ a. Nhưng cố tình Hùng Du Thiên đám người đem hắn thật sự thành vương giả, có thể tưởng tượng hắn cái này siêu thiên đạo thân phận, chung quy là giấu không được, đến lúc đó nên như thế nào hóa giải đâu. Đối hắn mà nói tuyệt đối sẽ là chí mạng. Khá vậy trong lòng ẩn ẩn có vô cùng hưng phấn cảm. Vì cái gì đâu? Bởi vì hắn bực này vì thế đem một đoàn thiên đạo cường giả cấp chơi. Đương nhiên này còn phải chờ tới tất cả mọi người có thể tới tề mới xác định, ai biết trong đó có hay không người tìm được động thủ. Chỉ cần là không động thủ, Dương Nghị Vân tin tưởng chính mình cái này siêu thiên đạo cường giả liền rất khó bị xuyên qua. Bởi vì xem như dưới đèn hắc, rõ ràng là giả, mà khi mọi người nhận định là thật sự thời điểm, kẻ tới sau tự nhiên sẽ có tư duy theo quán tính, cũng sẽ cho rằng là thật sự. Chủ yếu là trời xui đất khiến kết quả. Ngày đó Medusa Sa Hồ bà hai vị này thiên đạo cường giả làm trò như vậy nhiều thần linh mặt, kêu hắn là chủ, Hùng Du Thiên tin, Thoán Thiên cùng Thiên Hạc tin, toàn bộ yêu thần đạo cung người tin, bọn họ này một tin, kia một ngày mấy chục vạn thần linh tin. Bởi vì không có ai sẽ nghĩ đến thiên đạo cấp bậc cường giả sẽ cho một cái nho nhỏ sơ cấp thần chủ đương nô bộc. Nhưng trên thực tế việc chính là như thế huyền diệu, Dương Mỗ Nhân còn cố tình liền thu phục hai cái thiên đạo làm thủ hạ, như thế chấn động sự tình. Cũng khó trách Hùng Du Thiên sẽ kêu hắn một tiếng tiền bối, đem hắn trở thành là siêu thiên đạo cường giả. Nhìn nghe sự tình có chút không thể tưởng tượng, nhưng rất nhiều thời điểm, có chút là chính là như thế kỳ diệu không thể tưởng tượng, hắn chính là chân thật phát sinh sự. Không phải do người khác không tin. Dương Mỗ Nhân tình huống hiện tại, thật đúng là chính là một cái rác rưởi đồng thau chỉ huy một đám vương giả, nhưng này đó vương giả liền thuận hắn tin hắn. Ngẫm lại này đó. Dương Mỗ Nhân trong lòng kích động cũng khó trách. Thế gian lại có mấy người có thể làm một đám thiên đạo cường giả, đối một cái tiểu thần chủ pháp thần đều không đến thần chủ kêu tiền bối, đương chí cường giả đâu. Chỉ sợ từ xưa đến nay đương thuộc hắn một người mà thôi. Nếu ngày sau truyền ra đi, tuyệt đối là sẽ ký lục ở thần giới sử sách sự tích. Mặc kệ cuối cùng sự tình kết quả như thế nào, Dương Mỗ Nhân hiện tại nghĩ đến chỉ có thể dùng kích thích hai chữ hình dung hắn giờ phút này tâm tình. Đột nhiên liền vang lên một câu tới, Trang Ích vẫn luôn sảng, vẫn luôn Trang Ích vẫn luôn sảng, cuối cùng chính là hỏa táng chàng. Những lời này chính là hắn hiện tại đúng là vẽ hình người. Phi thường toan sảng, nhưng là có thể thế nào đâu, hắn cái này tiền bối cường giả này nhân thiết còn phải tiếp tục chứa đi mới được, nếu không đương trường liền phải sẽ hỏa táng chàng. Hoàng Hải Nam Bắc hai vị chuẩn thánh ngay lập tức tới rồi bọn họ trước người. Lại là trong ánh mắt mang theo kính ý ôm quyền đối Dương Nghị Vân hành lễ, miệng xưng tiền bối. Dương Nghị Vân còn lại là thản nhiên tiếp thu, tùy ý gật đầu xem như đáp lễ, đem một cường giả phong phạm phát huy linh ly tới tận cùng. Hắn vang lên một cái trước kia đi học thời điểm xem qua một câu tiêu thụ lời nói, ân, chuẩn xác mà nói là lừa dối trích lời, đại khái ý tứ là, muốn gạt người đầu tiên muốn gạt chính mình, chỉ có chính mình tin, người khác mới có thể tin tưởng. Giờ phút này Dương Mỗ Nhân liền tin tưởng chính mình là siêu việt thiên đạo cấp bậc cường giả, đương nhiên nơi này theo như lời siêu việt thiên đạo, chính là thiên đạo lúc đầu, tới gần thiên đạo tam đại giai đoạn, mỗi một đoạn nhưng đều là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn càng là biểu hiện ra một bộ phong khinh vân đạm thanh cao ngạo khí, những người khác còn liền càng là tin tưởng hắn là cường giả. Chẳng qua một màn này ở Sa Hồ bà xem ra, lại là tràn ngập lo lắng. Nàng rất rõ ràng Dương Nghị Vân vị này thiên chúa là cái gì thành phần, nếu là chân chính đụng phải đại động can qua sự tình, lòi là tất nhiên, chỉ là không biết còn có thể trang bao lâu. So sánh với Sa Hồ bà Medusa như cũ là mặt vô biểu tình không hề cảm xúc bộ dáng, tựa hồ bất luận cái gì sự cùng nàng không quan hệ giống nhau. Chỉ chớp mắt mọi người trước mắt cánh cửa không gian đi ra ba đạo nhân ảnh. Trong đó một cái đúng là Dương Nghị Vân ở yêu thần đạo cung gặp qua Hồng Liên phu nhân. Mà mặt khác hai người, còn lại là thân cao 3 mét hùng tráng trung niên nhân, thân xuyên một thân xích màu đen nửa lộ chiến giáp, thoạt nhìn cho người ta ấn tượng đầu tiên đó là hung mãnh rắn chắc, bưu hãn thực. Một cái khác còn lại là cái cầm trong tay một cây xanh biếc quải trượng lão giả, nhìn qua tuổi chừng 60, một thân xanh biếc cẩm y, tóc cùng tròng mắt đều là xanh lè, bất quá cái này lão giả khí thế bất phàm, rất có uy nghiêm hơi thở, liền ở ba người trung gian. Giờ phút này Dương Nghị Vân bên người Hùng Du Thiên nhỏ giọng giới thiệu nói, trước đừng bọn họ ba người chính là Thạch Mộc Đạo Cung Tam Đại Cung Chủ, Hồng Liên Phu Nhân ngươi gặp qua là Thạch Mộc Đạo Cung Tam Cung Chủ, bên trái cái thứ nhất đó là Nhị Cung Chủ Thạch Giám Đảm Đương, thiên sinh địa dưỡng Thạch Yêu Thần Linh,
lực lượng trình tự rất cường đại, cảnh giới sơn cùng ta giống nhau là lĩnh ngộ quy tắc áo nghĩa thiên đạo cường giả, nhưng chân chính đánh giá lên, thạch giám đảm đương lực lượng so với ta cường đại. Hắn lợi hại nhất chính là phòng ngự. Trung gian vị nào là thạch mộc đạo cung đại cung chủ, tự hào thần mộc lão tổ, mọi người đều biết hắn là mộc yêu đắc đạo, nhưng lại không biết hắn bản thể là sinh mệnh mộc yêu, chính là lĩnh ngộ thiên đạo quy tắc áo nghĩa hai trọng tồn tại, sâu không lường được, mặt khác Hồng Liên phu nhân là hắn đạo lữ. Dương Nghị Vân nghe âm thầm gật đầu, lại là đem Hùng Du Thiên lời nói này đó ghi lại trong lòng. Này những đại yêu thần đều không có một cái là đơn giản nhân vật. Hai người chảy xuống hết sức, Thạch Mộc Đạo Cung ba người đã đi tới. Mà Hùng Du Thiên còn lại là tiến lên một bước đón đi lên cười ha ha nói, thần Mộc huynh trưởng lần trước từ biệt trăm vạn năm lâu, ngươi chính là tu vi lại tinh tiến không ít, huynh đệ ta đều đuổi không kịp ngươi bước chân a. Hùng Du Thiên đại cười qua đi nhất nhất chào hỏi. Hoàng Hải hai vị cũng đều gia nhập đi vào, đại gia bắn ra khách sáo lúc sau, lại là thần Mộc lão tổ mở miệng nói, Hùng lão đệ nghe nói chuyến này thánh đạo thần vực gia nhập một vị tiền bối, lão phu chính là nghe phu nhân trở về giảng thuật lúc sau, cao hứng khẩn, còn không mau mau cho ta dẫn tiến. Ha ha, hảo, đây là tự nhiên. Hùng Du Thiên hảo sảng cười to chung mang theo Thạch Mộc đạo cung ba vị tiến đến. Dương Mỗ Nhân ở Hùng Du bầu trời đi chào hỏi thời điểm, động cũng chưa động. Liền cùng Sa Hồ bà, Medusa đứng ở tại chỗ, hắn hiện tại là trang cao thủ thời khắc, tự nhiên muốn ngạo khí một ít, chính là phải đợi Thạch Mộc đạo cung người cho hắn thành lập, lúc này mới phù hợp cường giả cao thủ phong phạm không phải. Nghe được thần Mộc lão tổ nói chuyện, nhìn bọn họ đoàn người hướng chính mình đi tới, kỳ thật Dương Mỗ Nhân giờ phút này lòng bàn tay đều có chút ra mồ hôi. Phía dưới nên như thế nào ứng đối đâu? Phải biết rằng vị này thần Mộc lão tổ xem như những người này trung tu vi đạo hạnh mạnh nhất một cái, không biết có thể hay không nhìn thấu chính mình. Dương Nghị Vân trong lòng không lo lắng mới là lạ, bất quá hắn nhìn thoáng qua tả hữu như hai đại hộ pháp Sa Hồ bà và Medusa, nhìn nhìn lại thường thường trộm xem chính mình liếc mắt một cái Hùng nữ Hùng Hoan lúc sau, trong lòng liền an tâm xuống dưới. Tam đại nữ thần tạo thành sức chiến đấu hơn nữa chính mình trong tay hỗn độn chung, Dương Nghị Vân tin tưởng vẫn là có xem đầu. Còn không phải là cái thiên đạo nhị trọng sao, đến đây đi. Dương Mỗ Nhân khoanh tay mà đứng, trên mặt là phong khinh vân đạm, giả bộ một bộ cao thâm khó đoán bộ dáng, chờ đợi thần Mộc lão tổ tiến đến. Mà thần Mộc lão tổ đâu? Kỳ thật trước tiên liền thấy được Dương Nghị Vân, cũng từ Hồng Liên phu nhân trong miệng nghe nói Dương Nghị Vân sự tích, hắn kỳ thật trong lòng là ôm có hoài nghi thái độ, một cái nhìn qua là sơ cấp thần chủ thần linh, vẫn là cá nhân tộc, sao có thể là siêu việt thiên đạo cường giả? Tất nhiên là khuếch đại tiếp theo. Xem như thật là cường giả, ở thần ma lão tổ trong lòng nghĩ đến nhiều nhất chính là cái thiên đạo đệ nhị giai đoạn, tỉ như có phải hay không so với hắn cái này thiên đạo nhị trọng quy tắc áo nghĩa cường đại một trọng tam trọng thiên nói. Chính là Hồng Liên phu nhân trong miệng, Hùng Du Thiên đối Dương Nghị Vân là tiền bối tôn xưng, mà Dương Nghị Vân bên người đích xác có hai đại thiên đạo cường giả tôn xưng Dương Nghị Vân là chủ, đây là Hồng Liên tận mắt nhìn thấy. Cái này tình huống khiến cho thần Mộc lão tổ lấy không chuẩn, bởi vì hắn biết thiên đạo cấp bậc cường giả ý nghĩa cái gì, thiên đạo tôn nghiêm sao có thể sẽ đi xưng là một nhân tộc nô bộc. Đây là không có khả năng, trừ phi người này có đặc thù địa phương, hoặc là nói là cái mặt ngoài sơn thần chủ, ngầm có được chân chính thủ đoạn cường giả. Đối này, thần Mộc lão tổ là tràn ngập tò mò. Nếu Dương Nghị Vân thật là cái cường giả, như vậy chuyến này bọn họ đi trước thánh đạo thần vực tất nhiên sẽ không giống dĩ vãng như vậy bị thần ma nói cung cấp áp chế, nơi trốn lạc hậu một bước. Bọn họ chung liền ít đi một cường giả, cho nên Dương Nghị Vân xuất hiện, thần Mộc lão tổ thực coi trọng. Việc này rất trọng đại, quan hệ đến đại gia tiến vào thánh đạo thần vực lúc sau an nguy, thần Mộc lão tổ không thể không thận trọng đối đãi. Đi bước một hướng về Dương Nghị Vân đi đến, thần Mộc lão tổ mắt sáng như đuốc, dừng ở Dương Nghị Vân trên người. Đích xác nhìn qua chính là một cái sơ cấp thần chủ tu vi mà thôi. Thực sự làm thần Mộc lão tổ nghi hoặc. Chẳng lẽ tiểu tử này thật là một cái thần chủ? Không có khả năng đi. Thật muốn là thần chủ, hai đại thiên đạo sẽ nhận hắn là chủ. Tuyệt không khả năng. Ánh mắt có thể đạt được, Dương Nghị Vân lại là sắc mặt chút nào không tiện nhìn chằm chằm hắn. Một mảnh thản nhiên, lại rất nhiều thanh triệt, lại xem lại là thâm thúy như ngân hà biển sâu. Đây là thần Mộc lão tổ xem từ Dương Nghị Vân trong ánh mắt nhìn đến. Căn bản là nhìn không thấu chút nào. Cái này làm cho thần Mộc lão tổ trong lòng kinh hãi, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến bực này phức tạp thay đổi liên tục ánh mắt.
Dương Nghị Vân là cái thứ nhất. Vốn dĩ hắn còn tưởng lấy thần thức đi tia, a xét một chút Dương Nghị Vân, nhưng nhìn đến Dương Nghị Vân ánh mắt lúc sau, tức khắc tắt lửa. Nếu Dương Nghị Vân thật là một cái sơ cấp thần chủ, hắn lấy thần thức xem thì xem đi, nhưng nếu có phải hay không đâu. Không phải lời nói, thần thức đi xem xét một cái khác thần linh, đây là tối kỵ. Vạn nhất Dương Nghị Vân thật là cường đại thiên đạo cường giả, hắn thần thức xem xét qua đi, tất nhiên sẽ trở mặt, đến lúc đó đã có thể không hảo xong việc. Làm không hảo chính là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Thần Mộc lão tổ nhìn chằm chằm Dương Nghị Vân thản nhiên ánh mắt nhìn trong chốc lát, càng ngày càng nhìn không thấu, thậm chí còn mỗ một khắc hắn cảm nhận được một trận trời đất quay cuồng truyền đến, tức khắc cả kinh, vội vàng thu hồi ánh mắt. Lại là không phát hiện cái trán đều thấy mồ hôi. Thần Mộc lão tổ cái này tin, Dương Nghị Vân chính là một vị điệu thấp che giấu cường giả, hắn là đường đường thiên đạo quy tắc áo nghĩa nhị trọng cường giả, có ai ánh mắt có thể làm hắn nhìn chằm chằm sinh ra choáng váng. Thiên đạo năm trọng đều đừng nghĩ. Nhưng nhẹ nhàng Dương Nghị Vân cho hắn một cái bực này ánh mắt. Như thế Dương Nghị Vân lại thần Mộc lão tổ trong lòng thật là cường giả, có lẽ đã là siêu việt thiên đạo quy tắc áo nghĩa cường giả. Lúc này mới đại cường giả. Hắn lỗ máng. Siêu việt quy tắc áo nghĩa cường tắc A, kia đó là hợp đạo cảnh giới tồn tại, là hắn đều nhìn lên hướng về cảnh giới. Trăm triệu không thể đắc tội cường giả. Thần Mộc lão tổ trong lòng nghĩ. Hít sâu một ngụm thần Mộc lão tổ đi tới Dương Nghị Vân trước người, cung cung kính kính ôm quyền khom mình hành lễ nói, Thạch Mộc đạo cung thần Mộc gặp qua tiền bối. Hô! Giờ phút này Dương mẫu nhân trong lòng thường thường ra một hơi, thầm nghĩ cuối cùng là giấu giếm được, ít nhiều hỗn nguyên một hơi a. Ngẫm lại vừa rồi, Dương Nghị Vân liền biết thần Mộc lão tổ sẽ đánh giá hắn, thì hội thăm hắn cái này nhìn lại là thần chủ tu sĩ, rốt cuộc có phải hay không cường giả, nhất định sẽ có điều quan sát. Trong lòng sớm đã có chuẩn bị, quả nhiên cái này lão đầu gỗ như lưỡi dao giống nhau ánh mắt liền dừng ở trên người hắn, hơn nữa là thẳng tắp nhìn chằm chằm đôi mắt xem, làm hắn trong lòng hoảng loạn một con. Nhưng hắn biết cần thiết muốn ứng phó qua đi, nếu không trở thành liền phải lộ hãm. Đến lúc đó biết thì biết có đại phiền toái. Ở thần Mộc lão tổ đánh giá hắn ánh mắt thời điểm, Dương Nghị Vân đột nhiên nhanh trí, đột nhiên nghĩ tới hỗn nguyên một hơi, đôi mắt là tâm linh chi cửa sổ, thực dễ dàng lộ ra dấu vết, làm sao bây giờ đâu. Hắn nghĩ tới hỗn nguyên một hơi, đem hỗn nguyên một hơi trộm dị động tới rồi đôi mắt thượng. Ngươi không phải tưởng thông qua ánh mắt hiểu rõ sao? Vậy cho ngươi xem cái đủ. Nếu hỗn nguyên một hơi đều đương không dưới thần Mộc lão tổ, Dương Nghị Vân cũng chỉ có thể nhận thua, trang liền trang không nổi nữa. Nhưng hắn đối hỗn nguyên một hơi có tin tưởng, bởi vì hỗn nguyên một hơi chính là càn khôn thần tôn hợp đạo hết sức lưu lại siêu việt tam giới lực lượng, hắn tin tưởng thần Mộc lão tổ còn nhìn không thấu. Quả nhiên vận dụng hỗn nguyên một hơi lúc sau, làm thần Mộc lão tổ ăn một mệt. Hắn biết này một quan xem như đi qua, thần Mộc lão tổ sẽ không lại hoài nghi hắn cường giả thân phận, cũng liền đại biểu không có người sẽ tại hoài nghi hắn. Này đối với hắn kế tiếp ở cái này đoàn thể chung phải làm sự tình rất có trợ giúp. Nhìn thấy thần Mộc lão tổ khom mình hành lễ miệng xưng hô tiền bối, Dương mẫu nhân trên mặt không chút biểu tình, lại là nhàn nhạt hừ lạnh một tiếng nói, thần Mộc cung chủ lễ không dám nhận, bổn tọa chính là cái nho nhỏ sơ cấp thần chủ tiểu thần nhân mà thôi. Lời kia vừa thốt ra, thần Mộc lão tổ trong lòng tức khắc căng thẳng, cái trán giọt mồ hôi có bao nhiêu mấy viên, hắn trong lòng phát khổ, sớm biết rằng liền không đi hoài nghi vị tiền bối này. Hiện tại hảo, hắn đây là đối chính mình bất mãn. Dương Nghị Vân càng là nói như vậy, nói chính mình là tiểu thần chủ, thần Mộc lão tổ liền càng là nhận định hắn là cường giả. Ngươi là cái tiểu thần nhân cái quỷ a, tiểu thần nhân ánh mắt có thể làm lão tổ ta choáng váng a. Thần Mộc lão tổ nghe Dương Nghị Vân bất mãn nói chuyện, trong lòng nhịn không được nói thầm. Khá vậy chính là trong lòng ngẫm lại, ngoài miệng trăm triệu không dám nói ra, hơn nữa vội vàng xấu hổ nhận lỗi nói, là vãn bối lỗ máng. Chuyến này thánh đạo thần vực thật là sự tình quan trọng đại, vãn bối cấp tiền bối nhận lỗi, thỉnh tiền bối tha thứ. Dương mẫu nhân trong lòng mừng rỡ, đây chính là những người này trung cường đại nhất người, hiện tại còn không phải làm theo ở anh em ta trước mặt nơm nớp lo sợ, sảng a. Đương nhiên Dương mẫu nhân trên mặt tự nhiên sẽ không biểu hiện chút nào dao động, nhưng cũng biết chuyển biến tốt liền thu đạo lý. Hơn nữa Hùng Du Thiên mấy người ra tới hòa giải, Dương mẫu nhân lúc này mới hừ một tiếng nói. Được rồi, từ giờ trở đi đại gia chính là một cái đoàn thể, ta không hy vọng có bất luận cái gì ngờ vực, nếu không đừng trách bổn tọa trở mặt. Là, tiền bối lời nói thần Mộc ghi nhớ,
vạn sẽ không ở có. Thần Mộc vội vàng bảo đảm, trong lòng cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc được đến vị tiền bối này tha thứ, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Đoàn đội thống nhất vấn đề xem như giải quyết. Này kỳ thật là mọi người mục tiêu, xem như tứ đại thế lực tạo thành lúc không giờ đoàn đội, nhưng lại cần thiết muốn ý kiến thống nhất, cũng yêu cầu chỉ huy thống nhất, càng cần nữa một người tới chỉ huy. Mà người này hiện tại ra đời, đó là Dương Nghị Vân. Dĩ vãng dẫn đầu không hề nghi ngờ là Thần Mộc Lão Tổ, bởi vì Thần Mộc Lão Tổ tu vi tối cao. Đây cũng là Thần Mộc Lão Tổ vừa xuất hiện liền đối thử đánh giá Dương Nghị Vân nguyên nhân, muốn nhìn Dương Nghị Vân có phải hay không có tư cách này. Hiện tại xem như đã biết. Hơn nữa kế tiếp là Thần Mộc Lão Tổ chủ động nói ra, hỏi Dương Nghị Vân một ít vấn đề, tỉ như giới thiệu Dương Nghị Vân nhị cung chủ Thạch Giám đảm đương, nói người đến đông đủ từ từ vấn đề. Nhìn như đều là một ít dâu ria không đau không ngứa vấn đề, nhưng thái độ này lại là rất quan trọng. Này liền tỏ vẻ hắn Thần Mộc Lão Tổ nguyện ý nghe từ Dương Nghị Vân chỉ huy. Cũng là cho những người khác đi đầu, ta Thần Mộc Lão Tổ đều ủng hộ Dương Nghị Vân, các ngươi những người khác tự nhiên cũng muốn ủng hộ. Cái này biểu hiện Dương Nghị Vân thực mau liền phản ứng lại đây. Đây cũng là hắn vui nhìn đến một màn, bởi vì hắn trở thành dẫn đầu người nói, liền ý vị chung có thể chỉ huy những người khác, có thể ra lệnh, có thể không cần cái thứ nhất chiến đấu, như thế hắn là có thể tiếp tục bảo trì hắn cái này cường giả thần bí tính, tự thân an toàn sẽ được đến bảo đảm. Hiện tại duy nhất lo lắng chính là thần ma nói cùng những người đó. Nghĩ đến đây Dương Nghị Vân hỏi Thần Mộc Lão Tổ cùng Hùng Du Thiên Đạo, tiến vào thánh đạo thần vực nhập khẩu có phải hay không chỉ có nơi này một chỗ. Thần ma nói cùng những người đó cũng sẽ xuất hiện ở chỗ này sao? Thần Mộc Lão Tổ cùng Hùng Du Thiên liếc nhau nói, tiền bối thánh đạo thần vực tiến vào nhập khẩu chỉ có một chỗ, nhưng nơi này cũng không phải duy nhất. Thần ma nói cùng cầm đầu thế lực xưa nay đều so với chúng ta nhiều nắm giữ một cái thời gian thượng nhập cửa biển. Giờ phút này bọn họ sợ là đã tới rồi thánh đạo thần vực nhập khẩu, mà chúng ta chỉ có thể chờ đợi hoang hải phía dưới âm dương sóng thần xuất hiện, mới có thể đến thánh đạo thần vực nhập khẩu ra. Bất quá tiền bối yên tâm, tiến vào lúc sau các bằng cơ duyên, chúng ta chưa chắc sẽ lạc hậu bọn họ, chúng ta bên này cũng nên nhanh. Vừa dứt lời hết sức, bọn họ phía dưới mặt biển đột nhiên nổ vang lên, ngay sau đó đó là sóng biển hống một chút vọt lên mấy chục trượng. Từ trên xuống dưới nhìn lại, chỉ thấy một cái ước có 100 mét đường kính lốc xoáy dần dần hình thành. Ở lốc xoáy bốn phía hình thành sóng thần lại là lan đến mấy trăm dặm xa, thật sự là sóng gió mãnh liệt, thực chấn động. Nhìn phía dưới không ngừng xuống biển đế lan tràn mà đi lốc xoáy, có chút nhịn không được nuốt nước miếng hỏi bên người Hùng Du Thiên Đạo, thánh đạo thần vực nhập khẩu chẳng lẽ là muốn từ cái này lốc xoáy đi vào. Kết quả Hùng Du Thiên nói, đúng là như thế, cái này lốc xoáy trên thực tế liền hoang hải nam bắc giao giới nơi, phía dưới là một ngụm hải nhãn, đó là thánh đạo thần vực nhập khẩu. Chúng ta muốn theo cái này lốc xoáy đáp xuống, nơi 3 vạn dặm đáy biển hải nhãn nơi, mới xem như đến địa phương. Lại nói tiếp tiền bối 3 vị lần đầu tiên tiến đến, vẫn là có chút những việc cần chú ý muốn nói một chút, miễn cho có hại. Cái này thật lớn lốc xoáy là đáy biển hải nhãn bộc phát ra tới lực lượng hình thành, có được rất cường đại phá hủy lực, cái này lực lượng có thể so với thượng vị pháp thần cường đại nhất công kích, cho nên thánh đạo thần vực cho tới nay đều là thiên đạo cấp bậc cường giả mới có thể đi địa phương. Bất quá tiền bối yên tâm lốc xoáy trung hướng lên trên mạo hải nhãn lực lượng cũng không phải vẫn luôn tồn tại, là từng đợt hướng lên trên phát ra, một khi bị đánh trúng liền tính là ta chờ cũng muốn bị thương, trừ cái này ra, còn có chính là ngẫu nhiên bùng nổ nước biển cũng là dị thường cường đại, nhưng so sánh với dưới nước biển nhưng thật ra không quan trọng, chủ yếu chính là hải nhãn bùng nổ mà ra phá hủy lực. Ầm vang. Hùng Du ngày mới nói chuyện hết sức chính là một tiếng ầm vang vang lên. Bỗng nhiên chi gian lốc xoáy trong vòng một đạo bạch quang vọt ra, thẳng đến bốn phía sóng biển, một chút liền đem mấy chục trượng sóng biển cấp phá hủy, thậm chí có thể nói là trực tiếp trận pháp rớt. Dương Nghị Vân trong mắt này một đạo bạch quang tựa hồ như là một đạo vô hình lưỡi dao gió giống nhau, lại như là đáy biển bổ ra kiếm khí, không gì chặn được mà đến. Hắn xem trong lòng hít hà một hơi. Ni ma chứng a, ta mẹ nó mới là sơ cấp thần chủ, này không phải làm anh em đi chịu chết sao? Như thế nào loại kém trụ đâu? Dương Nghị Vân là trong lòng thẳng phát khổ, nhưng đã là tên đã trên dây không thể không đã phát, hắn tổng không thể cấp Hùng Du Thiên đám người nói, anh em ta loại kém không đủ hải nhãn chi lực đi. Tiền bối thời gian hữu hạn chúng ta mau đi xuống đi, cái này hải nhãn lốc xoáy hình thành thời gian chỉ có nửa canh giờ lúc sau lốc xoáy liền sẽ biến mất, đến lúc đó đã có thể tiến vào không được,
muốn bằng mau tốc độ bay về phía đáy biển chi mắt, 3 vạn dặm khoảng cách, liền tính là thiên đạo cấp bậc, ở có phải hay không bùng nổ mà ra phá hủy lực tình huống dưới cũng là khẩn trương. Thần Mộc Lão Tổ nói. Hảo, vậy đi xuống đi, Thần Mộc Lão Tổ các ngươi Thạch Mộc Đạo Cung 3 vị xung phong, Hoang Hải 2 vị tiếp theo, ở lúc sau Yêu Thần Đạo Cung, chúng ta 3 cái tới nhớ sau áp trận đi. Sự tình đuổi kịp, Dương Mỗ Nhân chỉ có thể căng ra đầu thượng. Cha ta muốn cùng Vân Đại Ca cùng nhau đi. Lúc này lại là không nghĩ tới Hùng Nữ Hùng Hoan mở miệng nói chuyện. Hùng Du Thiên không nghĩ tới nữ nhi sẽ đưa ra cùng Dương Nghị Vân một đạo, tức khắc sửng sốt, bất quá hắn ngẫm lại liền gật đầu đồng ý nói, hảo, chú ý an toàn. Ở Hùng Du Thiên nghĩ đến, nữ nhi cùng Dương Nghị Vân thân cận cũng không sai, có thể nói là Dương Nghị Vân cho nữ nhi một lần tân sinh, không chỉ có nhiên nàng thoát khỏi mập mạp thân thể, càng là làm nàng huyết mạch phản tổ, hoàn toàn có thể nói Dương Nghị Vân là nữ nhi đại ân nhân. Làm nàng đi theo Dương Nghị Vân bên người ngược lại có thể được đến Dương Nghị Vân bảo hộ, khá tốt. Tại đây Hùng Du Trời biết nữ nhi Hùng Hoan huyết mạch tăng lên lúc sau, thực lực đã không thể so hắn nhược, an toàn vấn đề hẳn là không quan trọng. Cảm ơn cha Hùng Hoan ở Hùng Du Thiên trước mặt vẫn là có chút câu nệ, tức khắc đại hỉ. Trên thực tế Hùng Hoan mở miệng cùng Dương Nghị Vân một đạo, là Dương Mỗ Nhân âm thầm truyền âm làm Hùng Hoan cố ý lưu tại hắn bên người. Dương Mỗ Nhân tưởng rất đơn giản, làm Hùng Nữ bảo hộ hắn a. Bởi vì hắn rõ ràng Hùng Hoan huyết mạch cường đại, tin tưởng là có thể bảo hộ hắn. Hơn nữa Sa Hồ bà và Medusa liền vấn đề không lớn. Hơn nữa hắn cố ý an bài chính mình lưu tại cuối cùng, chính là sợ xấu mặt, mỹ rằng kỳ danh nhớ sau áp trận, ngược lại là ở Thần Mộc Lão Tổ đám người nghĩ đến đây là Dương Mỗ Nhân đại nghĩa, an bài hợp lý. Ngay sau đó Thần Mộc Lão Tổ mang theo Hồng Liên Phu Nhân cùng Thạch Giám Đảm Đương dẫn đầu tiến vào sóng thần lốc xoáy, tiếp theo là Hoang Hải 2 vị, lúc sau là Hùng Du Thiên cùng Nhị Tam Cung Chủ, Thiên Hạc cùng Thoán Thiên. Ầm ầm ầm, bọn họ tiến vào lúc sau sóng thần lốc xoáy truyền ra từng tiếng nặng nề rung động thanh, hiển nhiên là đụng phải hải nhãn lực lượng, bất quá đều là thiên đạo cấp bậc, đều có thể ứng đối. Lúc này mặt biển phía trên chỉ còn lại có hắn cùng Sa Hồ bà, Medusa cùng với Hùng Nữ 4 người. Sa Hồ bà nhìn xem Dương Nghị Vân nhìn lại Hùng Nữ muốn nói lại thôi. Dương Nghị Vân ha ha cười nói, bà có nói cái gì nói thẳng, Hùng Hoan không phải người ngoài. Nghe được Dương Nghị Vân nói như thế, Sa Hồ bà ánh mắt sáng lên, ngay cả Medusa đều nhìn Dương Nghị Vân liếc mắt một cái, hai người tức khắc minh bạch sao lại thế này. Là Dương Nghị Vân cái loại này thần thủy công lao, hiển nhiên Hùng Hoan đã thần phục Dương Nghị Vân. Nghĩ đến đây, Sa Hồ bà tức khắc yên tâm không ít nói, Thiên Chúa hải nhãn chi lực không giống bình thường, dựa theo bọn họ lời nói, Thiên Chúa thân thể sợ là ngăn không được, chúng ta 3 cái tạo thành tam tài trận, Thiên Chúa đang ở trong đó, đến lúc đó chúng ta 3 người ngăn cản phòng ngự hẳn là được. Hảo, như thế liền vất vả các ngươi. Dương Mỗ Nhân lưu lại Hùng Hoan chính là ý tứ này. Lần này hắn chính là muốn ăn một lần cơm mềm. Tới một cái tam đại nữ thần bảo hộ một nam chủ thiết mục, tuy rằng có chút không biết xấu hổ, nhưng lại là an toàn nhất cách làm, ai làm hắn 3 người chi chủ, có điều kiện này không phải. Dương Mỗ Nhân ỷ vào là tam đại nữ thần chi chủ thân phận, chính đại quang minh tới làm Sa Hồ bà các nàng bảo hộ. Tam đại nữ thần đem Dương Mỗ Nhân quay chung quanh ở trung ương, hình thành tam tài trận pháp, lần này hướng về phía dưới sóng thần lốc xoáy mà đi. 3 vạn dặm đáy biển cái này chiều sâu là Dương Nghị Vân đều thực căng thẳng, bất quá ngẫm lại nơi này là tam giới chi nhất thần giới, đảo cũng liền bình thường trở lại, nơi này hết thảy đều không phải có thể theo lẽ thường tới đối đãi. 4 người tiến vào lốc xoáy lúc sau, nhanh chóng hướng về phía dưới mà đi, tốc độ thực mau, nhưng cũng đã nhìn không tới phía trước đi xuống Thần Mộc Lão Tổ cùng Hùng Du Thiên đám người. Ở sóng thần lốc xoáy trung đích xác có khi thỉnh thoảng xuất hiện sóng biển đánh sâu vào. Cũng may Sa Hồ bà 3 người hình thành phòng ngự không kém, nhẹ nhàng liền ngăn cản xuống dưới. Duy nhất lo lắng chính là Hùng Du Thiên trong miệng giảng thuật hải nhãn chi lực, có thật lớn phá hủy lực, thượng vị pháp thần đều rất khó ngăn cản lực lượng, nhưng là hiện tại lại là yên tâm. Tam đại thiên đạo tạo thành tam tài phòng ngự trận pháp, nghĩ đến là cũng đủ ứng đối, chỉ là như thế đi xuống nói, tốc độ thượng sẽ so với những người khác mãn thượng một ít. Nhưng đây cũng là không có biện pháp sự tình. Dương Nghị Vân cũng không phải là thiên đạo, vạn nhất bị hải nhãn chi lực đánh sâu vào một chút hắn cũng không dám bảo đảm có thể hay không thừa nhận xuống dưới. Bất quá Dương Nghị Vân cũng đều không phải là sợ hãi, mà là tưởng từ giữa quan sát tìm được một ít quy luật,
hắn biết bất luận cái gì tự nhiên hiện tượng thường thường đều là có dấu vết để lại, có tần suất có quy luật tồn tại, liền xem có thể hay không tìm ra mà thôi. Hắn làm Sa Hồ bà, Medusa cùng hùng nữ ba cái bảo hộ hắn, chính là vì dễ bề đi xuống quan sát. Nhưng cũng không phải tưởng quan sát là có thể quan sát đến, chuyện này tận lực đó là. Rất nhiều sự không đi làm người vĩnh viễn không biết là cái gì kết quả. Thế gian việc, muốn có kết quả chung quy xem đến chính là hành động. Dương Nghị Vân chính là muốn đi nếm thử một chút, vạn nhất có thể tìm được hải nhãn lực lượng bùng nổ quy luật, có lẽ nối tiếp xuống dưới hành động cũng là có trợ giúp. Ầm vang. Đạo thứ nhất hải nhãn chi lực cơ hồ là mau tới rồi không hề dấu hiệu xuất hiện, một chút liền va chạm ở phòng ngự kết giới thượng. Dương Nghị Vân đang ở trong đó đều bị chấn thân thể tả hữu lay động, Sa Hồ bà ba người bày ra kết giới cũng là một chút có vết rách xuất hiện. Cái này làm cho cầm đầu Sa Hồ bà đều là sắc mặt biến đổi nói, tăng lên thần lực, dựa theo như vậy lực độ đi xuống, lại đến hai đánh kết giới bức phá. Nói trong tay vung lên một đạo thần lực thêm vào ở kết giới thượng, Medusa tuy rằng không nói lời nào nhưng ở thời khắc mấu chốt không xong dây xích, đồng dạng đánh ra một đạo thần lực, đến nỗi hùng nữ hùng hoan cũng là trông mèo vẽ hổ, nâng lên lòng bàn tay trực tiếp một đạo huyết quang chiếu rọi ở kết giới. Giờ khắc này Dương Nghị Vân cảm nhận được kết giới lực lượng tăng lên tam thành, trong lòng nghĩ xem ra là không thành vấn đề, công đạo Sa Hồ bà một tiếng, hắn trực tiếp nhắm lại hai mắt, bắt đầu đi cảm thụ toàn bộ sóng thần lốc xoáy hoặc là nói bắt đầu quan sát hải nhãn chi lực bùng nổ. Hy vọng có điều thu hoạch đi. Đích xác vừa rồi kia một đạo hải nhãn chi lực vượt mức bình thường cường đại, chỉ thiếu hắn biết chính diện ngăn cản, hắn là ngăn không được. Mấu chốt là tốc độ mau. Mau tới rồi Sa Hồ bà này đó cường giả đều không có có thể đi tránh né thời gian, tiếp tục là chỉ cần xuất hiện liền mạng ngươi chung nông nỗi. Nơi đây lại là đáng sợ Dương Nghị Vân trong lòng nghĩ đến. Ầm ầm ầm, toàn lực ứng đối. Bên tai vang lên Sa Hồ bà túc mục tiếng động. Lúc này xuất hiện chính là ước chừng 4 đạo hải nhãn chi lực, không hề bất luận cái gì quy tắc dấu hiệu liên tiếp mà đến. Trực tiếp hồng oanh kích ở kết giới thượng. Làm cho cả trận pháp kết giới đều đại động, thậm chí xuống phía dưới mà đi tốc độ đều ngừng lại. Oanh! Ngay sau đó lại một lần vang lên. 4 người kết giới bị tập trung hải nhãn chi lực oanh kích. Dưới tình huống như vậy, Dương Nghị Vân căn bản là vô pháp an tâm xuống dưới đi cảm thụ lốc xoáy chung tình huống, càng miễn bàn đi cảm thụ quan sát hải nhãn lực lượng. Tuy rằng không có biện pháp đi quan sát chi tiết, nhưng vấn đề lớn hắn phát hiện. Đó chính là cây to đón gió. Bọn họ tình huống hiện tại liền thuộc về điển hình cây to đón gió. Hắn nghĩ tới hai vấn đề. Đệ nhất đến từ phía dưới đáy biển chỗ sâu trong hải nhãn chi lực, có lẽ là có ý thức tồn tại. Đệ nhị đó chính là ở cái này sóng thần lốc xoáy chung, hình thành nào đó từ trường, cũng có thể là nói cùng loại trận pháp giống nhau hoàn cảnh, càng là đại thể thích đồ vật liền càng dễ dàng bị công kích, hơn nữa uy lực vẫn là càng ngày càng thường xuyên càng thật lớn cái loại này. Điểm này hiện tại hắn đều cảm nhận được. Sa Hồ bà ba người thừa nhận áp lực càng lúc càng lớn, trọng điểm là bọn họ giảm xuống tốc độ ngừng lại. Dương Nghị Vân biết như vậy đi xuống chính là không được, 3 vạn giảm khoảng cách, tại đây loại hoàn cảnh hạ liền tính là đối thiên đạo cường giả tới nói cũng là rất dài. Hơn nữa Hùng Du Thiên nói qua, sóng thần lốc xoáy hình thành, chỉ có nửa canh giờ một quá liền sẽ biến mất. Đến lúc đó bọn họ đã có thể vào không được không nói, còn sẽ có nguy hiểm. Thôi. Vốn dĩ không nghĩ bại lộ, nhưng hiện tại không có biện pháp. Dương Nghị Vân tự nói một tiếng, ngay sau đó đối với Sa Hồ bà đám người nói, đều đừng phản kháng. Dương Nghị Vân là chủ, Sa Hồ bà ba cái là phó, nghe được Dương Nghị Vân nói, tuy rằng không biết hắn muốn làm cái gì, bất quá tự nhiên là muốn nghe. Nháy mắt Sa Hồ bà ba người liền cảm nhận được có thần thức bao phủ ở bọn họ trên người, đến từ Dương Nghị Vân thần, tự nhiên không phản kháng. Thu. Dương Nghị Vân một cái thu tự lạc bế, bọn họ 4 người đồng thời biến mất ở tại chỗ. Nhưng lại tại chỗ xuất hiện nho nhỏ như lọ thuốc hít giống nhau càn khôn hồ. Dương Mẫu Nhân ở Sa Hồ bà ba người trước mặt lượng ra chính mình át chủ bài. Nháy mắt tiến vào càn khôn hồ chung, hắn đây là mở ra càn khôn hồ gian lận hình thức. Như thế hắn chỉ cần thần niệm thao tác càn khôn hồ hướng về đáy biển mà đi là được. Càn khôn hồ rất nhỏ, cũng là chí bảo. Đến lúc đó liền tính là bị hải nhãn chi lực công kích cũng là không thành vấn đề có thể thừa nhận, huống hồ hắn cảm giác bọn họ tiến vào càn khôn hồ lúc sau, hải nhãn chi lực liền sẽ không công kích tới rồi.
hơn nữa tốc độ thượng có thể thành lần tăng trưởng. Càn Khôn Hồ Nội, Thiên Chúa nơi này là, Sa Hồ bà có chút kinh ngạc cảm thán. Nơi này là một phương thế giới Nga hùng hoan cũng nhịn không được ra tiếng. Medusa không nói chuyện, nhưng lại mang theo tò mò ánh mắt đánh giá. Ba người đều là cường giả, tự nhiên có thể cảm nhận được này một phương thế giới cũng không phải là tầm thường thần cảnh đơn giản như vậy, rất cao giai không gian thế giới. Cũng minh bạch là Dương Nghị Vân mang chúng nó tiến vào thế giới này, trực tiếp tránh thoát hải nhãn đều có thể công kích. Giờ phút này Dương Nghị Vân thần niệm tập trung ở Càn Khôn Hồ Thượng, khống chế được Càn Khôn Hồ bay nhanh hướng về đáy biển rơi xuống mà đi, nghe được Sa Hồ bà hỏi chuyện, lại là nhất tâm nhị dụng nói, nơi này là thuộc về ta thần cảnh thế giới, các ngươi thả ở một trạm vào chờ, chờ rốt cuộc đáy biển ta tha các ngươi đi ra ngoài có thể, hiện tại chớ có quấy rầy ta, làm ta phân tâm. Là, Thiên Chúa. Sa Hồ bà nghe được Dương Nghị Vân như vậy giải thích, tức khắc liền minh bạch. Trong lòng rất là khiếp sợ cái này chủ nhân thủ đoạn, không biết còn có bao nhiêu tồn tại. Dương Nghị Vân không rảnh để ý tới Sa Hồ bà ba người, hắn giờ phút này thần niệm bám vào Càn Khôn Hồ Thượng, trực tiếp nghĩ vô tận lốc xoáy bay nhanh mà đi, hắn có cảm, có thể đuổi theo Hùng Du Thiên bọn họ, thậm chí còn khả năng sẽ siêu việt bọn họ, trước tiên ngăn cản Thánh Đạo Thần Vực lối vào. Đến lúc đó Thần Mộc Lão Tổ đám người phát hiện bọn họ cuối cùng xuất phát, lại là trước tiên tới. So sánh với bọn họ trên mặt biểu tình sẽ rất có ý tứ đi, ha ha. Quả nhiên cùng hắn phỏng đoán giống nhau, bọn họ mấy cái tiến vào Càn Khôn Hồ không còn có đã chịu hải nhãn chi lực công kích, thực mau hắn bay nhanh mà xuống thấy được người đầu tiên ảnh. Người này đó là yêu thần đạo cung tam cung chủ Thoán Thiên. Ầm vang. Vừa lúc hắn ở thần thức nhìn thấy một đạo đạm màu trắng hải nhãn chi lực trực tiếp công kích tại đây vị tam cung chủ trên người. Nhưng là không có hắn trong tưởng tượng chật vật một màn xuất hiện, lại nghe đến một tiếng thét dài vang lên, giống. Ngay sau đó chỉ thấy yêu thần đạo cung tam cung chủ Thoán Thiên, toàn thân kim quang đại tác, lại là xuất hiện nửa thú hóa trạng thái. Mao mặt lôi công miệng, toàn thân đạm kim sắc lông tóc bao trùm, mông sau một cái đuôi xuất hiện, đối mặt hải nhãn công kích, lại là thét dài chút nào, ngạnh sinh sinh ngăn cản hóa giải hải nhãn chi lực. Rồi sau đó tiếp tục xuống phía dưới mà đi. Hải nhãn chi lực không đối vị này yêu thần đạo cung tam cung tạo thành chút nào thương tổn, gần là cách trở một chút hắn xuống phía dưới mà đi tốc độ mà thôi. Dương Nghị Vân cái này cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì yêu thần đạo cung vị này tam cung chủ tên gọi Thoán Thiên, bản thể nguyên lai là vẫn luôn con khỉ, Thoán Thiên hầu sao. Trách không được luôn là cười tủm tỉm trong mắt có thể nói giống nhau khôn khéo, là con khỉ không tinh mới là việc lạ. Lại không biết ra sao hầu loại. Đương nhiên này đã không quan trọng, quan trọng là hắn rốt cuộc đã biết vị này tam cung chủ Thoán Thiên Hầu bản thể, xem như có thu hoạch. Nhìn qua tuy rằng Thoán Thiên Hầu chặn hải nhãn chi lực, khá vậy không phải như vậy nhẹ nhàng, bởi vì hải nhãn chi lực thường thường sẽ bùng nổ, đương đạo thứ hai hải nhãn chi lực xuất hiện thời điểm, Dương Nghị Vân trực tiếp thao tác Càn Khôn Hồ vèo một chút lướt qua Thoán Thiên Hầu mà đi. Hắn cũng tương đối cẩn thận, Càn Khôn Hồ là không thể bị phát hiện. Cũng may toàn bộ sóng thần lốc xoáy đường kính đều 100 mét thật lớn, hắn từ giờ phút này thao tác Càn Khôn Hồ tiểu như lọ thuốc hít, trên cơ bản có thể xem nhẹ, hơn nữa Thoán Thiên Hầu còn muốn ứng phó hải nhãn chi lực đánh sâu vào căn bản là không có thời gian đi chú ý bốn phía tình huống. Cũng không có người sẽ nghĩ đến, ở như thế ác liệt hoàn cảnh hạ, còn có hắn thao tác Càn Khôn Hồ đâu. Thực mau Dương Nghị Vân lướt qua Thoán Thiên Hầu, ở mấy ngàn mét địa phương thấy được nhị cung chủ Thiên Hạc. Lúc này Thiên Hạc trực tiếp hóa thành bản thể, lại là một con hồng đỉnh Thiên Hạc, thật lớn thực, dương cánh 8-9 mễ, thật dài mỏ nhọn cùng sắc bén móng vuốt nhìn qua đều tràn ngập lực công kích, lại cũng là ở hải nhãn chi lực hạ du nhận có thừa, hải nhãn lực lượng trừ bỏ có thể thoáng trở ngại một chút Thiên Hạc tốc độ chi vị, căn bản đối hắn tạo thành không được cái gì uy hát iota. Dương Nghị Vân vòng qua Thiên Hạc, tiếp tục mà xuống, thấy được Hùng Du Thiên, so sánh với tới yêu thần đạo cung nhị cung chủ cùng tam cung chủ. Hùng Du Thiên không thẹn là đại cung chủ, thân thể cường đại thực, đều bất biến thân trực tiếp dựa vào hình người trạng thái là có thể khiêng qua đi. Vốn đang tưởng nhiều quan sát một hồi, nhưng chung quy là thần niệm thao tác Càn Khôn Hồ, hắn thần niệm tiêu hao rất lớn, liền trực tiếp vòng qua bay nhanh mà đi, trong lúc hắn thấy được Hoang Hải Nam Bắc hai vị thiên đạo chuẩn thánh, lướt qua Thần Mộc Lão Tổ chờ tam đại Thạch Mộc Đạo Cung ba vị cung chủ, để cho hắn ảnh hưởng khắc sâu chính là Thạch Mộc Đạo Cung nhị cung chủ Thạch Giám Đảm Đương. Hảo gia hỏa này không hổ là thạch yêu được đến, lực phòng ngự cường đại dọa người, trực tiếp ở hải nhãn chi lực đánh sâu vào hạ đấu đá lung tung,
còn hô to thống khoái. Phòng ngự chi cường, ở Dương Nghị Vân xem ra quả thực đạt tới biến thái nông nỗi. Hắn không nhiều dừng lại trực tiếp lướt qua mọi người, nghĩ đáy biển 3 vạn dặm mà đi. Trên thực tế hắn ngăn cản đáy biển thời gian chỉ dùng nửa canh giờ một nửa thời gian mà thôi. Ít nhiều có càn khôn hồ bực này chí bảo đảm đương bùa hộ mệnh, thần không biết quỷ không hay liền đến đáy biển chỗ. Đương nhiên hắn thần niệm tiêu hao là khủng bố, cơ hồ tiêu hao rất 9 thành thần niệm, làm hắn cảm thấy từng trận suy yếu. Thoạt nhìn vô tận sóng thần lốc xoáy, đến cuối thời điểm, hóa thành một cái đường kính chỉ có nửa thước hắc động tồn tại. Dương Nghị Vân thần niệm có thể đạt được đều có tà nhút nhát. Xoay tròn sóng thần lốc xoáy càng thêm nhanh chóng, cùng với thật thật cuồng phong thanh âm. Dựng lên hải nhãn chi lực chính là từ nơi này toát ra tới bằng. Dương Nghị Vân biết đến tránh không khỏi ngươi, trực tiếp cắn răng một cái, thao tác càn khôn hổ bay đi. Ầm vang. Không gian quá mức nhỏ hẹp, giờ phút này liền tính là càn khôn hổ lại tiểu, cũng khó tránh khỏi bị lan đến, đương vọt vào đi thời điểm, oanh một chút oanh kích ở càn khôn hổ thượng. Lần này Dương Nghị Vân bản thể ở càn khôn hổ không gian nội, nhịn không được một tiếng kêu rên, lại là bị hải nhãn chi lực đánh sâu vào thương tới rồi thần niệm, hộc ra một ngụm tử vết máu. Đồng thời hắn thần niệm cũng bị đánh sâu vào về tới bản thể. Nhưng hắn biết càn khôn hồ đã từ lốc xoáy cái đáy thành công vọt qua đi. Thiên Chúa! Vân Tử! Chủ nhân! Càn khôn hồ nội một cái quan tâm thanh âm vang lên. Dương Nghị Vân mở to mắt vừa thấy, lại là ngọc lả lướt mấy cái cùng xa hồ bà ba người đều ở hắn bên người. Phía trước hắn liền đem ngọc lả lướt cùng Hoàng Thư Lang, đằng xa hồ thánh nữ đều buộc chặt càn khôn hồ. Các nàng mấy cái là phát hiện càn khôn hồ vào được người, mới tìm lại đây cùng xa hồ bà hội hợp, nhưng lại không quấy rầy Dương Nghị Vân. Giờ khắc này Dương Nghị Vân hộc máu tỉnh lại, mọi người đều quan tâm. Làm người mỗi người quan tâm ánh mắt cùng tâm tình là không giống nhau. Tỷ như xa hồ bà cùng Hoàng Thư Lang đằng xà bọn họ là cấp dưới quan tâm chủ thượng tâm tình, mà Ngọc là lướt cùng xa hồ thánh nữ quan tâm tắc mang theo ái mộ cảm xúc. Lại nói tiếp, ngày đó Dương Mỗ Nhân đi tìm được Ngọc Lả Lướt lại là bị lỗ mãng quỷ Sa Hồ Thánh Nữ xông tới, đánh vỡ hai người chuyện tốt, kết quả. Kết quả Sa Hồ Thánh Nữ đã bị Dương Mỗ Nhân cấp bắt lấy. Hiện tại địa vị thân phận cùng Ngọc Lả Lướt là bằng giống nhau. Điểm này ngược lại là Sa Hồ bà cái này cáo giả nhất vui nhìn đến. Ta không có việc gì, không có việc gì, chính là phun ngụm máu, nhưng đáng giá, chúng ta đã đến đáy biển. Đợi chút chúng ta bốn cái vẫn là muốn đi ra ngoài, nhưng là lướt cùng thánh nữ các ngươi mấy cái vẫn là phải đợi chờ tiến vào thánh đạo thần vực lúc sau có thích hợp cơ hội ở cho các ngươi mấy cái ra tới. Dương Nghị Vân nói chuyện chung nhìn nhiều hai mắt Ngọc là lướt cùng xa hồ thánh nữ, một màn này làm xa hồ bà trên mặt hiện lên mỉm cười, nàng vang lên ngày đó ở yêu thần đạo cung thần lâu, kỳ thật là nàng cố ý làm xa hồ thánh nữ đi tìm Ngọc là lướt, vì chính là cấp xa hồ thánh nữ sáng tạo một cái cơ hội. Cũng là có thể cùng Dương Nghị Vân cái này Thiên Chúa gắt gao cột vào cùng nhau, sự thật chứng minh nàng là đúng. Ân, chúng ta không nóng nảy, ngươi cùng bà đều phải tiểu tâm. Sơ làm người thê xa hồ thánh nữ chính là đối Dương Nghị Vân thực dính, nhưng cũng biết lúc này không thể đi theo, trong ánh mắt thực luyến tiếc, ngẫm lại ngày đó kia một màn, nàng sắc mặt liền đỏ bừng không thôi, nhưng lại trong lòng tràn đầy chờ mong ở có tiếp theo. Lúc này ngày Ngọc Lả Lướt chính là cho nàng dạy cùng đem rất nhiều nhân tộc nối dõi tông đường sự tích. Liêu quá vài câu sau, Dương Nghị Vân liền mang theo xa hồ bà và Medusa hơn nữa hùng hoan ra càn khôn hồ. Càn khôn hồ không thể bại lộ bên ngoài quá dài thời gian, xem ai biết hiện tại đáy biển là cái tình huống như thế nào. Không dám chậm trễ, nhưng đừng xuất hiện cái gì biến cố mới là. Ngay sau đó bốn người xuất hiện bên ngoài, càn khôn hồ hồi thể. Dương Nghị Vân cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, nhưng vừa thấy bốn phía hoàn cảnh, lại là có điểm vượt quá tưởng tượng, cùng hắn trong tưởng tượng là đáy biển tình huống, hoàn toàn bất đồng. Trong tưởng tượng đến hải nhãn nơi, chính là đáy biển, nhưng hiện tại vừa thấy một giọt nước biển đều không có, ngược lại là một chỗ thật lớn không gian, như là nào đó sơn động giống nhau. Bất quá lại là thủy tinh giống nhau. Ở bọn họ thực hiện chung, có một tòa thủy tinh bia, như là một mặt gương, tản ra 5 màu thần quang gương. Ngoại hình nhìn kỹ, có điểm như là một con dựng thẳng lên tới đôi mắt. Thần Mộc Lão Tổ cùng Hùng Du Thiên nói qua, thánh đạo thần vực nhập khẩu ở hải nhãn chung, hiện tại xem ra trước mắt này tòa như đôi mắt dường như thủy tinh bia chính là hải nhãn. Đối chiếu chỗ, đúng là bọn họ sau lưng giữa không chung,
ở nơi nào thần kỳ nước biển huyền phù, hình thành nước biển lốc xoáy, nhưng lại bị vô hình chung lực lượng ngăn trở, một giọt nước biển cũng không có thấp xuống. Mà cái này mà nhìn qua có nửa cái sân bóng rổ đại, là cái thủy tinh động. Dương Nghị Vân tính tính thời gian không đến nửa canh giờ một nửa, thần mộc lão tổ những cái đó muốn xuống dưới sợ là còn một chút thời gian, liền đối với Sa Hồ bà nói, ta nghỉ ngơi một chút, các ngươi hộ pháp, chờ đợi thần mộc lão tổ bọn họ xuống dưới. Nghe được Dương Nghị Vân nói như vậy, Sa Hồ bà một trận kinh ngạc nói, thiên chúa ngươi là nói Hùng Du Thiên bọn họ còn không có từ phía trên xuống dưới. Này cũng khó trách Sa Hồ bà kinh ngạc, ở Dương Nghị Vân càn khôn hồ nội thời gian là ngoại giới 1000 lần. Sa Hồ bà các nàng ở Càn Khôn Hồ đãi 3 năm thời gian, vốn dĩ các nàng đều cho rằng Dương Nghị Vân từ bỏ tiến vào Thánh Đạo Thần Vực, rốt cuộc thời gian không khớp, nhưng không nghĩ tới Dương Nghị Vân giờ phút này cư nhiên nói thần mộc lão tổ bọn họ còn cũng chưa đến. Này liền không thể không làm Sa Hồ bà kinh ngạc. Ngay cả Medusa cùng Hùng Nữ Hùng Hoan đều nhìn về phía Dương Nghị Vân. Dương Nghị Vân cũng phản ánh qua nói, ta thần cảnh không gian thời gian cùng bên ngoài kém 1000 lần. Cho nên chính thật ngoại giới quá khứ thời gian không đến nửa canh giờ, được rồi, các ngươi chờ, cho ta hộ pháp. Nói xong Dương Nghị Vân trực tiếp nhắm hai mắt lại, khoanh chân xuống dưới bắt đầu điều dưỡng, hắn thần niệm tiêu hao phi thường đại. Đến nỗi Sa Hồ bà ba cái lại là bị Dương mẫu nhân cấp chấn động một phen. Cái dạng gì thần cảnh thế giới cư nhiên là 1000 lần tỷ lệ. Vô pháp tưởng tượng, các nàng mấy cái lông tóc không tổn hao gì liền đến hải nhãn nơi. Hơn nữa thời gian thượng càng vốn là vô dụng thượng nửa canh giờ. Xuống dưới thời điểm các nàng chính là áp sau cuối cùng xuất phát, đến thời điểm lại là đệ nhất sóng. Thật muốn hỏi hỏi cái này vị tuổi trẻ thần bí thiên chúa là làm sao bây giờ đến. Liên tính là mượn dùng thần bí không gian thần cảnh, tưởng từ 3 vạn dặm xa sóng thần lốc xoáy xuống dưới, cũng là không dễ dàng đi. Nhưng trên thực tế không đến nửa canh giờ hắn liền làm được. Sa Hồ bà liền không nói. Nàng là tự nguyện đi theo Dương Nghị Vân, hơn nữa là Sa Hồ tổ tông tiên đoán, chờ đợi Dương Nghị Vân vị này thiên mệnh giả xuất hiện, vô điều kiện nhận Dương Nghị Vân là chủ, trong lòng không có bất luận cái gì ngăn cách không phục. Mà Hùng Nữ Hùng Hoan đâu? Tuy rằng có chút ngây thơ, nhưng đối Dương Nghị Vân càng thêm khăng khăng một mực, là Dương Nghị Vân cho nàng tân sinh, liền tính là không có sinh mệnh chi thủy ước thúc, nàng cũng sẽ đi theo Dương Nghị Vân. Vẫn luôn gần nhất chỉ có bị mạnh mẽ thu phục Medusa trong lòng đối Dương Nghị Vân là có ngăn cách, rốt cuộc nàng là rắn hổ mang nhất tộc chức cao xà vương, là thiên đạo quy tắc áo nghĩa cường giả, tôn nghiêm là có điểm, chỉ là bị Dương Nghị Vân liên hợp Sa Hồ bà thu phục lúc sau, mệnh ở Dương Nghị Vân trong tay nắm giữ, giận mà không dám nói gì, sâu trong nội tâm là chướng mắt Dương Nghị Vân cái này nho nhỏ thần chủ tu sĩ, nhưng là giờ khắc này Medusa rốt cuộc dùng một loại khác góc độ đối đãi Dương Nghị Vân. Tiếp xúc Dương Nghị Vân càng lâu, nàng liền phát hiện, cái này tiểu chủ nhân càng ngày càng thần bí, càng ngày càng làm nàng nhìn không thấu. Chẳng lẽ nói, đi theo hắn thật sự không sai sao? Medusa trong lòng như vậy nghĩ. Ít nhất từ sóng thần lốc xoáy xuống dưới, đến cái này hải nhãn nơi, chuyện này, Medusa không thể không thừa nhận, liền tính là nàng cũng làm không đến, như thế sạch sẽ lưu loát. Mang theo phức tạp ánh mắt nhìn thoáng qua Dương Nghị Vân lúc sau. Medusa đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa huyền phù lốc xoáy nơi, chờ đợi cái thứ nhất đại yêu thần xuống dưới, tới xác định Dương Nghị Vân lời nói thật giả, trong lòng có chờ mong. Nàng đỏ đậm trung mang theo màu tím hai mắt giờ phút này lập lòe lên. Ầm vang! Một tiếng nổ vang ở sơn động trên không vang lên. Đạo thứ nhất thân ảnh từ lốc xoáy trung vọt ra, lại đúng là phía trước an bài trình tự, xung phong thần mộc lão tổ. Ở thần mộc lão tổ lao ra lốc xoáy lúc sau. Đem trước tiên thấy được phía dưới người, lại là tức khắc ngây ngẩn cả người. Hắn cho rằng chính mình đôi mắt hoa. Chớp chớp mắt đang xem đi, không sai không thay đổi, phía dưới đích xác có người, hơn nữa là giờ phút này không nên xuất hiện ở chỗ này người. Dương Nghị Vân khoanh chân mà ngồi, hiển nhiên ở đà tọa tu dưỡng, Medusa, Sa Hồ bà, Hùng Hoan còn lại là quay chung quanh ở hắn bốn phía nhìn qua chính là hộ pháp bộ dáng. Này! Sao có thể đâu? Bọn họ mấy cái không phải cuối cùng một đợt người sao? Như thế nào còn trước tiên tới rồi? Còn ở hắn cái này đệ nhất nhân phía trước? Thần mộc lão tổ là thật sự phi thường khiếp sợ, quả thực không thể tin được chính mình đôi mắt. Rơi xuống đi lúc sau, lại là Sa Hồ bà cười mở miệng nói, thần mộc đạo huynh đến là mau a. A ếch, các ngươi khi nào đến?
nói lắp ngây người một hồi, Thần Mộc lão tổ rốt cuộc xác định này không phải ảo giác, Dương Nghị Vân đám người là chân thật, nhân ra thật là trước tiên tới rồi nơi đây, hơn nữa nhìn qua đã tới rồi một hồi lâu. Đây là kiểu gì thủ đoạn a? Thần Mộc lão tổ đầu tiên bị khiếp sợ tới rồi. Đến nỗi Sa Hồ bà giờ phút này trong lòng cư nhiên có điểm kiêu ngạo, hơi hơi mỉm cười Phong Khinh Vân đạm nói, chúng ta đều mau chờ các ngươi non nửa cái canh giờ. Lời này đương nhiên là có điểm khuếch đại, nhưng trên thực tế đích xác đợi một hồi lâu, đảo cũng không tính cái gì. Các ngươi như thế nào xuống dưới? Thần Mộc lão tổ nhìn không được buột miệng thốt ra. Giờ khắc này Sa Hồ bà có điểm tiểu đắc ý, nhìn kinh ngạc không thể tin tưởng Thần Mộc lão tổ. Nàng mang theo vô cùng cực nóng sùng bái ánh mắt nhìn thoáng qua còn ở đả tọa điều dưỡng Dương Nghị Vân nói, tự nhiên là ta chủ thi triển đại thần thông mà đến. Liền như vậy một câu, lại một lần vô hạn cất cao Dương mẫu nhân thân phận. Ầm vang. Chính nói chuyện hết sức, tiếng thứ hai nổ vang vang lên, thật là Thạch Mộc đạo cung nhị cung chủ Thạch dám đảm đương từ lốc xoáy chung vọt ra. Lúc sau sao? Còn lại người cũng là một cái tiếp theo một cái xuất hiện. Đối với Dương Nghị Vân đám người trước tiên đến một đám đều tràn ngập không thể tin tưởng khiếp sợ, nhưng sự thật bị ở trước mắt, không thể không tin. Trải qua một chuyện, cho nên người đều chịu phục, đối Dương Nghị Vân chỉ có kính nể thậm chí đều mang theo thành kính sợ. Bọn họ tất cả mọi người không thấy được Dương Nghị Vân những người này có chẳng sợ bất luận cái gì một cái từ bọn họ bên người trải qua, không thấy được một bóng hình, nhưng nhẹ nhàng nhân ra vẫn là trước tiên đến hải nhãn nơi. Quả nhiên là tiền bối cường giả. Lần này Thần Mộc lão tổ là thật tin Dương Nghị Vân là cái cường đại cường giả. Khụ đều đến đông đủ. Lại là Dương mẫu nhân ho khan một tiếng từ trong đả tọa thức tỉnh nói chuyện, trên thực tế ở Thần Mộc lão tổ xuất hiện thời điểm hắn liền tỉnh, chỉ là liền tưởng trang một trang nghĩ cao nhân, nghe một chút bọn họ kinh ngạc cảm thán, sự thật chứng minh hiệu quả thực hảo. Tiền bối. Tiền bối quả nhiên là đạo pháp thông thiên. Lần này có tiền bối ở, ta chờ không cần ở thần ma nói cung trước mặt có hại. Từng tiếng khen tặng vang lên, cực đại thỏa mãn Dương mẫu nhân hư vinh tâm. Lại cũng ở mọi người trước mặt quá đủ cường giả nghiện sau, lúc này mới mở miệng nói, được rồi, nếu mọi người đều đến đông đủ, chúng ta liền tiến vào thánh đạo thần vực đi, đúng rồi chính là từ cái này thủy tinh bia chung vào đi thôi. Đúng vậy tiền bối, cái này thủy tinh bia liền hoang hải nam bắc giao giới nơi hải nhãn, tiến vào lúc sau sẽ là một cái khác thời không nơi, cũng chính là thánh đạo thần vực chung. Thần Mộc lão tổ vội vàng trả lời, hắn hiện tại đối Dương Nghị Vân không có bất luận cái gì hoài nghi, nhận định Dương Nghị Vân chính là cho rằng thâm tàng bất lộ chí cường giả. Dương Nghị Vân nhìn thủy tinh bia theo bản năng hỏi, nhưng có cái gì nguy hiểm? Ở hắn nghĩ đến xuống dưới thời điểm sóng thần lốc xoáy đều có hải nhãn chi lực, như vậy cái này thủy tinh bia chính là hải nhãn tự nhiên càng nguy hiểm. Ra ngoài dự kiến, Thần Mộc lão tổ trả lời, tiền bối yên tâm. Tới rồi hải nhãn lúc sau ngược lại không có bất luận cái gì nguy hiểm, từ giờ trở đi, chân chính nguy hiểm ở thánh đạo thần vực trong vòng, tiến vào hải nhãn tương đương bước vào một cái khác thời không, chúng ta sẽ không ở cái này mảnh đất, không nguy hiểm. Vậy là tốt rồi Dương Nghị Vân yên tâm. Ít nhất từ giờ trở đi, không cần lo lắng cái gì. Trước đừng chúng ta đây vào đi thôi, không chừng thần ma nói cùng người đã sớm ở bên trong, thánh đạo thần vực có chút di tích nơi, là có thời gian hạn chế. Nếu là chậm chúng ta cũng chỉ có thể nhìn thần ma nói cung cầm đầu thế lực nhặt tiện nghi. Thần Mộc lão tổ giờ phút này nói chuyện đều mang theo kinh ý. Hảo, vậy đi vào. Dương Nghị Vân nhìn Thần Mộc lão tổ biểu tình là có chút buồn cười. Đương nhiên trên mặt cũng không dám biểu hiện ra ngoài, tương phản hắn nội tâm càng thêm cẩn thận. Chung quy hắn là cái giả cường giả, giả thật không được, luôn có chân tướng đại bạch thời điểm. Dương mẫu nhân tự nhiên không dám ở này đó chính thật sự thiên đạo cường giả trước mặt chơi cái gì ngạo khí. Hắn cũng không biết chính mình cái này giả cường giả còn có thể giấu bao lâu. Duy nhất có thể làm chính là tận lực làm chính mình chấn định cùng sẽ không đi kiêu ngạo tự mãn, mặt khác chính là nghĩ cách tăng lên thực lực, làm giả cường giả trở thành thật cường giả, mới là vương giả chi đạo. Kế tiếp như cũ là Thần Mộc lão tổ đi đầu tiến vào thủy tinh bia hải nhãn chung. Quả nhiên không xuất hiện vấn đề gì. Dương Nghị Vân cuối cùng một cái bước vào trong đó. Trong nháy mắt giống như là tiến vào bảy màu sặc sỡ thời không đường hầm giống nhau, từng đạo màu sắc rực rỡ thần quang từ bên người bay nhanh xói mòn. Dương Nghị Vân cảm giác không nhúc nhích, kỳ thật hắn biết đây là thời không chi lực ở vận chuyển, thân thể hắn ở bay nhanh đi trước. Cùng phía trước không giống nhau chính là, ở cái này thời không đường hầm chung đại gia thân ảnh đều xem tới được,
một đám khoảng cách đều không tính xa, nhìn qua cũng đều tưởng an không có việc gì. Cái này thời không đường hầm sắc thái sặc sỡ, vọng không đến cuối, cũng không biết bao lâu mới có thể đi ra ngoài. Lại nói tiếp có cái kỳ quái cảm giác là, ở cái này thời không đường hầm chung cảm thụ không đến cái gì thời gian tồn tại, tâm cảnh thượng là thực bình tĩnh. Thời gian như là đi qua thật lâu, lại như là đánh cái ngủ gật giống nhau, bỗng nhiên chi gian Dương Nghị Vân liền cảm giác bốn phía thần quang tan đi. Ngay sau đó hắn phát hiện đại gia xuất hiện ở một chỗ ngôi cao nơi. Như là một cái huyền phù ở trên hư không biển sao ngôi cao giống nhau. Không tính đại, cũng chính là phạm vi cây số tả hữu ngôi cao, tài chất nhìn qua ngọc cũng không phải ngọc cũng không phải cái gì thạch tài, ngược lại cho người ta một loại đồng thau cảm giác, nhưng Dương Nghị Vân biết không sẽ là đồng thau. Mặt trên che kín khắc văn, trải rộng toàn bộ ngôi cao, hơn nữa lập lòe thần quang. Không hề nghi ngờ cái này dưới chân ngôi cao chính là truyền tống ngôi cao, bọn họ từ ngoại giới tiến vào môn hộ, đi ra ngoài môn hộ. Bất quá này đó hiện tại xem ra đều không quan trọng, quan trọng là tầm mắt có thể đạt được, mới là rất lớn chấn động hoàn cảnh. Vì cái gì nói cái này ngôi cao là cái huyền phù ở trên hư không biển sao ngôi cao đâu. Bởi vì bốn phía hoàn cảnh thật đúng là chính là như thế. Ở Dương Nghị Vân trong mắt nhìn lại, cư nhiên có thể nhìn đến từng viên tinh cầu huyền phù ở phương xa, bọn họ nơi ở chính là thoạt nhìn có chút đen nhánh sao trời chung. Nhưng là Dương Nghị Vân chi giác nói cho hắn cái này hắn chứng kiến quá biển sao không phải một hồi sự. Nhìn không được hỏi bên người thần mộc lão tổ nói, thần mộc cung chủ nơi này chính là các ngươi trong miệng thánh đạo thần vực. Đúng vậy tiền bối, nhìn có điểm như là hạ giới một phương sao trời thế giới đi. Thần mộc lão tổ hỏi. Đúng vậy. Đích xác như là hạ giới biển sao thế giới, nhưng là chi giác nói cho ta nơi này không phải chân chính biển sao thế giới. Dương Nghị Vân phụ họa nói. Thần Mộc Lão Tổ mở miệng nói, đích xác không phải chính thật sự biển sao thế giới, nhưng lại cũng không phải cái gì ảo giác. Chúng ta hiện tại ánh mắt có thể đạt được chung kia từng viên tinh cầu, là thật thật tại tại tồn tại, chẳng qua đều không phải là có sinh linh cầu tinh. Những cái đó tinh cầu có nghe đồn ở khai thiên tích địa thời đại. Là một tôn tôn viễn cổ thánh nhân thành thánh phía trước đạo tràng thế giới, công kích 3.000 thánh tinh, nội có thánh đạo di tích, tỉ như thánh nhân trí bảo, hoặc là thần thông công pháp, đan dược thần bảo từ, thậm chí có khả năng là thánh nhân lưu lại cùng một chữ phù linh tinh, chỉ cần có thể tìm được, đều sẽ là đại tạo hóa, có lẽ có thể trợ giúp ta trở đột phá tu vi, đạo tặc lại tiến. Khá vậy không phải dễ dàng như vậy, thường thường có chút thánh tinh có thánh nhân chi lực bảo hộ, căn bản là vào không được. Là có thể xem như không có thánh nhân chi lực bảo hộ thánh tinh tiến vào lúc sau, có chút địa phương cũng là sấm không được, tồn tại một ít thánh vật. Thánh vật, đó là cái gì? Dương Nghị Vân đánh gãy thần mộc lão tổ. Lúc này Hùng Du Thiên Tiếp Thượng nói, thánh vật chính là một ít lây dính thánh nhân đại đạo lúc sau khai hóa sinh vật, có lẽ là một cái tiểu sâu, là một hoa một thảo từ, dù sao không phải cái gì nóng quá sinh vật. Nghe đồn nơi này tồn tại thánh vật sinh linh. Nhiều là viễn cổ thánh nhân thành tựu thánh đạo lúc sau chém xuống tâm ma âm vật chi khí, dần ra dung nhập thánh tinh, lây dính toàn bộ thánh tinh, cho nên thánh tinh trong vòng có khai hóa đắc đạo chi sinh linh, hơn phân nửa đều là bị tâm ma âm vật chi khí xâm phệ tồn tại, thực tà tính cũng rất cường đại. Đương nhiên nơi này nghe nói bị thánh nhân trấn áp, không ở tam giới bên trong, tiếp xúc không đến thiên đạo chiếu khắp, cho nên rất khó ra đời thánh vật sinh linh, liền tính là tồn tại cũng là cực nhỏ. Rất nhiều thời điểm nguy hiểm thường thường là thánh tinh chung hoàn cảnh cùng thánh nhân đạo tràng trận pháp từ. Còn có chính là yêu ma chi thần, tỉ như thần ma nói cung cầm đầu những cái đó thần linh, bọn họ thường thường so với thánh tinh chung tồn tại tà tính thánh linh càng cần nữa phòng bị đáng sợ. Có 3.000 thánh tinh nhiều như vậy, Dương Nghị Vân kinh ngạc vô cùng. Lại nói tiếp có, nhưng là không có người chân chính đi tìm hiểu quá, rốt cuộc nơi này rất nguy hiểm. Hùng Du Thiên nói, đúng vậy. Kỳ thật chúng ta tam đại nói cung cầm đầu thế lực, vô số năm qua thăm dò nơi, nhiều nhất có một nửa mà thôi, cái này thánh đạo thần vực thế giới, một nửa kia không có người chạm đến quá, có lẽ cũng có, khả năng sớm hơn đi. Dù sao chúng ta thăm dò đến địa phương có ba chỗ là thánh nhân đạo tràng nơi, trong đó một tòa cái gì đều không có, cái thứ hai thánh nhân đạo tràng thượng một lần bị thần ma nói cung người được đại cơ duyên. Cuối cùng một chỗ lại là chúng ta cũng chưa đi qua, cũng là mục tiêu lần này nơi. Đó là một chỗ, thượng một lần đại gia phát hiện tân thánh nhân đạo tràng, đối chúng ta tới nói, đem tràn ngập cơ duyên. Một tòa toàn hưng thánh nhân đạo tràng, ý nghĩa không có không ai đi đặt chân quá, sẽ rất lớn tỷ lệ tồn tại thánh nhân thánh vật. Lần này nói chuyện chính là thần mộc lão tổ,
hắn nói chuyện đều đôi mắt tỏa ánh sáng, tràn ngập lửa nóng. Tiền bối chúng ta muốn nhanh lên đi, nếu không thần ma nói cung người sẽ nhanh chân đến trước. Hùng Du Thiên mở miệng nói. Dương Nghị Vân còn chưa nói lời nói, thần mộc lão tổ hừ lạnh một tiếng nói, một tòa hoàn toàn mới thánh nhân đạo tràng, tất nhiên tồn tại thánh lực bảo hộ, chỉ bằng bọn họ còn không có dễ dàng như vậy đi vào, chúng ta có Dương tiền bối ở, đảo cũng không sợ bọn họ đi vào trước, ai biết bên trong tồn tại cái gì, đi vào sớm, không nhất định liền có cơ duyên, thánh đạo chi vật, đa số thời điểm là xem thiên ý. Các ngươi trong miệng hoàn toàn mới thánh nhân đạo tràng ở địa phương nào? Chúng ta hẳn là như thế nào đi? Dương Nghị Vân hỏi thần mộc lão tổ cùng Hùng Du Thiên. Dương Nghị Vân nghĩ đến cái gọi là cái thứ ba hoàn toàn mới thánh nhân đạo tràng liền ở trong đó một viên thánh tinh chung, cũng đích xác đoán không sai, chính là đi trước thánh tinh phương thức, lại là hắn không nghĩ tới. Chỉ nghe thần mộc lão tổ nói, liền ở trong đó một viên thánh tinh bên trong, đến nỗi như thế nào đi, chúng ta yêu cầu mượn dùng dẫn đường điều, này đó thánh tinh đều không phải cố định. Tùy thời tùy chỗ ở vận hành, cho nên chỉ có thể dựa dẫn đường điều mới có thể tìm được. Bất quá tiền bối cứ yên tâm đi, dẫn đường điều thượng một lần chúng ta mang tiến vào quá, ở kia một viên thánh tinh thượng lưu lại quá hơi thở, có thể tìm được, hiện tại chúng ta yêu cầu đi theo dẫn đường điều qua sông hư không. Thần mộc lão tổ nói chuyện chung vung tay lên, thần quang chợt lóe xuất hiện vẫn luôn màu trắng ngà chim nhỏ, cùng chim sẻ rất giống, chỉ là đỉnh đầu nhiều một cây độc lập lông chim. Nhìn qua như là tín hiệu dây anten giống nhau. Chi chi. Này chỉ điều chi chi mà kêu, quay chung quanh thần mộc lão tổ lốc xoáy. Đi thôi, ở phía trước dẫn đường thần mộc lão tổ đối với dẫn đường điều nói chuyện. Ngay sau đó này chỉ màu trắng ngà dẫn đường chim bay lên, về phía trước bay đi. Tiền bối đi thôi, chúng ta theo sau thần mộc lão tổ ý bảo. Hảo. Kế tiếp, mọi người đều bay lên trời bay vọt mà đi. Đi theo dẫn đường chim bay hành. Một hàng 12 người khoảnh khắc liền bay ra thật lớn ngôi cao, tiến vào có chút đen nhánh sao trời chung. Hai đại nói cung, Hoang Hải Nhị Thánh, hơn nữa hắn, chính là tứ đại thế lực hợp thành một cái đoàn đội. Thạch Mộc Đạo Cung lấy thần mộc lão tổ cầm đầu, Thạch Giám đảm đương, Hồng Liên phu nhân, thành một phương tiểu tổ, Yêu Thần Đạo Cung có Hùng Du Thiên, Thiên Hạc, Thoán Thiên Hầu, Hùng Hoan, xem như bốn người, nhân số thượng chiếm cứ ưu thế vì một tổ. Tiếp theo là Hoang Hải hai đại chuẩn thánh, Nam Hải Huyền Quy Thiên Đạo chuẩn thánh, Bắc Hải Bắc Cá Thiên Đạo chuẩn thánh, hai vị này tuy rằng ít người, nhưng lại đều là thiên đạo cảnh giới một trọng quy tắc áo nghĩa cường giả, tùy phân Nam Bắc, nhưng ở chỗ này tuyệt đối là nhất thể. Cuối cùng đó là hắn mang theo Sa Hồ Bà Bà và Medusa hai đại thiên đạo cường giả, trên thực tế bọn họ ba cái là yếu nhất, nhưng lại bị mọi người trở thành người mạnh nhất, bởi vì hắn là tiền bối cường giả. Đáng giá nhắc tới chính là Hùng nữ Hùng hăng hái còn lại là người của hắn, ở thời khắc mấu chốt, tuyệt đối là đứng ở hắn bên này. Như thế 12 người tổ hợp, lấy hắn cái này, tiền bối, vì trung tâm, đi trước thánh đạo thần vực chung một chỗ tân phát hiện thánh nhân đạo tràng, đến lúc đó có ý tứ khẩn. Đương nhiên tạm thời tới nói, Dương Nghị Vân biết bọn họ cái này đoàn đội là không có vấn đề, trước mắt là hài hòa, nhưng lại không đại biểu tiến vào thánh nhân đạo tràng lúc sau còn sẽ như thế. Vì cái gì đâu? Bởi vì Dương Nghị Vân rất rõ ràng ở ích lợi trước mặt, không có gì bền chắc như thép, còn có chính là ở sinh tử tồn vong thời điểm cũng đồng dạng như thế. Còn có một vấn đề khiến cho hắn không thể không đi suy xét, vấn đề này đó là thần ma nói cung vấn đề. Sớm tại Yêu Thần Đạo Cung thời điểm, hắn cũng đã cùng thần ma nói cung kết thù, thủ hạ Medusa một cái tát chụp đã chết thần ma nói cung tả cung chủ chi tử Lăng Thiên Tử, thù này oán Dương Nghị Vân cảm giác là hóa giải không khai. Cho nên đối với thần ma nói cung muốn suy xét. Dựa theo Hùng Du Thiên cùng thần mộc lão tổ cách nói, thần ma nói cung chính là thế lực lớn, thần ma nói cung đại cung chủ càng là thiên đạo tam trọng cường giả, nhị cung chủ thiên đạo nhị trọng, tam cung chủ thiên đạo một trọng cường giả, hơn nữa quay chung quanh ở thần ma nói cung mặt khác thiên đạo cường giả, thần ma nói cung chính là điển hình đại bá chủ thế lực. Thử hỏi bực này cường đại thế lực, sao có thể sẽ nhìn xuống hậu bối bị giết sự? Kỳ quái chính là, ở Yêu Thần Đạo Cung đại hội thượng, thần ma nói cung cư nhiên không có tìm tới báo thù. Hiện tại ngẫm lại có hai cái nguyên nhân. Thứ nhất, ngày đó hắn bị Hùng Du Thiên trở thành cường giả, thần ma nói cung người cũng đều thấy được, cho nên không tìm tới báo thù là lấy không chuẩn thực lực của hắn. Kỳ nhị cùng thứ nhất không có tới có quan hệ, so sánh với thần ma nói cung nhân vì ứng đối tiến vào thánh đạo thần vực không nghĩ phân thần, cho nên không có tới. Cũng mặc kệ nói như thế nào.
Dương Nghị Vân đều nói cho chính mình không thể tâm tồn may mắn, muốn suy xét hảo cùng thần ma nói cùng người chung quy lại ở chỗ này gặp mặt vấn đề, nếu là đụng phải nên như thế nào đi ứng đối. Không hề nghi ngờ thần ma nói cùng tất nhiên sẽ xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa dựa theo Hùng Du Thiên cùng thần Mộc Lão Tổ cách nói, chưa chừng thần ma nói cùng người đã tiến vào thánh nhân đạo tràng nơi. Dựa theo từ thần Mộc Lão Tổ cùng Hùng Du Thiên trong miệng nghe tới có quan hệ thần ma nói cùng cường thế tình huống tới xem, hắn một khi cùng thần ma nói cùng gặp phải, thần ma nói cùng người tất nhiên sẽ không như vậy hảo lừa gạt qua đi, không tránh được khả năng sẽ làm hắn cái này tăng mạnh giả trồi lên mặt nước, vạn nhất tới rồi lúc ấy, hắn nên như thế nào xong việc. Vấn đề này phải hảo hảo suy xét một chút mới được. Trực tiếp nhất đó là tăng lên thực lực của chính mình, hơn nữa là một mảng lớn như vậy loại tăng lên. Mới có thể ở này đó chính thật sự thiên đạo đại lão chi gian có điều chu toàn. Ngẫm lại này đó, Dương Nghị Vân trong lòng chỉ nghĩ nói một câu, ta quá khó khăn. Lần này cuốn tiến mấy ngày này nói đại lão vòng tới, đều không phải là hắn bổn ý, thậm chí có thể nói là trời xui đất khiến. Nhưng nếu đã cuốn tiến vào, hắn cũng không đường lui có thể đi, chỉ có thể cắn chặt răng đi xuống đi, tận lực suy xét hảo tự mình đường lui, hoặc là nói như thế nào mới có thể đem ảnh hưởng đem đến thấp nhất. Đi ra một cái lộ tới, đây là hắn hiện tại cần thiết muốn suy xét vấn đề. Trong lòng nghĩ những việc này nhi, một bên phi hành ở tối tăm trong hư không, tốc độ thực mau, đi ngang qua từng viên thật lớn thánh tinh. Cùng tại hạ giới những cái đó chân chính tinh cầu bất đồng, đích xác Dương Nghị Vân có thể cảm nhận được này đó trên tinh cầu không có sinh cơ. Dựng lên đều không phải là có chân thật tinh cầu thế giới như vậy đại. Nhưng lại tiểu cũng là tinh cầu. Đương nhiên ở chỗ này bởi vì là thánh đạo thần vực, cho nên xưng là thánh tinh. Dựa theo cái gì lão tổ nói, này đó thánh tinh nếu là không hiểu biết nói, vẫn là không cần đi vào sông loạn, nếu không đụng tới thánh linh tà vật liền không hảo. Có thể ở thánh đạo thần vực ra đời sinh linh tuy rằng bị xưng là thánh linh, nhưng trên thực tế một chút đều không thần thánh, ngược lại là vô cùng nguy hiểm tà vật. Không thể không cẩn thận, không thể sông loạn. Đoàn người liền như vậy đi theo dẫn đường điểu mặt sau xuyên qua đang xem lên là vô tận biển sao trong hư không, ở như thế không thấy ánh mặt trời hoàn cảnh chung, phi a phi a. Thời gian ở bay nhanh sói mòn. Đương nhiên đối này đó thần linh tới nói, thời gian không đáng giá tiền nhất, căn bản là không có người để ý. Một năm qua đi, 10 năm qua đi, 100 năm, 1000 năm. Ước chừng đi qua 3000 năm thời điểm, Dương Nghị Vân đầu tiên nhìn không được dừng lại nói, thần Mộc Cung Chủ. Có phải hay không đi nhầm phương hướng? Này đều 3000 năm, liền tính là ở xa, lấy chúng ta tốc độ cũng nên đến địa phương đi. Nhưng là xem người dẫn đường điều tựa hồ không có chút nào dừng lại ý tứ a. Thần Mộc Lão Tổ nghe được Dương Nghị Vân nói chuyện, cũng là có chút lúng túng nói tiền bối dẫn đường điều phản hồi tin tức nói là không sai, liền ở phía trước, vẫn luôn là, nhưng là hiện tại xem ra, tựa hồ đích xác có chút vấn đề, nếu không đại gia từ từ, mang ta xem xét một phen lại đi. Đi thôi, ta tổng cảm giác không thích hợp. Dương Nghị Vân gật đầu. Thực mau thần Mộc Lão Tổ vèo một chút biến mất không thấy, trốn vào vô tận hư không trong bóng đêm. Ước chừng đi qua 2 ngày thời gian sau, thần Mộc Lão Tổ lại lần nữa phản hồi. Lại là sắc mặt âm trầm nói, tiền bối thật đúng là ra vấn đề, ta phát hiện chúng ta 4 phía vạn dặm xa, bị người lấy đại pháp lực điều khiển thánh tinh bày ra đại trận, trách không được chúng ta 3000 năm đều đi không đến địa phương. Cái gì? Thánh tinh đại trận. Dương Nghị Vân nhìn không được trong lòng đều đảo hút khí lạnh. Người nào có như vậy đại cánh tay? Cư nhiên có thể điều khiển thánh tinh bày ra đại trận, ảnh hưởng phạm vi 1 vạn xa, trách không được thần Mộc Lão Tổ dẫn đường điều vẫn luôn ở dẫn đường, chính là mang không ra đi. Nguyên lai là bị người làm pháp. Đúng vậy, xem ra chúng ta bị người tính kế. Thần Mộc Lão Tổ âm trầm nói. Sẽ là người nào? Dương Nghị Vân mở miệng nói. Hùng Du Thiên hừ lạnh một tiếng nói, còn có thể là người nào, tất nhiên là thần ma nói cung cái gọi là, những cái đó đổ vô sỉ, quả nhiên trước chúng ta một bước tiến vào thánh đạo thần vực chung, cái này thánh tinh đại trận tất nhiên là bọn họ đã sớm bày ra, chính là vì vây khốn chúng ta, bọn họ hảo trước tiên đi thánh nhân đạo tràng, thật sự vô sỉ. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Dương Nghị Vân có chút không rõ, lại là hỏi ra một cái ngu ngốc vấn đề. Bị trận pháp mệt nhọc. Tự nhiên là muốn phá trận sao? Hắn một hai phải hỏi. Bất quá hắn hỏi cũng có người phối hợp hắn. Hùng Du Thiên nói, phá trận. Như thế nào phá? Dương Nghị Vân nghĩ đến kia chính là thánh tinh tạo thành đại trận A, này vẫn là hắn lần đầu tiên trải qua.
Nói trắng ra là hắn chung quy nói đến cùng là từ hạ giới phi thăng mà đến thần nhân, ở cách cục thượng còn hơi kém hơn một ít. Chỉ nghe thần mộc lão tổ vô cùng khí phách nói, trực tiếp đánh bạo này đó thánh tinh tự nhiên là có thể phá trận, ta quan sát qua, trận này cùng sở hữu 12 viên thánh tinh, nếu này đó thánh tinh có thể bị thần ma nói cùng những cái đó đổ vô sỉ lấy tới 7 trận, cũng đã nói lên không có gì vấn đề lớn tồn tại, sẽ không có nguy hiểm. Trận này chủ yếu là vì vây khốn chúng ta kéo dài thời gian, cũng không phải cái gì đại uy lực trận pháp, một đám đánh bạo này đó thánh tinh trận pháp tự nhiên liền phá. Đánh bạo thánh tinh, Dương Mỗ Nhân bị thần mộc lão tổ lời nói làm cho sợ ngây người, đương nhiên nói xong lúc sau hắn cảm giác có chút không đúng, nếu thần mộc lão tổ nói như vậy, đó chính là nói này đó thánh tinh đều không phải là chính mình tưởng tượng như vậy kiên cố, liền nhất định có thể phá. Như vậy hắn cái này đại gia trong mắt cường giả, tự nhiên liền không nên có hoài nghi thái độ ra tới, vội vàng bổ sung nói ân, không tồi không tồi, chính là trực tiếp đánh bạo này đó thánh tinh, này pháp đơn giản thô bạo, nhất hữu hiệu. Rất tốt, rất tốt. Dương Mỗ Nhân vội vàng viên lại đây, tuy rằng có điểm miễn cưỡng, nhưng đại gia cũng không có gì hoài nghi. Hắn phía trước câu kia có chứa hoài nghi lời nói, kỳ thật chính là cấp thấp thần linh mới có tư duy. Mà hiện tại hắn là đại gia trong mắt cường giả tự nhiên không thể nói chuyện làm việc không phóng khoáng, càng là khoác lác, đại gia liền càng là tin tưởng hắn. Tiền bối sau đó, đãi ta đi phá trận này. Thần mộc lão tổ mặt âm trầm. Đối thần ma nói cùng những người đó rất bất mãn, lúc này thoạt nhìn muốn đem khí rơi tại này đó thánh tinh thượng. Ở dứt lời lúc sau, thần mộc lão tổ vèo một chút bay đi ra ngoài. Dương Nghị Vân lúc này vận chuyển càn khôn chi mắt, nhưng thật ra muốn nhìn một chút, thần mộc lão tổ như thế nào đánh bạo thánh tinh. Kia chính là một viên tinh cầu A. Hơn nữa vẫn là ở thánh đạo thần vực trung tinh cầu. Như thế nào đi đánh bạo một viên tinh cầu? Dương Nghị Vân chưa từng thấy quá, cũng không trải qua quá. Cứ việc hắn trước kia tại hạ giới một quyền đánh bạo quá một tòa tiên sơn, nhưng kia chỉ là tiên sơn, không phải một viên tinh cầu. Bất quá quay đầu lại ngẫm lại tựa hồ cũng không sai biệt lắm. Tiên giới tiên sơn đồng dạng là một phương thế giới đâu. Lý luận sơn là giống nhau. Chỉ là nắm tay đánh bạo tinh cầu thật là cái chấn động hành động. Chỉ thấy thần mộc lão tổ bay vọt mà đi thời điểm thân thể hắn lại là đón gió mà trương. Trong nháy mắt liền hóa thành một tôn thân cao mấy ngàn trượng người khổng lồ, nhưng lại như cũ không có dừng lại, cuối cùng thân hình trường tới rồi mấy chục vạn trượng thời điểm mới dừng lại. Quả thực là chính thật sự thiên địa thần linh. Giờ phút này chỉ thấy thần mộc lão tổ toàn thân thần quang vạn trượng bùng nổ. Cho ta phá! Gầm lên giận dữ dưới, che trời thật lớn nắm tay tạp hướng về phía một viên thánh tinh. Hơn nữa hắn cự quyền tạp đi ra ngoài thời điểm, thần quang đại tác phẩm dưới hình thành nắm tay hư ảnh cư nhiên so với thánh tinh còn muốn lớn gấp đôi. Oanh! Đứng đắn nhi kinh thiên động địa, toàn bộ hư không đang run rẩy, thần quang vạn trượng bùng nổ. Một viên thánh tinh đã bị thần mộc lão tổ ngạnh sinh sinh quả thực cấp đánh bạo. Đương nhiên động tính tuy rằng đại, biến hóa cũng đại, nhưng nơi này chung quy là vô tận trong hư không. Thần mộc lão tổ đánh bạo một viên thánh tinh uy lực đặt ở toàn bộ hư không liền ảnh hưởng không lớn, chỉ là thấy được một đóa mây nấm sáng lên. Mọi người đều đi hỗ trợ đi. Toàn bộ thời điểm Hùng Du Thiên ra tiếng. Tức khắc Hùng Du Thiên, Thiên Hạc, Thoán Thiên Hầu, Hồng Liên Phu Nhân, Thạch Giám Đảm Đương, Hùng Hoan, Hoang Hải hai vị thiên đạo chuẩn thánh sôi nổi phóng lên cao, cùng chi phía trước thần mộc lão tổ giống nhau, một đám hóa thành thành thật lớn thần linh. Từng người nhắm ngay một mục tiêu thánh tinh sôi nổi lao ra tay. Dương Nghị Vân nhìn xem Medusa cùng Sa Hồ bà nói, các ngươi nếu có thể làm được, cũng đi hỗ trợ đi, nếu không bị người khác mắt thấy đãi. Đánh bạo một viên thánh tinh mà thôi, đối với thiên đạo cảnh tới nói, tự nhiên không là vấn đề, thiên chúa vừa lúc đi Sa Hồ bà trả lời một tiếng, tận trời mà đi. Medusa tuy rằng không nói chuyện, nhưng cũng bay đi ra ngoài, Dương Nghị Vân mệnh lệnh Medusa tự nhiên là muốn nghe. 12 viên thánh tinh tạo thành trận pháp, bọn họ vừa lúc 12 người, nhưng là thần mộc lão tổ dẫn đầu đánh bạo một viên thánh tinh, nhằm phía ngay sau đó, như thế Dương Mỗ Nhân vừa lúc không cần ra tay, dư lại người mỗi người nhắm ngay một viên thánh tinh, 12 viên trận pháp thánh tinh bắt đầu diệt vong. Dương Nghị Vân tại hạ phương nơi xa quan khán. Vô cùng chấn động một màn xuất hiện. Hư không phía trên, một tôn tôn che trời thần linh trổ hết tài năng. Ầm ầm ầm. Một tiếng tiếp theo một tiếng thật lớn nổ mạnh vang lên. Giờ phút này cho dù là trong hư không đen nhánh, khá vậy bị chiếu sáng hơn phân nửa.
12 viên thánh tinh trước sau bị chúng thần đánh bạo. Dương Nghị Vân xem đến nói thẳng nước miếng, hắn cũng là trong cơ thể từng đợt nhiệt huyết sôi trào, hận không thể cũng xông lên đi đánh bạo một viên thánh tinh. Đáng tiếc chính là, 12 viên thánh tinh số lượng hữu hạn, không hắn phân, đương nhiên liền tính là có, hắn cũng không xác định chính mình có hay không cái kia thực lực có thể ngạnh sinh sinh đánh bạo một viên thánh tinh. Dù sao bực này cường đại thần thông lực lượng, hắn nhìn trong mắt là thật sự đỏ mắt, siết chặt nắm tay trong lòng âm thầm nói, anh em có một ngày cũng muốn như thế cường đại, đây mới là thần linh nên có lực lượng, nên có thần thông, nên có khí phách, thật mẹ nó nhìn đều đã ghiền. 11 cái yêu thần bên trong, để cho hắn lau mắt mà nhìn chính là hùng nữ Hùng Hoan, nàng cũng bị những người khác nghiêm túc đối đãi lên. Bởi vì tất cả mọi người hóa thân thành thật lớn vô cùng thân hình, duy độc hùng nữ không có. Nàng chỉ là thân thể cuồng hóa thành nuốt thiên huyết hùng lúc sau thân cao 9 mét, lúc sau trực tiếp như đạn đạo giống nhau nhằm phía một viên mục tiêu thánh tinh, ngay sau đó chính là xuyên thấu thánh tinh, làm mục tiêu thánh tinh nổ mạnh. Nhìn qua hùng nữ công kích hoàn toàn là va chạm dưới, ngạnh sinh sinh đâm xuyên đâm bạo một viên thánh tinh, như thế nhìn như toàn đơn thuần thân thể chi lực, như thế nào không cho mặt khác yêu thần kinh ngạc. Chỉ có Dương Nghị Vân biết đó là hùng nữ thể nội máu lực lượng bùng nổ. Nàng cái loại này máu chi lực lệnh nhân tâm giật mình, cường đại không thể tưởng tượng, hiện tại xem ra quả nhiên như thế. Đối Dương Nghị Vân tới nói lần này là tránh thoát một lần xấu hổ, 12 viên thánh tinh những người khác tất cả đều ra tay, liền hắn một người chỉ điểm một hồi giang sơn, nhìn một hồi chúng thần chấn động biểu diễn. Đánh bạo thánh tinh ở hắn xem ra thực hình ảnh đánh sâu vào thực chấn động, kỳ thật chính như Sa Hồ bà lời nói, đối với thiên đạo cấp bậc cường đại tới nói cũng không phải gì đó việc khó. Mỗi một cái thiên đạo cảnh giới cường giả đều có thể làm được, cho dù là xuất nhập thiên đạo cảnh thần linh đều có thể, càng miễn bàn bước vào thiên đạo quy tắc áo nghĩa tồn tại. Đương nhiên đối với mọi người tới nói, trừ bỏ Dương Mỗ Nhân cái này tiền bối cường giả ở ngoài, đại gia chung nhất hấp dẫn người đó là hùng nữ Hùng Hoan, bởi vì Hùng Hoan cái loại này ngạnh sinh sinh đâm bạo một viên thánh tinh lực lượng phi thường có thị giác đánh sâu vào. Ở những người khác trong mắt, chính là hoàn toàn không có dựa pháp lực va chạm. Là thuần túy lực lượng thoải mái, rất cường đại. Đặc biệt là Hùng Du Thiên cái này làm phụ thân, thực sự bị kinh ngạc tới rồi, nghĩ tới nữ nhi ở Dương Nghị Vân dưới sự trợ giúp trải qua một lần thoát biến lúc sau sẽ so với trước kia lực lượng cường đại một ít, nhưng chân chính chính mắt thấy thời điểm, vẫn là thực khiếp sợ. Ở Hùng Du Thiên nhãn trung hiện tại xem ra tựa hồ nữ nhi Hùng Hoan lực lượng đã siêu việt hắn đi. Cứ việc là đơn hướng lực lượng, nhưng Hùng Du Thiên rõ ràng đó là huyết mạch lực lượng. Trừ bỏ bọn họ thủy tổ ở ngoài nữ nhi Hùng Hoan là lịch đại tới nay cái thứ nhất hắn huyết mạch phản tổ, bước vào nuốt thiên huyết hùng hậu bối, hắn cái này yêu thần đạo cung cung chủ đều không có như thế cao giai thuần tịnh huyết mạch. Phản ánh lại đây Hùng Du Thiên nội tâm dị thường kích động, nhưng là hắn càng thêm rõ ràng, nữ nhi Hùng Hoan biến đổi lớn đều nguyên với Dương Nghị Vân, cho nên Hùng Du Thiên ngược lại là đem Dương Nghị Vân ở trong lòng hắn phân lượng tăng thêm một cấp bậc. Trong đầu đột nhiên nhớ tới kia một ngày ở nói cung đại điện trung Dương Nghị Vân lấy ra cái loại này xanh biếc mang tím thần thủy. Nhớ rõ Dương Nghị Vân nói qua, cái loại này thần thủy là có thể tăng lên huyết mạch. Tới trước Dương Nghị Vân trên người có cái loại này thần giọt nước, Hùng Du Thiên nội tâm liền thật thật lửa nóng. Kỳ thật không riêng gì Hùng Du Thiên nội tâm có kích động, ở đây những người khác trừ bỏ Dương Nghị Vân cùng Sa Hồ bà, Medusa ở ngoài, nhưng đều là nghĩ tới Dương Nghị Vân trên người sinh mệnh chi thủy. Đương nhiên bọn họ không biết kêu sinh mệnh chi thủy, chỉ biết Dương Nghị Vân trên người có thần kỳ giọt nước. Bởi vì năm đó ở yêu thần đạo cung đại điện Dương Nghị Vân lấy ra sinh mệnh chi thủy, hơn nữa nói ra có thể tiến hóa huyết mạch. Lúc sau là Hùng Du Thiên tìm tới hắn nữ nhi Hùng Hoan đi nếm thử. Kia một ngày Thạch Mộc đạo cung Hồng Liên phu nhân cùng Hoang Hải hai vị đều biết chuyện này, chẳng qua Dương Nghị Vân cùng Hùng Hoan đi mật thất thời gian quá dài. Các nàng không chờ đến Dương Nghị Vân cùng Hùng Hoan ra tới Hồng Liên phu nhân cùng Hoang Hải hai đại thiên đạo chuẩn thánh liền rời đi, nếu không bọn họ nhất định phải nhìn xem Dương Nghị Vân ngày đó lời nói trong tay hắn giọt nước có phải hay không thật sự có thể tiến hóa yêu tộc huyết mạch, đáng tiếc không thấy được. Nhưng là, không thấy được liền không nhất định quên. Hồng Liên biết liền đại biểu cho thần Mộc lão tổ cùng Thạch giám đảm đương biết, cho nên đại gia nhưng đều đã biết chuyện này. Chỉ là không chứng thực quá. Nhưng là hiện tại. Tựa hồ vấn đề này có nhất tiên minh đáp án, chẳng qua cũng chỉ là suy đoán, nhưng cái này suy đoán 89 phần 10 là thật sự. Trên thực tế đại gia ở trên biển chạm mặt thời điểm, thấy được hùng nữ lúc sau cũng đã trong lòng có hoài nghi, bởi vì Hùng Du Thiên nữ nhi Hùng Hoan cho tới nay đều là một ngọn núi giống nhau mập mạp,
một chút biến thành có được tuyệt thế dung nhan cùng ma quỷ dáng người thời điểm, hoàn toàn chính là một người khác. Chỉ là lúc ấy bởi vì Dương Nghị Vân nguyên nhân đại gia không đi quá bao sâu cứu, chỉ biết là Hùng Du Thiên Nữ Nhi, đến nỗi vì cái gì sẽ đại biến dạng, còn tưởng rằng là nào đó đại pháp lực biến hóa dung nhan thần thông. Biết giờ phút này mọi người đều không cho là như vậy. Một đám đều đem ánh mắt cố ý vô tình dừng ở Dương Nghị Vân trên người, nghĩ đến chính là Dương Nghị Vân trên người thần kỳ thần giọt nước. Đại gia tuy rằng ngượng ngùng hỏi, nhưng lại đều suy đoán hùng hoan biến hóa hoặc là nói huyết mạch thế thân chính là Dương Nghị Vân cái loại này thần giọt nước tác dụng. Có thể cải thiện thậm chí là tinh lọc huyết mạch thần giọt nước. Đối bất luận cái gì yêu tộc đều là chí mạng lực hấp dẫn. Tuyệt đối cùng Dương Nghị Vân có quan hệ, một đám đều nghĩ muốn tìm cơ hội hỏi một chút Dương Nghị Vân, nếu Dương Nghị Vân thực sự có biện pháp cải thiện huyết mạch, kia đối với bọn họ tới nói không thua gì một chuyến thánh đạo thần vực thật lớn thu hoạch. Chỉ là Dương Nghị Vân là cái tiền bối cường giả, loại sự tình này còn thật sự không hảo hỏi. Nhưng cơ hội luôn là có, đại gia trước biện pháp đó là. Cũng may cho tới bây giờ, mọi người đều cùng Dương Nghị Vân ở chung không tồi, chỉ cần quan hệ ở kéo gần một ít, đến lúc đó sự tình liền dễ làm. Hồng Liên phu nhân cấp thần mộc lão tổ truyền âm nói một câu nói, nhiên thần mộc lão tổ ánh mắt sáng lên. Phu nhân thật sự, thần mộc lão tổ truyền âm dò hỏi. Không sai được. Ngày đó ta chính tai nghe được, mặc kệ là ta, Hùng Du Thiên ba người cùng Hoang Hải hai vị đều nghe được quá, Dương tiền bối chính miệng nói qua yêu cầu làm hắn đạo lữ ngọc là lướt tu vi cảnh giới khôi phục, cho nên ta ngày đó cùng Hùng Du Thiên tài nói ra thánh đạo thần vực có cửu trọng niết bàn hoa, đây cũng là Dương tiền bối đáp ứng tới thánh đạo thần vực nguyên nhân nơi. Như thế, muốn đạt được Dương tiền bối hảo cảm, hoặc là nói tốt hơn với hắn, vậy cần thiết tìm được cửu trọng niết bàn hoa mới được, so sánh với dưới. Trùng Dương Niết Bàn Hoa tuy rằng cũng là chúng ta yêu cầu chí bảo, nhưng trên người hắn cái loại này thần giọt nước càng trọng, phu nhân vô luận như thế nào chúng ta cũng muốn nghĩ cách được đến mới là. Ân, quay đầu lại cấp lão nhị nói một tiếng, ta đánh giá Hoang Hải kia hai vị cùng Hùng Du Thiên cũng có như vậy ý niệm. Truyền âm chi gian thần mộc lão tổ cùng Hồng Liên phu nhân đã thương nghị nếu muốn biện pháp đạt được Dương Nghị Vân trên người thần thủy. Hoang Hải hai vị cùng Hùng Du Thiên ba người cũng đều ở trong lòng tính toán. Chỉ là Dương Nghị Vân còn không biết bọn họ trong lòng suy nghĩ, hắn còn nội tâm còn chìm vào ở vừa rồi 11 vị đại thần đánh bạo thánh tinh chấn động chung, đúng sự thật hắn có thể biết được này đó đại yêu thần trong lòng suy nghĩ, tất nhiên sẽ nhạc ra tiếng. Bởi vì hắn tới thánh đạo thần vực còn có một nửa nguyên nhân là bởi vì này những thiên đạo cấp bậc đại yêu thần. Chính là vì nghĩ cách đem sinh mệnh chi thủy cấp này đó yêu thần ăn vào. Dương mẫu nhân lá gan là thiệt tình đại. Cũng là dám đi tưởng. Hắn chính là muốn nhận phục một đám thiên đạo cấp bậc cường giả tại bên người, hắn cũng thật là thực yêu cầu này đó cường giả, mở ra luân hồi yêu cầu, tương lai đối mặt đế tôn vô thượng cũng yêu cầu. Đây mới là hắn đi theo Hùng Du Thiên tiến vào thánh đạo thần vực lớn nhất mưu đồ. Đúng sự thật thành công, cho dù là bên người thêm một cái thiên đạo cấp bậc cường giả, với hắn mà nói lần này thánh đạo thần vực đều là đại kiếm. Tình huống hiện tại là, bởi vì hùng hoan triển lộ thực lực, một chút đem sở hữu ở đây đại yêu thần tâm gợi lên tới, đều nghĩ như thế nào từ Dương Nghị Vân trên người được đến thần thủy, hoặc là nói là sinh mệnh chi thủy. Phản chi một câu, cường đại lực hấp dẫn ở này đó đại yêu thần trong lòng mọc rễ nảy mầm. Đáng tiếc Dương Nghị Vân không biết này đó đại yêu thần trong lòng ý tưởng, nếu không trở thành liền sẽ lấy ra sinh mệnh chi thủy hai tay dâng lên làm cho bọn họ đều ăn vào. Sau đó cười ha hả chờ đợi đông đảo đại yêu thần miệng xưng chủ nhân trường hợp xuất hiện. Về hùng nữ hùng hoan khiến cho thần thủy chi thủy, chỉ là ở chư yêu thần trong lòng hạt giống mọc rễ nảy mầm, loại sự tình này ai cũng chưa nói ra, tuy rằng là hợp tác quan hệ, tạm thời là một cái đoàn đội, nhưng chung quy không phải một cái thế lực, ai đều trong lòng có tính kế. Đến nỗi Dương Nghị Vân hàm răng liền không rõ ràng lắm, hắn chỉ là đối thiên đạo cấp cường giả thực lực có một cái khách quan nhận thức, đối chi thần hướng. Kế tiếp thánh tinh trận pháp bài trừ, thần mộc lão tổ dẫn đường đều tiếp tục dẫn đường, đại gia một lần nữa bắt đầu về phía trước mà đi, chân chính đích đến là thánh nhân đạo tràng. Ở nơi nào mới có rất nhiều thần vật chí bảo xuất hiện. Tỷ như Dương Nghị Vân yêu cầu cửu trọng niết bàn hoa. Hiện tại chính là bị mặt khác đại yêu thần đều nhớ thương thượng, đương nhiên là vì đạt được Dương Nghị Vân hảo cảm, là vì từ Dương Nghị Vân trên người được đến thần giọt nước, huyết mạch cải thiện thậm chí là tăng lên bọn họ cũng tưởng. Tiếp được thời gian đã không có thánh tinh trận pháp khó khăn, gần dùng một tháng nhiều tháng,
dẫn đường điểu liền mang theo mọi người tới rồi một viên thật lớn thánh tinh. Tiền bối chúng ta tới rồi, chính là này viên thánh tinh, ta cảm nhận được hơi thở. Thần Mộc lão tổ thu hồi dẫn đường điểu mở miệng nói chuyện. Không sai đi, nhìn này nhưng thánh tinh cùng chúng ta đi ngang qua rất nhiều thánh tinh cũng không có gì khác nhau. A Dương Nghị Vân vẫn là có chút hoài nghi thần Mộc lão tổ kia chỉ dẫn đường điểu. Sẽ không sai, thượng một lần chúng ta đều đã tới, này viên thánh tinh thượng có thánh nhân đạo tràng, hơi thở cùng mặt khác thánh tinh bất đồng, có thể cảm thụ đắc đạo, sẽ không sai, tiền bối yên tâm, này viên thánh tinh thượng thánh nhân đạo tràng không có người đặt chân, tất nhiên có rất nhiều thánh vật chí bảo, ngài yêu cầu cửu trọng niết bàn hoa tin tưởng mặt trên có thể tìm được, nếu là đụng tới ta sẽ trước tiên cấp tiền bối đưa lên. Thần Mộc lão tổ là cái lão yêu tinh, tự nhiên hiểu được nắm chắc cơ hội, biết khi nào phải nói cái gì. Dương Nghị Vân nghe thần Mộc lão tổ nói chuyện, tức khắc sửng sốt, hắn nghe được ra tới, cũng cảm thụ được đến, lúc này thần Mộc lão tổ cái này lão yêu, đối thái độ của hắn so với phía trước càng thêm cung khiêm, thậm chí có điểm L-I-O-T-A cậu ý tứ, thực rõ ràng. Cái này làm cho Dương Nghị Vân sờ không chuẩn lão gia hỏa này là có ý tứ gì. Nhưng là thần Mộc lão tổ lời nói, hắn là tiếp thu, cửu trọng niết bàn hoa vốn dĩ chính là hắn chuyến này mục đích chi nhất. Sự tình quan ngọc là lướt tu vi cảnh giới có thể hay không khôi phục, hắn thực coi trọng. Trong lòng nghĩ mặc kệ thần Mộc lão tổ đánh cái gì chủ ý, cái này đề nghị hắn đều phải tiếp thu, vội vàng nói lời cảm tạ, nếu là có thể được đến cửu trọng niết bàn hoa, kia nhưng chính là giúp ta đại ân, liền tính ta Dương Nghị Vân thiếu một cái đại nhân tình, chắc chắn hậu báo. Cấp có thái độ vẫn là phải có, đây là hắn từ hạ giới tu luyện đến nay kinh nghiệm, mặc kệ bất luận cái gì cấp bậc tu sĩ. Đầu tiên đều phải có ích lợi mới có thể kết giao, đương nhiên là có thời điểm ích lợi có khả năng chính là một cái thái độ một câu ha. Thần Mộc lão tổ nghe được Dương Nghị Vân lời này tức khắc đại hỉ, hắn muốn chính là Dương Nghị Vân những lời này, đến lúc đó chờ hắn tìm được cửu trọng niết bàn hoa giao cho Dương Nghị Vân, lại đi đưa ra thần thủy liền dễ làm. Mà Hùng Du Thiên ba người nghe được thần Mộc lão tổ lời này tức khắc trong lòng sửng sốt, nháy mắt liền nghĩ tới thần Mộc lão tổ đem chủ ý đánh tới giống nhau trên người thần thủy phía trên. Trong lòng thầm mắng cáo giả, chỉ là loại sự tình này đại gia chỉ có thể trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, không hảo nói rõ ra tới mà thôi. Nhưng là Hùng Du Thiên tâm lo lắng a, ai biết Dương Nghị Vân trên người còn có mễ có thần bí thần giọt nước. Hoặc là nói chuyện có vài giọt. Kia chờ thần thủy chí bảo tất nhiên không phải cải trắng, không nhiều ít. Bực này với làm thần Mộc lão tổ chiếm một cái tiên cơ, nghĩ đến đây Hùng Du Thiên cũng vội vàng tỏ thái độ. Hoang Hải hai vị tự nhiên cũng không dám lạc hậu, cái này trừ bỏ Sa Hồ bà và Medusa đại gia nhưng đều là đối Dương Nghị Vân biểu đạt sẽ giúp Dương Nghị Vân tìm cửu trọng niết bàn hoa ý nguyện. Ngược lại là làm Dương Nghị Vân có chút ngượng ngùng, chỉ có thể nói lời cảm tạ. Theo sau nói, hành, nếu thánh nhân đạo tràng đến, chúng ta liền tiên tiến nhập này viên thánh nhân đạo tràng thánh tinh lại nói, đại gia đừng quên thần ma nói cùng người đã trước chúng ta một bước, chậm một chút nữa sợ là canh cũng chưa chúng ta uống. Tiền bối lời nói thật là, như thế chúng ta liền nhanh lên tiến vào thánh tinh. Thần Mộc lão tổ nói xong đi đầu phi vào thánh tinh, những người khác lúc này mới một đám bay đi vào. Dương Nghị Vân nhìn xem này những đại yêu thần thân ảnh tiến vào thánh tinh sau, lúc này mới hỏi bên người Sa Hồ bà và Medusa nói các ngươi nói này những lão yêu quái có ý tứ gì. Như thế nào đột nhiên đối ta nhiệt tình vài lần, một đám tỏ thái độ muốn giúp ta tìm kiếm cửu trọng niết bàn hoa. Chẳng lẽ ta cái này tiền bối thân phận như thế đáng giá không thành? Không đến mức a. Sa Hồ bà hai tròng mắt lập lòe thần quang hơi hơi mỉm cười nói, thiên chúa ngươi đã quên Hùng Hoan phía trước biểu hiện sao? Lão thân suy đoán bọn họ như thế nhiệt tình vì chính là thiên chúa trên người thần giọt nước a, có thể cải thiện thậm chí là tăng lên huyết mạch thần giọt nước, thế gian thật sự không mấy cái yêu tộc có thể ngăn cản bực này dụ hoặc, ha ha, đúng sự thật thao tác thích đáng, thiên chúa dưới trướng sẽ thêm nữa đại tướng. Lão thân trước tiên chúc mừng thiên chúa. Dương Nghị Vân nghe Sa Hồ bà như thế một phân tích, tức khắc sửng sốt, rồi sau đó trong lòng mừng như điên. Sa Hồ bà phân tích rất có đạo lý a, cẩn thận tưởng tượng này những lão yêu quái, đối hắn nhiệt tình thăng cấp tựa hồ thật đúng là chính là từ hùng nữ ra tay lúc sau bắt đầu. Mà hùng nữ thay đổi liền bởi vì là hắn ngày đó làm trò mấy đại yêu thần triển lãm sinh mệnh chi thủy, hiện tại này đó đại yêu xà đều phản ánh lại đây. Dương Nghị Vân nghĩ đến đây liền cười, hắn ngày đó kỳ thật làm trò Hùng Du Thiên cùng Hồng Liên phu nhân một kích Hoang Hải hai đại thiên đạo chuẩn thánh cố ý nói ra thần thủy có thể tăng lên huyết mạch nói, chính là nghĩ tới hôm nay cái này cục diện,
ngày đó là tương đương cấp này đó yêu thần trong lòng gieo một viên hạt giống mà thôi. Thực hiển nhiên Hồng Liên phu nhân đem ngày đó ở yêu thần đạo cung sự tình nói cho thần Mộc lão tổ. Cái này cục diện xem như ở hắn dự kiến bên trong. Liền chờ thời cơ chín muồi, cấp này đó đại yêu thần ở không có bất luận cái gì hoài nghi dưới tình huống ban cho sinh mệnh chi thủy, đến lúc đó mới là đại công cáo thành, ngẫm lại hắn liền nhìn không được kích động. Ha ha, hiện tại nói cái này còn hơi sớm, bất quá cuối cùng là nảy mầm, đi thôi, chúng ta cũng đi vào. Thánh Tinh là một viên tinh cầu, cũng là một phương thế giới, đi vào lúc sau, Dương Nghị Vân liền phát hiện so với địa cầu muốn lớn hơn gấp trăm lần. Nhưng thật là thoạt nhìn không có gì thăng cấp tinh cầu, một mảnh hoang vắng, nơi này không có nhật nguyệt, có vẻ thực tối tăm. Bất quá ở thần Mộc lão tổ dẫn dắt hạ, bọn họ một hàng trực tiếp bay về phía thế giới này trung ương một tòa núi cao mà đi. Dựa theo thần Mộc lão tổ nói, kia tòa đứng dậy ở cái này thánh tinh núi cao cũng là cái gọi là thánh nhân đạo tràng nơi. Tới rồi lúc sau, bọn họ dừng ở thánh nhân dưới chân núi, thấy được một tòa lập lòe nhàn nhạt thần quang sơn môn. Tiền bối chúng ta tới rồi, bất quá thoạt nhìn sơn môn bị người bày ra kết giới, không cần hỏi tất nhiên là thần ma nói cung những cái đó đổ vô sỉ, cư nhiên còn muốn ở sơn môn ngăn cản chúng ta đi vào, đại gia chuẩn bị một chút cùng nhau phá cái này kết giới đi, nhìn qua là xuất từ thần ma nói cung đến cung chủ bút tích, chỉ dựa vào cá nhân phá không được. Thần Mộc lão tổ nói, Dương Nghị Vân cũng thấy được kết giới, đích xác hắn có thể cảm nhận được cường đại hơi thở tồn tại, giống như hạo hải chi hải. Nhưng lúc này thần Mộc lão tổ đưa ra đại gia đồng loạt ra tay, đây là cho hắn ra một nan đề a. Hắn một khi ra tay, tất nhiên liền bại lộ hắn không phải thiên đạo cảnh tu vi sự, ngẫm lại có chút đau đầu. Thần Mộc lão tổ đưa ra làm mọi người ra tay phá kết giới sự, đối Dương Nghị Vân tới nói tự nhiên cũng có thể tới một cái cậy già lên mặt không động thủ ở bên cạnh nhìn. Chính là sự tình không phải làm như vậy, hắn nếu là không làm tự nhiên cũng sẽ không có người ta nói cái gì. Nhưng thực hiển nhiên mọi người sẽ ở trong lòng lưu lại ngật đáp. Này đối với kế tiếp hắn trong lòng bố cục bất lợi, cho nên cái này kết giới hắn cần thiết ra tay. Nhưng phương thức hắn tưởng đổi một loại. Như thế nào đổi đâu? Dương Nghị Vân trong lòng nghĩ tới một cái biện pháp. Nghĩ đến đây liền mở miệng nói, mọi người đều từ từ. Hắn một mở miệng, tất cả mọi người ngừng lại, nhìn về phía hắn. Tiền bối chính là có cái gì vấn đề? Thần Mộc lão tổ mở miệng hỏi. Dương Nghị Vân tổ chức một chút ngôn ngữ nói, một cái kết giới mà thôi còn dùng không đại gia cùng đi hao phí lực lượng, cái này kết giới giao cho ta tới giải quyết đi. Các ngươi mọi người đều bảo tồn hảo thực lực, có thể tưởng tượng thần ma nói cung người đã ở bên trong, chúng ta tiến vào lúc sau còn sẽ có rất nhiều không tưởng được sự tình chờ, cho nên việc này giao cho ta tới làm đi. Cái này lý do quả thực ngừng ở mọi người trong tai xoáy ngây người. Tiền bối cao thượng A. Đáng giá chúng ta đại gia học tập, một khi đã như vậy, kia từ giờ trở đi hết thảy liền nghe tiền bối, ta chờ phục tùng tiền bối điều hành. Thần Mộc lão tổ cái thứ nhất biểu đạt trung tâm, trên thực tế ở trong lòng hắn nghĩ đến, Dương Nghị Vân như thế một phen lời nói, cũng thật là bày ra ra một cái tiền bối cường giả đảm đương. Đúng vậy, tiền bối vô tư, ta chờ nghe theo tiền bối điều khiển. Kế tiếp sự tình dễ làm nhiều, tất cả mọi người tỏ vẻ phục tùng Dương Nghị Vân an bài. Trừ bỏ Sa Hồ bà và Medusa ở ngoài, cơ hồ không có người hoài nghi Dương Nghị Vân lời nói. Không có người lo lắng Dương Nghị Vân phá không khai kết giới. Bởi vì đại gia trong mắt Dương Nghị Vân là tiền bối cường giả. Mà cái này kết giới dựa theo thần Mộc lão tổ cách nói là thiên đạo tam trọng cường giả thủ đoạn, 89 phần 10 là thần ma nói cung đại cung chủ bút tích. Dương Nghị Vân hiện tại mở miệng hắn một người phá kết giới, này liền cho thấy Dương Nghị Vân thực lực là cao hơn thiên đạo tam trọng. Nếu kế tiếp hắn thật sự dựa cá nhân thực lực mở ra kết giới, vậy càng thêm củng cố hắn ở này đó nhân tâm trung tiền bối cường giả địa vị. Duy nhất lo lắng chính là Sa Hồ bà và Medusa. Chỉ có các nàng hai cái trong lòng rõ ràng Dương Nghị Vân cái này chủ nhân thực lực, kỳ thật chính là sơ cấp thần chủ cấp bậc. Không nghĩ tới hiện tại Dương Nghị Vân cư nhiên chủ động dưới háng cửa biển, muốn dựa vào chính mình sức của một người đi phá vỡ thiên đạo tam trọng bày ra kết giới. Cái này làm cho Sa Hồ bà trong lòng chính là huyền lên, không tự chủ được mang theo có chứa ánh mắt nhìn về phía Dương Nghị Vân. Giờ phút này Dương Nghị Vân cảm nhận được Sa Hồ bà nhìn qua ánh mắt, hơi hơi mỉm cười, cho hắn một cái yên tâm ánh mắt, ý bảo hết thảy thế nhưng ở khống chế, không cần lo lắng. Đến nỗi Medusa vẫn luôn liền không nói lời nào, sẽ chỉ là nhìn Dương Nghị Vân liếc mắt một cái.
Trừ bỏ Sa Hồ bà ở ngoài, trong lòng lo lắng, cũng không biết Dương Nghị Vân đây là có ý tứ gì, ở trong lòng nàng nghĩ đến dựa theo Dương Nghị Vân hiện tại thực lực căn bản là phá không khai bực này kết giới. Chẳng lẽ Dương Nghị Vân muốn vận dụng hỗn độn chung không thành? Chính là, Sa Hồ bà trong lòng nghĩ, cho dù là Dương Nghị Vân vận dụng hỗn độn chung cũng chưa chắc có thể phá thiên đạo tam trọng cường giả kết giới đi. Trừ phi nàng và Medusa hiệp trợ Dương Nghị Vân đi thúc giục hỗn độn chung, có lẽ còn có điểm hy vọng, chính là một khi nàng và Medusa hỗ trợ, đã có thể không phải một người, nghĩ tới nghĩ lui đều là tự mâu thuẫn sự tình. Tóm lại Sa Hồ bà tâm đều huyền lên. Nàng rõ ràng nếu Dương Nghị Vân làm tạp, hối hận sẽ thực trong mắt, vô cùng có khả năng phía trước làm như vậy nhiều sự tình, liền sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Sa Hồ bà nhìn không thấu cái này thiên chúa. Ở Sa Hồ bà lo lắng chung chỉ thấy Dương Nghị Vân đi bước một đi đến. Kỳ thật đi, Dương mẫu nhân lại làm sao không biết này trong đó lợi hại quan hệ. Nhưng hắn có tin tưởng, có rất lớn tin tưởng. Vì cái gì? Bởi vì hắn có thế gian độc nhất vô nhị Càn Khôn Hồ. Càn Khôn Hồ trừ bỏ có Càn Khôn thần điện chi lực ngoại, còn có một cái cường đại công năng là cắn nuốt hết thảy lực lượng, phá kết giới loại sự tình này, hắn không phải lần đầu tiên làm. Tuy rằng trước mắt Sơn Môn cái này kết giới là thiên đạo tam trọng cường giả bày ra kết giới, chính là ở hắn xem ra đối Càn Khôn Hồ tới nói hẳn là không có gì khác nhau. Nói nữa hắn Càn Khôn Hồ nội còn có hỗn nguyên một hơi tồn tại, thật sự không được liền hơn nữa hỗn nguyên một hơi lực lượng, hắn cũng không tin phá không được một cái thiên đạo tam trọng thần linh bày ra kết giới. Phải biết rằng mặc kệ là Càn Khôn Hồ bản thân, vẫn là nói hỗn nguyên một hơi, cấp bậc thượng nhưng xa xa không phải thiên đạo tam trọng có thể so sánh với. Đi vào Sơn Môn kết giới trước, Dương Nghị Vân hít sâu một hơi, nâng lên tay trái, trong lòng vừa động thúc giục Càn Khôn Hồ. Cắn nuốt, trong lòng gầm nhẹ một tiếng. Ngay sau đó cảm nhận được trên cánh tay trái Càn Khôn Hồ bắt đầu từng trận nóng lên, một cổ tử nhiệt lưu từ Càn Khôn Hồ theo cánh tay hướng về nhưng kết giới mà đi. Tất cả mọi người trừng lớn đôi mắt nhìn, đây là bọn họ lần đầu tiên xem Dương Nghị Vân cái này tiền bối cường giả ra tay. Nhưng đều muốn nhìn một chút cường giả là cỡ nào thủ đoạn. Nhưng mà giây tiếp theo, tất cả mọi người trừng lớn trong mắt. Hoàn toàn ra ngoài bọn họ đoán trước sự tình xuất hiện. Ở mọi người trong mắt chi gian Dương Nghị Vân chính là bàn tay đặt ở kết giới thượng, ngay sau đó chỉ nhìn đến Dương Nghị Vân bàn tay kim quang chợt lóe. Răng rắc, một tiếng thanh thúy vang lên. Sơn Môn kết giới theo tiếng mà phá. Không có bất luận cái gì hoa lệ động tác, không có kinh thiên động địa, càng không có gì sấm sét ầm ầm. Liền nhìn đến Dương Nghị Vân bàn tay hướng kết giới thượng một phóng. Kết giới liền trực tiếp tiêu tán. T. Trong lòng vô cùng rõ ràng cái này kết giới cường đại thần mộc lão tổ, cái thứ nhất nhịn không được hít hà một hơi. Càng là không có hoa lệ thủ đoạn, mới là càng cường đại thủ đoạn. Đây mới là cường giả chân chính. Thiên đạo tam trọng bày ra kết giới, ở Dương Nghị Vân trong tay chỉ là nhẹ nhàng một chưởng mà thôi, liền trực tiếp tan thành mây khói. Này đến là cỡ nào cường đại? Kiểu gì đáng sợ thủ đoạn? Thần mộc lão tổ đám người tất cả đều bị kinh ngạc đến ngây người. Ngay cả Sa Hồ bà và Medusa đều mí mắt thẳng nhảy lên, các nàng là nhất rõ ràng Dương Nghị Vân chính thật tu vi người, nhưng giờ khắc này lại là nhìn không thấu Dương Nghị Vân cái này chủ nhân. Nhẹ nhàng bâng quơ có thể phá thiên đạo tam trọng kết giới, hơn nữa ở Sa Hồ bà và Medusa trong mắt không có vận dụng hỗn độn chung. Nhìn qua chính là vung tay lên mà thôi. Chẳng lẽ Dương Nghị Vân cái này chủ nhân thật sự là một cái giả heo ăn thịt hổ thật cường giả? Giờ phút này Dương Nghị Vân ở Sa Hồ bà và Medusa trong lòng, đều phân không rõ thật giả cường giả. Tiền bối thần thông quảng đại, ta lão hùng bội phục. Phục hồi tinh thần lại hùng du thiên cái thứ nhất mở miệng, lại là chụp một kích mông ngựa, phía trước bị thần mộc lão tổ vuốt mông ngựa, hắn lạc hậu một bậc, lúc này nhi rốt cuộc bắt được một lần cơ hội. Ta chờ bội phục. Một đám khen ngợi thanh trước sau vang lên. Dương mẫu nhân nhìn chúng yêu thần ánh mắt, nội tâm cười oai. Càn Khôn Hồ quả nhiên không làm hắn thất vọng, trên thực tế hắn vì một lần là bắt được kết giới, ở ra tay thời điểm thúc sục hỗn nguyên một hơi, kết giới trực tiếp liền phá. Hiệu quả rốt cuộc đạt tới. Ha ha cười nói, nho nhỏ thủ đoạn không đáng nhắc đến, thời gian không còn sớm, đại gia vào đi thôi. Một câu phong khinh vân đạm, tẫn hiện cao nhân phong phạm, không nhắm ngay xác nói là tẫn hiện trang ích phong phạm, nhưng xem ở thần mộc lão tổ cùng hùng du thiên đám người trong mắt. Dương mẫu nhân hình tượng còn lại là càng ngày càng cao lớn,
đây mới là cường giả a. Dương Nghị Vân dùng lần lượt trang ích đầu cơ đạt được một chúng đại yêu thần tán thành. Tuy rằng là dựa vào càn khôn hồ đầu cơ, khá vậy từ một cái khác góc độ thuyết minh thực lực của hắn, càn khôn hồ chí bảo cũng là hắn thực lực một bộ phận không phải. Sơn môn kết giới phá rất lúc sau, kế tiếp đại gia tiến vào sơn môn. Cái gọi là thánh nhân đạo tràng, chính là một ngọn núi. Sơn môn thiết lập tại hai sườn đoạn nhai chi gian, chính là một chỗ nhất tuyến thiên địa phương, nơi này thật đúng là không có mặt khác tiếp cận đi lên. Cũng không có trong tưởng tượng tiến vào một thế giới khác. Cả tòa sơn chính là thật thật tại sơn. Đây là thánh nhân đạo tràng, thực chân thật. Thông qua sơn môn nhất tuyến thiên hiểm ác địa thế, đại gia tiến vào tương đối bình thản nơi, trong tầm mắt cũng đứng dậy một tòa thật lớn cung điện. Chạm từ nơi này nhìn lên nhìn lại, cả tòa núi lớn tầng tầng thành cầu thang hướng về phía trước mà đi, tổng cộng có 9 tầng. Nói cách khác có 9 đại cung điện đàn. Tiền bối nơi này có văn bia. Thần Mộc lão tổ nói vang lên, hắn phát hiện một tòa văn bia tồn tại. Dương Nghị Vân đi qua đi. Mặt trên viết cái gì? Hắn thuận miệng hỏi. Thần Mộc lão tổ thì thầm, Trường Thanh Thánh Đạo. Mọi người đều không ra tiếng, chờ đợi Thần Mộc lão tổ đọc đi xuống. Thường thường ở nói sướng phát hiện văn bia chính là ghi lại cái này đạo tràng chủ nhân cuộc đời từ từ. Đương nhiên Dương Nghị Vân là không quen biết văn bia thượng khắc văn tự phù, bởi vì là nhất nguyên thủy khắc văn hoặc là nói là văn minh ghi lại, hắn không tiếp xúc quá. Nhưng không ảnh hưởng hắn hiểu biết, ở đây này đó tu luyện lão quái vật đều biết. Văn bia thượng khắc văn rậm rạp rất nhiều, Thần Mộc lão tổ ước chừng nhắc mãi mười mấy phút mới kết thúc. Đại gia cũng đều đã biết đây là người nào đạo tràng, có thứ gì tồn tại từ từ. Một đám đôi mắt đều bắt đầu tỏa ánh sáng. Từ tấm bia đá ghi lại hiểu biết, bọn họ đích xác tiến vào một tòa bảo khố chung. Nhưng này tòa bảo khố, cần phải có bản lĩnh mới được, nếu không vứt bỏ tánh mạng đều là khả năng. Dựa theo Thần Mộc lão tổ nhắc mãi văn bia nội dung giảng thuật, cái này thánh nhân đạo tràng, chính là một cái kêu Trường Thanh thánh nhân đạo tràng, cho nên nơi này cũng là Trường Thanh đạo tràng. Nói là thánh nhân kỳ thật không thể không là nhân tộc, bởi vì người là vạn vật linh trưởng, bất luận cái gì hình thái vạn vật sinh linh hóa hình thành hình người, đô thống xưng nhân vi chuẩn. Cái này Trường Thanh thánh nhân bản thể là một gốc cây Trường Thanh tùng. Thuộc về khai thiên thời đại cây tùng đắc đạo, cuối cùng thành tựu thánh đạo, như thế mới có Trường Thanh thánh nhân tên. Căn cứ văn bia ghi lại, Trường Thanh thánh đạo nơi, lưu lại có 9 đại thánh điện. Mỗi một điện đều lưu lại thánh nhân truyền thừa. Truyền thừa bao gồm rất nhiều, như, thần khí, công pháp, thần thông chi thuật, đan dược, thần dược, thánh nhân đắc đạo hiểu được từ từ. Này tòa Trường Thanh thánh đạo thật là Trường Thanh thánh nhân để lại cho hậu nhân bảo khố, nhưng mỗi một tòa thánh điện tưởng đi vào muốn đạt được lưu lại bảo vật, nhưng đều phải trải qua khảo nghiệm mới có thể đạt được. Trải qua suy xét khen ngược nói, nếu là thất bại nhẹ thì trọng thương, nặng thì vứt bỏ tánh mạng. Này đó là quy củ. Tiền bối chúng ta mau chóng vào đi thôi, không hề nghi ngờ đệ nhất trong điện đồ vật đã bị thần ma nói cung nhanh chân đến trước, chúng ta hiện tại chỉ có thể đuổi theo hắn nhóm. Ở phía sau mấy trong điện dành thu hoạch Thần Mộc lão tổ mở miệng nói. Đi Dương Nghị Vân tự nhiên minh bạch đạo lý này. Hắn để ý chính là thứ năm thánh điện, dựa theo văn bia ghi lại, thứ năm điện xưng là Dược Vương Điện, nghe tới là thực tầm thường tên, nhưng Dược Vương trong điện hiển nhiên là thần dược nơi ở, hắn đầu tiên phải cho Ngọc Lả Lướt tìm được cửu trọng niết bàn hoa, đây là mục đích duy nhất. Dựa theo trước mắt tình huống xem, thần ma nói cùng người đích xác đã nhanh chân đến trước. Cũng không biết bọn họ sấm đến đệ mấy thánh điện. Hiện tại Dương Nghị Vân chỉ hy vọng thần ma nói cung người còn không có nói thứ năm thánh điện Dược Vương Điện mới hảo. Nếu không đến lúc đó, hắn cũng chỉ có thể nghĩ cách cướp đoạt. Vì Ngọc Lả Lướt có thể khôi phục tu vi cảnh giới, liền tính là cướp đoạt cũng muốn cướp được cửu trọng niết bàn hoa. Quả nhiên khi bọn hắn một hàng bước vào đệ nhất thánh điện thời điểm, không có bất luận cái gì trở ngại liền tiến vào, nhưng này cũng thuyết minh. Đệ nhất thánh điện đã bị thần ma nói cung bức bách, bên trong đồ vật cũng đều biến mất không còn. Tiếp theo thánh điện đi. Thần Mộc lão tổ tiến như đại điện, nhìn đến giống tuếch, có chút thất vọng nói. Bất quá này ở trong dự liệu, đệ nhất thánh điện bảo vật đều bị dọn không. Đại gia hiện tại chỉ nghĩ có thể đuổi theo thần ma nói cung người, hy vọng bọn họ đừng sấm đến cuối cùng đi. Nếu không bọn họ này một chuyến chẳng phải là đến không. Đại gia có ăn ý. Một đám đều không nói, nghĩ tiếp theo điện phóng đi. Đệ nhị thánh điện không, đệ tam, đệ tứ thánh điện đồng dạng như thế.
Cái này mọi người trong lòng đều phát trầm. Đã liên tiếp tứ đại thánh điện bị thần ma nói cùng người xông qua đi, cũng ý nghĩa bốn tòa thánh điện trong vòng bảo vật bị bọn họ giữa không trung. Mà bọn họ đâu? Đến nay mới thôi, một cây thảo cũng chưa được đến. Trong lòng đều có chút sốt ruột. Dựa theo tình huống như vậy đi xuống, đến cuối cùng bọn họ khả năng liền canh đều sẽ không có uống. Dương Nghị Vân trong lòng đều sốt ruột lên, liên tục bốn cái thánh điện đều là không điện, tiếp theo cái thứ năm thánh điện chính là hắn nhất để ý Dược Vương điện, nếu là thứ năm điện vẫn là vồ hụt, đã có thể không ổn. Chúng yêu thần trong lòng đều nghẹn khí, yên lặng hướng về thứ năm điểm thánh điện Dược Vương điện mà đi. Chờ đại gia ra đệ tứ thánh điện, đến thứ năm điện quảng trường thời điểm, rốt cuộc có động tĩnh. Ầm vang, một tiếng nổ vang vang lên, là thứ năm thánh điện. Hùng Du Thiên mở miệng nói chuyện. Kỳ thật hắn không nói đại gia cũng đều nghe được thấy được. Nơi xa cây số ở ngoài, thứ năm thánh điện Dược Vương điện giờ phút này thần quang lấp lánh. Chúng ta nhanh lên chạy tới nơi, nhìn dáng vẻ thần ma nói cùng người đang ở phá thứ năm thánh điện phòng ngự, hẳn là vừa mới phá vỡ bộ dáng. Thần Mộc lão tổ lớn tiếng nói chuyện chung, vèo một chút hóa thành một đạo thần quang đã bay về phía thứ năm thánh điện mà đi. Đại gia một đám cùng qua đi. Dương Nghị Vân trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc ở thứ năm thánh điện đuổi kịp. Như vậy liền ý nghĩa, bọn họ những người này có thể cùng thần ma nói cùng người cùng nhau tiến vào thứ năm thánh điện, ở ngang nhau thời gian tìm kiếm bảo vật. Mà hắn yêu cầu cửu trọng niết bàn hoa, cơ hội sắp xuất hiện hiện. Ngay sau đó tất cả mọi người đến thứ năm thánh điện trước. Đại điện chi môn đã bị mở ra. Này tòa Dược Vương điện cùng phía trước bốn điểm đều bất đồng. Là tựa vào núi mà kiến một điện, giống như là ở sơn thể thượng tu sửa một cái đại môn, mà bên trong nhân nên là thông hướng sơn thể kiến tạo. Tiến, thần Mộc lão tổ mang theo Hồng Liên phu nhân cùng thạch giám đảm đương dẫn đầu phóng đi. Oanh, ngay sau đó cửa đại điện thần quang đả tọa, trong không khí năng lượng đại bùng nổ. Lại là thần Mộc lão tổ ba người bay ngược mà hồi. Ngay sau đó vang lên một thanh âm nói, ha ha, nơi này đã về chúng ta thần ma nói cung sở hữu. Ngươi chờ nhưng đừng xông loạn. Một cái nhàn nhạt nam sinh, mang theo ưu việt tự tin. Tuy rằng dứt lời cổng lớn xuất hiện 6 cái thân ảnh. Thực rõ ràng đây là đổ môn không cho tiến. Lăng cung chủ các ngươi thần ma nói cung nổi tiếng quá khó coi đi. Thánh đạo thần vực chính là toàn bộ vĩnh hằng thần giới sở hữu, có thể đi vào thánh đạo thần vực giả đều có thể phân đến một ly canh, đây là xưa nay quy củ, như thế nào? Các ngươi thần ma nói cung tưởng độc chiếm. Sẽ không sợ nghẹn. Ổn định thân hình thần Mộc lão tổ sắc mặt thành đáy nồi, nhìn đại môn xuất hiện 6 cái thân ảnh nói chuyện, hoặc là nói hắn ánh mắt liền ở bên trong cầm đầu một người trung niên lão giả trên người. Hùng Du Thiên giờ phút này ở Dương Nghị Vân bên người nhỏ giọng giới thiệu nói, tiền bối người nào đó là thần ma nói cung nhị cung chủ Lăng Thiên Tử phụ thân Lăng Tiêu Thiên. Dương Nghị Vân nheo lại đôi mắt nhìn chằm chằm 6 người trung cầm đầu lão giả, trong lòng thở dài, trung quy vẫn là đụng phải. Đối với cùng thần ma nói cùng người tương ngộ, sớm tại hắn đoán trước bên trong. Liền xem thần ma nói cùng người, có thể hay không trực tiếp đối hắn ra tay, nếu trực tiếp đối với hắn ra tay, hắn cái này tiền bối thân phận, tất nhiên liền trực tiếp bị vạch trần. Bất quá, không đến cuối cùng, cũng chưa chắc. Nếu thần Mộc lão tổ cùng Hùng Du Thiên này đó đại yêu thần có thể cho rằng hắn là tiền bối cường giả, thần ma nói cùng người cũng liền chưa chắc sẽ không tin. Chỉ là hắn không nghĩ tới. Cái thứ nhất gặp phải sẽ là Lăng Thiên Tử phụ thân Long Khiếu Thiên, vị này nhưng xem như chân chính địch nhân. Đương nhiên muốn nói cùng hắn trực tiếp chạm vào, vẫn là không có khả năng, bởi vì ngày đó ra tay một cái tát chụp chết Lăng Thiên Tử người Medusa, mà hắn từ đầu tới đuôi cũng chưa động qua tay. Kế tiếp liền xem cái này Lăng Khiếu Thiên như thế nào đối đãi chuyện này. Nhưng là trước mắt tình huống lại là ích lợi xung đột. Thực hiển nhiên thần ma nói cung là tưởng độc chiếm toàn bộ Trường Thanh Thánh Đạo bảo vật. Lăng Khiếu Thiên gác đại điện chi môn, chính là không nghĩ làm cho bọn họ đi vào. Thần Mộc lão tổ đã khí tạc. Hắn lại là không sợ thần ma nói cung vị này tả phó cung chủ nhị đương ra, cho rằng ở tu vi cảnh giới thượng bọn họ đều là thiên đạo nhị trọng cấp bậc, nhưng suốt tính lên, hắn thần Mộc lão tổ có thể so Lăng Khiếu sáng sớm bước vào thiên đạo nhị trọng. Ở thiên đạo cấp bậc thượng, sớm hay muộn hai chữ nhưng lại là khác nhau rất lớn. Cũng có thể nói hắn thần Mộc lão tổ so với Lăng Khiếu Thiên cường đại hơn. Hơn nữa thần Mộc lão tổ thân là Thạch Mộc đạo cung cung chủ, bên ngoài thượng thân phận cũng so với Lăng Khiếu Thiên cái này nhị cung chủ cao, cũng là cái ngạo khí người.
Nghe được Lăng Khiếu Thiên nói chuyện, Thần Mộc lão tổ hừ lạnh nói, cấp bổn tọa tránh ra, nếu không đừng trách bổn tọa trở mặt. Ha ha ha. Lăng Khiếu Thiên đại nở nụ cười. Ngay sau đó âm chắc chắc nói, tưởng đi vào có thể, ba cái canh giờ lúc sau, từ giờ trở đi ba cái canh giờ trong vòng, ai? Đều đừng nghĩ bước vào đại điện chi môn một bước, nếu không chính là cùng ta thần ma nói cung là địch. Chê cười, này Trường Thanh Thánh Nhân đạo tràng không phải ngươi thần ma nói cung, dựa vào cái gì không cho chúng ta đi vào. Giờ phút này Hùng Du Thiên ra tiếng, đồng dạng thân là tam đại nói cung chi nhất yêu thần đạo cung chi chủ, Hùng Du Thiên tuy rằng tu vi cảnh giới thượng kém Lăng Khiếu Thiên một trọng, nhưng chung quy thân phận là nói cung cung chủ, lại sao lại cam tâm chờ ba cái canh giờ. Thật muốn là ở bên ngoài chờ ba cái canh giờ, thần ma nói cung người đã sớm đem thứ năm điện bảo vật dọn không, đến lúc đó bọn họ đi vào còn có cái gì ý nghĩa đâu. Như thế nói, tại đây thánh nhân đạo tràng, bọn họ sẽ trở thành mua nước tương, kia còn có cái gì ý nghĩa. Còn nữa, hiện tại Hùng Du Thiên nhưng có tư bản, nữ nhi Hùng Hoan thực lực, tuyệt đối có thiên đạo nhị trọng, này đổi là hắn bảo thủ phỏng trưng. Người Lăng Khiếu Thiên cũng nhiều nhất là cái thiên đạo nhị trọng. Chỉ cần không phải thần ma nói cung đến cung chủ lại lần nữa, Lăng Khiếu Thiên hiện tại còn dọa không đến hắn. Ha ha, bổn tọa cho là ai đâu, nguyên lai là Hùng cung chủ, hảo hảo hảo, Hùng cung chủ tưởng tiến tự nhiên cũng là có thể, bất quá ở đi vào phía trước, có cái ân oán, bổn tọa còn muốn thỉnh Hùng cung chủ cấp một lời giải thích, nếu không. Ha ha, hôm nay ngươi Hùng Du Thiên cũng đừng tưởng hảo quá. Giờ phút này Lăng Khiếu Thiên đối mặt Hùng Du Thiên thời điểm, nói chuyện đến cuối cùng càng ngày càng rét lạnh. Dừng một chút, Lăng Khiếu Thiên thanh âm bỗng nhiên đề cao tiếp tục nói, xin hỏi Hùng cung chủ, con ta Lăng Thiên Tử tiến đến ngươi yêu thần đạo cung tham gia ngươi yêu thần đạo cung nói cung đại hội, vì sao sẽ bị sát? Hùng Du Thiên mày nhăn lại, hắn liền biết sẽ có một màn này xuất hiện, lại là trong lòng đã sớm đánh hảo nghĩ sẵn trong đầu, trực tiếp một câu, chuyện này cùng ta yêu thần đạo cung không có quan hệ, ngươi nhi tử cũng không phải chết ở ta yêu thần đạo cung trong vòng. Ha ha, hảo một cái không quan hệ, thực hảo thực hảo. Tất cả mọi người nghe được ra tới, Hùng Du Thiên là áp chế lửa giận đang nói chuyện. Tiện đà nói, trong vòng. Đúng vậy, không chết ở ngươi yêu thần đạo cung trong vòng, nhưng lại chết ở ngươi yêu thần đạo cửa cung. Cuối cùng một câu Lăng Khiếu Thiên cơ hồ là rít gào mà ra. Ngay sau đó tiếp tục nói, ngươi yêu thần đạo cung khởi xướng nói cung đại hội, có phải hay không mời ta thần ma nói cung tiến đến? Nói cung đại hội có phải hay không thương nghị thánh đạo thần vực việc? Nhưng người Hùng Du Thiên đâu? Các ngươi đâu? Người Thạch Mộc đạo cung đâu? Người Nam Bắc Hoang Hải đâu? Lại có ai cho ta nhi tử nói qua một câu? À, không có đi, nếu các ngươi đem ta thần ma nói cung không bỏ ở trong mắt, ta đây thần ma nói cung làm sao cần vậy các ngươi đương hồi sự nhi? Này Trường Thanh Thánh đạo nơi, ta thần ma nói cung chính là muốn độc hưởng trong đó bảo vật, lại có thể như thế nào? Hiện tại mới nhớ tới các ngươi chúng ta đều là ba đạo nói cung sao? Sớm làm gì đi, tưởng đi vào, ha ha a, hành, giao ra giết ta mà hung thủ, bổn tọa cho các ngươi đi vào cơ hội, nếu không ngoan ngoãn chờ, ba cái canh giờ lúc sau lại nói. Nói đến nơi đây thời điểm, Lăng Khiếu Thiên ánh mắt sát ý tràn ngập lại là dừng ở Medusa trên người, hiển nhiên ngày đó yêu thần đạo cung những người đó trở về lúc sau đã sớm đem Medusa cùng Dương Nghị Vân tin tức kỹ càng tỉ mỉ nói cho hắn. Lúc này Lăng Khiếu Thiên chính là ở cố ý mượn đề tài, cũng là ở kéo dài thời gian. Rõ ràng là cưỡng từ đoạt lý ngôn luận, nhưng lại làm Hùng Du trong lúc nhất thời khó có thể trả lời. Hùng Du Thiên kỳ thật hoàn toàn có thể nói một lời, giết ngươi nhi tử chính là Medusa, ngươi tìm nàng đi, đừng mẹ nó nhắc lên ta. Thần Mộc lão tổ cùng Hoang Hải nhị vị tự nhiên cũng có thể nói như vậy, nhưng bọn hắn đều không thể. Vì cái gì? Bởi vì Medusa là Dương Nghị Vân người. Dám nói như vậy, chính là đắc tội Dương Nghị Vân. Kia nhưng mất nhiều hơn được. Lại nói, bọn họ mới là nhất thể, một cái đoàn thể, thần ma nói cung trước nay liền không có đưa bọn họ trở thành quá là có thể cùng chung tu luyện tài nguyên nói cung. Cho nên a, cho dù là đánh lên tới, cũng không thể đắc tội Dương Nghị Vân. Mà Dương mỗ nhân đâu? Giờ này khắc này, lại là trong lòng thở dài, nên tới chung quy là tới, Medusa giết Lăng Thiên Tử, cũng liền đại biểu hắn giết. Ai làm Medusa là hắn thủ hạ đâu? Nghĩ đến đây Dương Nghị Vân vừa mới chuẩn bị mở miệng, lại là không nghĩ tới, Medusa tiến lên một bước, nhìn Lăng Khiếu Thiên lạnh băng mở miệng nói, giết ngươi nhi tử người đúng vậy, hắn nên sát, có cái gì bản lĩnh buông tha tới, nếu không liền cút ngay, đừng ngăn trở ta đi vào.
đơn giản thô bạo ngôn ngữ từ Medusa trong miệng truyền ra tới. Dương Nghị Vân cười khổ, thật đúng là không phải người một nhà không tiến một gia môn a. Medusa lời nói, cũng là hắn tưởng nói. Hảo, tìm được chính là ngươi, hôm nay bổn tọa liền trước cấp Ngô Nhi báo thù, chém ngươi này xà, người tới, sát nói chuyện chung Lăng Khiếu Thiên vung tay lên đối với bên người năm đại cường giả hạ lệnh, mục tiêu Medusa. Giờ khắc này Dương Mẫu Nhân biết nên hắn lên sân khấu, trong lòng cũng rõ ràng, Lăng Khiếu Thiên bước lại nhảy nửa ngày, không có động thủ, kỳ thật chính là đang đợi hắn. Hơn nữa từ lúc bắt đầu Lăng Khiếu Thiên liền cố ý vô tình ánh mắt ở trên người hắn nhìn quét vài lần. Hiện tại nghĩ đến, Lăng Khiếu Thiên cũng là tại hoài nghi hắn rốt cuộc có phải hay không một cái tiền bối, cũng có thể là không dám tùy tiện động thủ. Rốt cuộc hắn là hai đại thiên đạo cường giả chủ nhân, này ở bất luận kẻ nào xem ra đều là không thể coi thường. Nếu không thể tránh né, vậy đón khó mà lên, hắn cái này giả cường giả thân phận, có thể giấu giếm bao lâu, liền giấu giếm bao lâu. Bất quá ở hoàn toàn bị vạch trần phía trước, nên làm nỗ lực vẫn phải làm, hơn nữa hắn cũng nhìn ra được tới, Lăng Khiếu Thiên tại hoài nghi, cũng không dám dễ dàng động thủ, nếu không đã sớm động thủ. Ha ha, thật lớn uy phong, đánh chó xem đến xem chủ nhân, bổn tọa đảo muốn nhìn ai dám động Medusa, đó chính là thử xem. Dương Mẫu Nhân tiến lên một bước đứng ở Medusa trước người, hắn muốn đánh tâm lý chiến. Cũng không biết có thể hay không dùng được. Ngươi lại là người nào? Lăng Khiếu Thiên trung quy là không có động thủ, nhìn đến Dương Nghị Vân đứng ra, lại là biết rõ cố hỏi tới như vậy một câu. Đích xác ngày đó ở Yêu Thần Đạo Cung phát sinh sự, thủ hạ pháp thần trở về sách vở đều nói cho hắn, cho nên hắn tự nhiên biết cái này đầu bạc nhân tộc kêu Dương Nghị Vân, là Medusa cùng Sa Hồ bà hai đại thiên đạo tôn vi chủ nhân người. Bọn họ đối Dương Nghị Vân chuyên môn cũng thảo luận quá, ngày đó kỳ thật hắn liền tưởng trực tiếp xông lên Yêu Thần Đạo Cung. Nhưng lại bị đại cung chủ cản lại. Lý do có nhị. Thứ nhất, thánh đạo thần vực mới là hạng nhất đại sự. Thứ hai, một cái thoạt nhìn là sơ cấp thần chủ tiểu tu, sao có thể sẽ bị hai đại kiêu ngạo xưng là chủ. Đây là không hợp lý, trừ phi cái này tiểu thần chủ, chính là cái giả heo ăn thịt hổ người, bản thân đạo hạnh thông thiên siêu việt thiên đạo. Hơn nữa ngày đó thủ hạ chính mắt chính tai thấy lấy Hùng Du Thiên cầm đầu Yêu Thần Đạo Cung một chúng cường giả đều lấy vãn bối lễ cùng Dương Nghị Vân chào hỏi. Như thế chỉ có thể nói, Dương Nghị Vân thật là cái cường giả. Cho nên lúc này bị thần ma nói cung đại cung chủ cản lại, cũng nói cho hắn, thánh đạo thần vực là trọng điểm, chỉ cần ở thánh nhân đạo tràng đạt được cơ duyên, liền có thể tăng cường thực lực, đến lúc đó liền Dương Nghị Vân là cái cường giả, bọn họ thần ma nói cung làm theo có thực lực sát Dương Nghị Vân. Cấp nhi tử Lăng Thiên Tử báo thù. Hiện tại kẻ thù liền ở trước mắt, nhưng Lăng Khiếu Thiên không dám tùy tiện ra tay. Bởi vì Dương Nghị Vân đứng ra, biểu lộ hắn là Medusa chủ nhân, dựng lên xem Hùng Du Thiên, thần mộc lão tổ đám người xem Dương Nghị Vân ánh mắt đều là tràn ngập kính sợ. Này chẳng phải là nói, Dương Nghị Vân thật là một vị cường giả. Như thế Lăng Khiếu Thiên tới biết rõ cố hỏi một câu. Bất quá kế tiếp Dương Nghị Vân trả lời lại là làm hắn không rõ. Chỉ nghe được Dương Nghị Vân ha hả cười nói, ta chẳng qua là một nhân tộc tiểu tu sĩ, sơ cấp thần chủ mà thôi. Ách, cái này trả lời, làm Lăng Khiếu Thiên bên người mặt khác năm đại thiên đạo cường giả đều là sửng sốt. Nhưng Dương Nghị Vân cái này trả lời, ngừng ở Lăng Khiếu Thiên trong tai, lại là Dương Nghị Vân ở vũ nhục hắn chỉ số thông minh a. Quỷ tài tin tưởng ngươi là cái tiểu thần chủ. Một cái tiểu thần chủ có thể làm hai đại thiên đạo cường giả xưng chủ nhân. Có thể làm thần mộc lão tổ cùng Hùng Du Thiên hai vị đường đường nói cung cung chủ trong ánh mắt tràn ngập kính sợ. Tưởng tê mỏi bổn tọa. Muốn cho bổn tọa thả lỏng cảnh giác, người ra tay sao? Bổn tọa mới sẽ không mắc mưu. Lăng Khiếu Thiên tâm như vậy nghĩ đến. Dương Nghị Vân càng là như thế trả lời, liền sẽ làm hắn trong lòng càng khởi phản tác dụng. Này đó là Dương Nghị Vân trong lòng chiến thuật. Ha ha, bổn tọa mặc kệ ngươi là ai, ngươi. Thủ hạ của ngươi nếu giết ta nhi tử, vậy phải cho bổn tọa một công đạo, nếu không ngươi chính là cùng ta thần ma nói cung là địch. Tới rồi giờ phút này Lăng Khiếu Thiên chỉ có thể cấp Dương Nghị Vân áp lực, dùng thần ma nói cung áp Dương Nghị Vân. Thật muốn là làm hắn đối Dương Nghị Vân ra tay, hắn thật đúng là không dám, vạn nhất Dương Nghị Vân là cái siêu cấp cường giả đâu. Chẳng phải là tìm chết. Hơn nữa trước mắt cuối cùng quan trọng là, kéo dài thời gian. Chờ đại cung chủ ở bên trong hoàn thành khảo nghiệm đạt được bảo vật, đến lúc đó cùng đại cung chủ liên hợp lại, ở đối phó Dương Nghị Vân cũng không muộn. Hảo a,
vậy làm bổn tọa cho ngươi một công đạo, lĩnh giáo ngươi cái này thần ma nói cung tả phó cung chủ thủ đoạn, ha ha, một cái kỷ nguyên không nhúc nhích qua tay, hôm nay liền hoạt động này một thân lão xương cốt, đảo cũng khá tốt, hy vọng ngươi cái này tiểu gia hỏa cũng đừng làm cho lão phu thất vọng a. Dương Mẫu Nhân hoàn toàn mở ra trang ích hình thức, nói chuyện bên trong lại là nhẹ nhàng ma trưởng sát quyền, đi bước một chậm rãi về phía trước đi khởi, nhìn qua liền phải cùng nơi xa Lăng Khiếu Thiên đám người động thủ. Hắn trong ánh mắt nhìn về phía Lăng Khiếu Thiên thời điểm tràn đầy coi rẻ diễn ngược, giống như là đối đãi con kiến giống nhau, mang theo nghiền ngẫm. Nhưng lần này Lăng Khiếu Thiên càng thêm trong lòng nhút nhát, nghe một chút Dương Nghị Vân nói cái gì. Lão phu một cái kỷ nguyên không nhúc nhích qua tay, tiểu gia hỏa đừng làm cho lão phu thất vọng. Kia ý tứ nghe tới tựa hồ lại nói, đừng nhanh như vậy chết, làm lão phu chơi tận tâm giống nhau ý tứ, ở hơn nữa tràn đầy coi rẻ nghiền ngẫm ánh mắt. Xem hắn giống như là xem con kiến một cái dạng, hoặc là kẻ điên, hoặc là chính là chân chính siêu cấp cường giả. Hơn nữa tiến lên đi tới, cái này làm cho Lăng Khiếu Thiên, trong lòng ngược lại có chút hỗn độn. Chủ nhân bọn họ còn không đáng ngài ra tay, khiến cho lão thân và Medusa thế chủ nhân rửa sạch bọn họ mở đường đó là. Thời khắc mấu chốt, Sa Hồ bà phi thường có ăn ý nói chuyện, thân hình chợt lóe chắn Dương Nghị Vân trước mặt, đem Dương Mẫu Nhân phụ trợ cao cao tại thượng. Trong nháy mắt Hùng Du Thiên cùng Thần Mộc lão tổ đám người cũng phục hồi tinh thần lại, vội vàng tiến lên mở miệng nói, tiền bối không cần động thủ, Lăng Khiếu Thiên bực này mặt hàng khiến cho chúng ta ra tay đi, hắn còn không biết tiền bối ngươi động thủ. Không tồi, chúng ta tới đó là, như thế nào có thể làm tiền bối ra tay, hắn Lăng Khiếu Thiên còn không xứng. Từng tiếng xin ra trận vang lên. Dương Mẫu Nhân rốt cuộc dừng lại bước chân, trong lòng lại là thật dài ra một hơi. Âm thầm nói, nguy hiểm thật a, rốt cuộc nhịn qua một quan. Âm thầm cấp Sa Hồ bà điểm một cái tán, thật không hổ là Sa Hồ bà cáo giả, biết tâm tư của hắn, thời khắc mấu chốt ra tiếng nói chuyện, nếu không hắn liền thật lộ hãm, đã đi rồi hai bước. Sa Hồ bà này một phen lời nói, dẫn phát rồi phía sau Thần Mộc lão tổ cùng Hùng Du Thiên đám người nổ vang. Sở hữu đại yêu thần sĩ khí bị điều động lên. Dương Mẫu Nhân mặt ngoài lộ ra một ít tiếc nuối nói, ai nha, vốn dĩ tưởng chơi chơi, nhưng các ngươi a, hảo đi, ngẫm lại một cái tiểu yêu thần mà thôi, đích xác còn không xứng lão phu ra tay, một khi đã như vậy, mọi người đều nghe hảo, thời gian vô cùng quý giá, bọn họ thần ma nói cung không nghĩ làm chúng ta đạt được một chút ít thu hoạch, này liền tương đương muốn chặt đứt các ngươi mọi người đại đạo chi lộ. Như thế, muốn đạt được thu hoạch, vậy chỉ có sát đi vào một cái lộ có thể đi. Tranh thủ thời gian tốc chiến tốc thắng, trước giết Lăng Khiếu Thiên này 6 cái trông cửa cầu, sát. Dương Mẫu Nhân nắm lấy cơ hội, chấp động nhân tâm sĩ khí, cuối cùng một cái sát tự, giống lên đi ra ngoài. Tức khắc lấy Thần Mộc lão tổ cầm đầu, 11 cái đại yêu thần, ánh mắt đỏ bừng nhằm phía Lăng Khiếu Thiên chờ 6 đại thiên đạo cao thủ. Trên thực tế, 6 cá biệt môn, chỉ có Lăng Khiếu Thiên là thiên đạo nhị trọng thiên, dư giả đều 3 cái thiên đạo một trọng, 2 cái là thiên đạo cảnh giới. Đối mặt Thần Mộc lão tổ 11 cái, thật đúng là không phải đối thủ. Hơn nữa Dương Mẫu Nhân châm ngòi thổi gió, điểm này liền tạc. Sát! Chết tới! Đã sớm xem các ngươi này đó thần ma nói cung vương bát đản không vừa mắt. Ầm vang! Từng tiếng gào giống vang lên. Đại chiến bùng nổ. Thiên đạo cấp bậc bùng nổ không thể coi thường. Trường hợp kỳ thật là nghiêng về một phía. Rốt cuộc Lăng Khiếu Thiên cầm đầu 6 cái. Chiếm cứ chính là thần ma nói cung tên tuổi, mà Thần Mộc lão tổ cùng Hùng Du Thiên đám người chiếm cứ nhân số ưu thế. Hai bên một giao phong, Lăng Khiếu Thiên 6 người kế tiếp bại lui, chỉ chớp mắt cư nhiên trực tiếp liền quay đầu chạy vào bên trong đại điện. Dương Nghị Vân cười hắc hắc nói, thừa thắng xông lên, chúng ta tiến đại điện, nơi này là dược vương điện, thần dược nhưng đừng đều tiện nghi thần ma nói cung người. Sau đó chúng yêu thần, không cần hắn nhắc nhở liền truy vào đại điện. Dương Mẫu Nhân là cuối cùng một cái đi vào đại điện. Đi vào lúc sau phát hiện, quả nhiên này tòa dược vương điện là tựa vào núi mà kiến, bên trong đại điện liền trong sơn động. Bất quá lại là không thấy Lăng Khiếu Thiên đám người thân ảnh. Mà đại điện chung, lại là có 3 cái mật thất môn. Tiền bối 3 cái môn hộ, chúng ta lựa chọn cái nào? Hùng Du Thiên hỏi. Lúc này Thần Mộc lão tổ mở miệng nói, mặc kệ lựa chọn cái nào đều giống nhau, phía trước văn bia đều ghi lại quá. Muốn đạt được bảo vật, đều có khảo nghiệm, này 3 cái môn hộ trong vòng nói vậy đều giống nhau đi, liền xem chúng ta vận khí như thế nào, hoặc là chúng ta có phải hay không chia quân tiến, 3 cái môn hộ đều đi vào.
Không được, không thể tách ra, thần ma nói cung người dành trước chúng ta một bước, tất nhiên có điều chuẩn bị, chúng ta chỉnh thể thế lực yếu đi một ít, tách ra nói, rất có khả năng thiệt thòi lớn, ba cái môn hộ, chúng ta tuyển một cái đi vào, mặc kệ có hay không thu hoạch đều nỗ lực một lần, cũng không uổng công tiến vào Dược Vương Điện, lại nói còn dư lại năm đại thánh điện, hiện tại chúng ta đã đuổi kịp thần ma nói cung người, thời gian thượng không rơi bọn họ, cơ hội tương đối công bằng. Dương Nghị Vân phủ định thần mộc lão tổ đề nghị tách ra đi. Như thế liền nghe tiền bối thần mộc lão tổ tán thành. Tiến cái nào đâu, Hùng Du Thiên hỏi. Nhìn qua đều giống nhau, là tốt là xấu xem vận khí đi, tiến bên trái cái thứ nhất, hy vọng đừng cùng thần ma nói cung người gặp phải. Dương Nghị Vân định ra đi vào lộ. Kế tiếp mọi người tiến vào bên trái môn hộ. Cửa đá nhẹ nhàng đẩy liền khai. Đại gia thật cẩn thận đi vào. Có khác động thiên hoàn cảnh xuất hiện. Tiến vào này phiến thần quang lập lòe đại môn, nội loại lại là một phương thảm thực vật rậm rạp đại thụ che trời hoàn cảnh. Có thể thấy được, như cũ là sơn động bụng, nhưng lại mọc đầy đủ loại thảm thực vật, hoặc là nói. Tất cả đều là thần dược. Thật là một cái thần kỳ địa phương, cư nhiên ở sơn động trong vòng nuôi trồng như thế đại quy mô dược viên, thật đúng là không hổ là Dược Vương Điện danh hiệu A. Dương Nghị Vân nhìn không gian thật lớn nhịn không được phát ra cảm khái. Tiền bối nơi này tựa hồ là không gian trận pháp hơn nữa thực độc đáo, năng lượng thực tạp, nhưng lại phi thường tinh diệu đạt tới một cái cân bằng, có lẽ đây là nơi này có thể ở một sơn động không gian đào tạo xuất thần dược nguyên nhân đi. Thần Mộc lão tổ nói, hắn bản thể là thụ yêu đối với cái này không gian bọn họ Thạch Mộc đạo cung người nhất mẫn cảm. Đích xác cái này không gian sẽ không đơn giản như vậy, cơ hồ chính là ở phong bế độc lập không gian kiến tạo ra một cái vạn vật sinh trưởng hoàn cảnh. Này cũng chính là thần linh thủ đoạn mới nộn làm được. Toàn bộ không gian thoạt nhìn rất lớn, ít nhất mắt thường nhìn không tới đầu, sinh trưởng thần dược thần thụ chủng loại phồn đa, trong không khí khí vị cũng phức tạp vô cùng. Dương Nghị Vân ngẫm lại mở miệng nói, mọi người đều ngừng thở, nơi này khí vị quá mức phức tạp, nhưng đừng không cẩn thận nói. Tuy rằng đều là tu vi thông thiên thần linh, nhưng lại đều rõ ràng, nơi này càng là thánh nhân đạo tràng, sở xuất hiện một thảo một mộc đều sẽ không đơn giản. Dương Nghị Vân hiểu luyện đan chi đạo, hắn rõ ràng hơn, thần dược thuộc tính bất đồng, hỗn hợp lúc sau sẽ có gì trợ uy lực, nơi này thoạt nhìn an tĩnh, kỳ thật khả năng tràn ngập nguy hiểm. Huống chi ai biết thần ma nói cùng người có phải hay không giống như bọn họ tiến vào cùng cái không gian chung. Càng là loại này thời điểm, liền càng là phải cẩn thận mới là. Hồng Liên phu nhân ngươi là chúng ta bên trong đối hoa loại thần vật nhất có quyền lên tiếng, khả năng cảm giác đến nơi đây có cửu trọng niết bàn hoa tồn tại. Hùng Du Thiên nhưng thật ra một cái cẩn thận chủ nhân, không quên giúp Dương Nghị Vân tìm cửu trọng niết bàn hoa. Đích xác Hồng Liên phu nhân bản thể là một đóa hồng liên đắc đạo, nàng đối hoa loại nhất có quyền lên tiếng, Hùng Du Thiên xem như hỏi đối người. Ta thử xem cảm ứng một chút. Hồng Liên phu nhân gật đầu, ngay sau đó nhắm lại hai mắt cảm giác, các nàng này nhóm người đều ở thượng một lần tiến vào quá thánh đạo thần vực, hơn nữa cũng đều gặp qua cửu trọng niết bàn hoa, tìm kiếm lên là tương đối dễ dàng. Đặc biệt đối với Hồng Liên phu nhân tới nói, nàng thiên phú chiếm cứ ưu thế, chỉ cần ở nhất định trong phạm vi tồn tại cửu trọng niết bàn hoa hơi thở, nàng là có thể cảm ứng được. Dương Nghị Vân lại cũng chờ mong, Hồng Liên phu nhân cho hắn mang đến kinh hỉ. Những người khác đều ở bốn phía cảnh giới, rốt cuộc ai cũng không biết thần ma nói cùng người có ở đây không nơi này. Không hề nghi ngờ bọn họ những người này cùng thần ma nói cùng hiện tại thành đối lập. Đương nhiên đây cũng là Dương Nghị Vân sở hy vọng. Hắn cái này giả cường giả, bảo hộ chính mình phương thức tốt nhất, chính là đem bên người này đó đại yêu thần đều thống nhất ở cùng hắn một cái chiến tuyến thượng. Bởi vì hắn cùng thần ma nói cùng đối lập là sự thật. Medusa ngày đó một cái tát chụp chết Lăng Thiên Tử, liền chú định hắn cùng thần ma nói cùng đối lập. Kế tiếp có thể tưởng tượng, ở chỗ này sẽ là bộ bộ kinh tâm cục diện. Tuy rằng hắn trước mắt mới thôi, tiền bối cường giả tên tuổi còn không có lộ ra sơ hở, nhưng giấy chung quy ôm không được hỏa. Hắn có dự cảm lập tức thứ nhìn thấy thần ma nói cung đại cung chủ thời điểm, hắn này một tầng giấy liền sẽ bị thiêu thấu. Phía trước gần là cùng thần ma nói cung nhị cung chủ Lăng Khiếu Thiên tới một lần đối mặt, tuy rằng Lăng Khiếu Thiên trước tiên lùi bước, nhưng không đại biểu hắn sẽ bỏ qua. Trong lòng nghĩ những việc này thời điểm, không trong chốc lát, Hồng Liên phu nhân bỗng nhiên mở hai mắt nói, cảm nhận được, nơi này thật đúng là tồn tại cửu trọng niết bàn hoa hơi thở, bất quá lại là có điểm xa. Tựa hồ ở cái này không gian chỗ sâu trong, lại tựa hồ không hề, thực xa xôi.
Dương Nghị Vân nghe được Hồng Liên phu nhân nói như thế, trong lòng đại định, chỉ cần tồn tại, vậy có cơ hội được đến. Hơn nữa tình huống hiện tại là, bên người này những đại yêu thần đều vui trợ giúp tìm kiếm một gốc cây cửu trọng niết bàn hoa, theo thứ tự tới đạt được trên người hắn thần thủy. Cục diện tạm thời còn ở hắn trong khống chế, bất quá Dương Nghị Vân biết hiện tại còn không phải thời cơ tốt nhất, phải chờ tới thích hợp cơ hội, cấp này đó bên người đại yêu thần sinh mệnh chi thủy, một lần thành công, mới có thể nhất lao vĩnh giật, loại này gian nhưng ra không được nửa điểm đường rẽ, nếu không không nói thần ma nói cung sẽ mang đến uy hát yêu ta, đầu tiên bọn họ cái này đoàn thể sẽ phân liệt, này cũng không phải là hắn muốn. Vậy thỉnh Hồng Liên phu nhân dẫn đường đi, Dương Nghị Vân đối Hồng Liên phu nhân nói. Không thành vấn đề, Hồng Liên phu nhân xem ra liếc mắt một cái nhà mình phu quân thần mộc lão tổ, thần mộc lão tổ gật đầu. Dương Nghị Vân hảo cảm thực tự nhiên đã nghiêng tới rồi bọn họ một phương, như vậy cái loại này thần cây thủy Dương Nghị Vân đầu tiên sẽ suy xét bọn họ thạch mộc đạo cung. Đi đại gia tiểu tâm một ít nói chuyện chung, Hồng Liên phu nhân liền hướng về phía trước đi đến. Từ từ Dương Nghị Vân lại là kêu ngừng. Tiền bối còn có cái gì phân phó? Thần mộc lão tổ mở miệng. Dương Nghị Vân nhìn trong tầm mắt rất nhiều thần dược, có chút nghi hoặc nói, nơi này thần dược tuy rằng có rất nhiều là ta không hiểu biết, nhưng là đều là khan hiếm thuộc tính thần dược, chẳng lẽ không thu thập một ít sao? Hắn như vậy vừa nói, mọi người đều nhìn về phía hắn. Tiền bối chính là có thể luyện chế thần đan, Hùng Du Thiên Nhãn thần có chút lửa nóng. Thần dược bọn họ tự nhiên biết, chính là yêu tộc trước nay liền không am hiểu luyện chế thần dược. Bọn họ tìm kiếm thần dược đều là cái loại này độc lập thiên địa chí bảo, có thể trực tiếp dùng cao giai thần dược. Đến nỗi không hiểu biết tương đối tầm thường thần dược, đối bọn họ tới nói không có tác dụng gì. Bởi vì yêu tộc căn bản là không luyện chế thần đan, hoặc là nói rất ít có người có thể hiểu đan đạo, đều là lấy cái loại này có thể trực tiếp dùng, có thể trực tiếp tăng lên tu vi thần dược. Luyện đan đừng nghĩ, bên trong môn đạo quá lớn, chỉ cần phân tích thần dược thuộc tính chính là một kiện đau đầu sự. Càng đừng nói còn cần đan phương, còn cần luyện chế từ từ. Đối yêu tộc lão nói, có thể luyện thần đan giả đều là đại năng, huống hồ bọn họ mấy ngày này nói cấp bậc, rất ít có thể giúp được bọn họ thần đan. Hiểu chút luyện đan chi đạo. Dương mỗ nhân khó được khiêm tốn một hồi. Ở hắn nghĩ đến nếu là bỏ lỡ này đó thần dược, thân là luyện đan sư, sẽ thiên lôi đánh xuống, cứ việc hắn không phải chuyên nghiệp luyện đan chi đạo, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn thu thập này đó thần dược không phải. Không quen biết thần dược phẩm loại không quan hệ, thu thập sau khi trở về nghiên cứu thần dược thuộc tính, là có thể xác định đến lúc đó có cái gì công hiệu, phối hợp mặt khác thần dược có thể luyện chế ra cái gì sử dụng thần đan tới. Đây là thân là đan dược sư kiến thức cơ bản, dựng lên hắn luyện đan chi đạo chân chính lại nói tiếp chính là không thấp. Sao có thể cho phép bỏ lỡ nơi này thần dược đâu? Có thể xuất hiện ở thánh đạo thần vực thánh nhân đạo tràng thần dược. Ở Dương Nghị Vân xem ra kia tuyệt đối đều là hy hữu chủng loại, có lẽ rất nhiều khắp nơi ngoại giới đều tuyệt tích thần dược ở chỗ này bảo lưu lại xuống dưới. Dương Nghị Vân nói ra hiểu chút luyện đan chi đạo, những lời này chính là làm một loại đại yêu kinh ngạc một phen, bọn họ cũng đều biết luyện đan chi đạo là nhân tộc sở am hiểu, khá vậy không phải mỗi người tộc đều hiểu đều sẽ. Thần Mộc Lão Tổ đôi mắt sáng lên nói, nếu tiền bối hiểu luyện đan chi đạo, kia nơi này thần dược thật là không thể lãng phí, đại gia cùng nhau thu thập. Giúp tiền bối đem này đó thần dược thu thập lên. Hảo hảo hảo. Một loại phụ họa thanh nhớ tới. Dương Nghị Vân xem bọn họ bộ dáng tựa hồ có điểm kích động quá mức. Hùng Du Thiên nhìn ra Dương Nghị Vân khó hiểu, lại là cười cười nói, tiền bối có điều không biết, thần ma nói cung kỳ thật trước kia cũng không có hiện tại như vậy cường đại, chính là bởi vì thần ma nói cung có một vị nhân tộc luyện đan sư tồn tại, cho nên làm thần ma nói cung siêu việt chúng ta yêu thần đạo cung cùng thạch mộc đạo cung. Nga. Còn có chuyện này, ngươi nói một chút là cái tình huống như thế nào? Dương Nghị Vân nghe được nhân tộc luyện đan sư, nhưng thật ra có chút hứng thú. Theo hắn hiểu biết, vĩnh hằng thần giới bên này nhân tộc là phi thường thưa thớt, liền tính là có, kia cũng tất nhiên là từ hắn cùng Ngọc Lả lướt tiến đến thần giới lại đây. Hiện tại nghe Hùng Du Thiên ý tứ, thần ma nói cung cư nhiên xuất hiện một vị luyện đan sư, hơn nữa là nhân tộc, thần ma nói cung cường đại còn vị nào luyện đan sư phân không ra quan hệ. Này liền có ý tứ, hắn nhưng thật ra muốn nghe xem. Lúc này đại gia một bên thu thập thần dược, một bên nói chuyện. Hùng Du Thiên cũng không nhàn rỗi, thu thập một gốc cây thần dược mở miệng nói, chân chính lại nói tiếp cái kia luyện đan sư, cũng không phải thần ma nói cung người chỉ có thể xem như thuộc về thần ma nói cung trận doanh. Là thần ma nói cung đại cung chủ chính miệng tuyên bố danh dự cung chủ,
ngoại giới xưng là, thần ma nói cung đệ tứ cung chủ, mọi người đều xưng hô hắn gắn liền với thời gian không thánh nhân. Bởi vì vị nào nhân tộc luyện đan sư, tu chính là thời không chi đạo, thực đặc biệt, lại là nhân tộc, lại hiểu đan đạo, làm hắn ở thần ma nói cung trận doanh có rất cao thân phận địa vị. Trên thực tế hắn là một vị tán tu, thần ma nói cung chuyên môn cho hắn kiến tạo một tòa hành cung, độc lập với thần ma nói cung ở ngoài, được xưng thời không hành cung, là cái thực thần bí thả lại tính tình cổ quái nhân tộc cường giả. Đương nhiên hắn hiện tại là thần ma tu vi không có người biết, dù sao chính là một cái thần bí nhân tộc cường giả, cũng không biết là không thiên đạo cảnh cái gì giai đoạn. Ngươi nói hắn được xưng thời không? Dương Nghị Vân ánh mắt chợt lóe bất động thần sắc hỏi. Đúng vậy, vị nào luyện đan sư tên thật gọi là gì ai cũng không biết, nhưng từ ở thần ma nói cung ngoi đầu bắt đầu, liền được xưng thời không, đến từ chính vĩnh hằng thần giới ở ngoài. Hùng Du Thiên phi thường khẳng định nói. Dương Nghị Vân một chút liền nghĩ tới vị nào thời không pháp thần. Cũng là hắn chuyến này tới mục tiêu chi nhất, Càn Khôn Thần Điện năm đại pháp thần chi nhất thời không pháp thần, là Càn Khôn Thần Tôn tiên đoán chung có thể bước vào thiên đạo cảnh giới người. Hiện tại xem ra, 89 phần 10 chính là hắn người muốn tìm. Đương nhiên có phải hay không Càn Khôn Thần Điện thời không pháp thần, còn muốn gặp đến bản nhân lúc sau mới có thể xác định, mặt khác nếu thật là thời không pháp thần, không biết hắn trong lòng còn có hay không Càn Khôn Thần Điện đâu. Rốt cuộc thuộc về Càn Khôn Thần Tôn thời đại đã trở thành lịch sử, đi qua thật lâu thật lâu. Ai biết thời không pháp thần còn có phải hay không hắn đâu. Đương nhiên dựa theo Hùng Du Thiên hiện tại cách nói, vị nào được xưng thời không chuẩn thánh nhân luyện đan sư, đã là thiên đạo cảnh, hơn nữa tu vi thực thần bí, ai cũng không biết là thiên đạo cái gì cấp bậc. Càng là xưng là thần ma nói cung danh dự cung chủ, địa vị chỉ ở sau thần ma nói cung tam đại cung chủ. Nghe tới là muốn cái gì có cái gì. Nếu hắn thật là chính mình người muốn tìm, kia, hắn vẫn là hắn sao? Dương Nghị Vân không dám khẳng định. Mặc kệ thế nào, tin tức này với hắn mà nói là cái tin tức tốt, người muốn tìm rốt cuộc có tin tức. Kết quả tốt xấu, hiện tại này bộ quan trọng là, tìm được người, chẳng khác nào chấm dứt một cọc tâm nguyện, cấp đạo tâm một cái viên mãn. Tiền bối nhận thức vị nào thời không chuẩn thánh? Hùng Du Thiên hỏi. Dương Nghị Vân nhân tộc thân phận mọi người đều biết, nhân tộc tuy rằng ở vĩnh hằng thần giới thưa thớt, nhưng cũng không phải không có. Hơn nữa bọn họ cũng đều biết ở vĩnh hằng thần giới ở ngoài, có một cái bị bọn họ xưng là nguyền rủa nơi địa phương, là nhân tộc sinh tồn nơi, chỉ là vĩnh hằng thần giới người không có người đi cấp, cũng không nghĩ đi, bọn họ cho rằng đó là bị thiên đạo vứt bỏ điểm xấu nơi. Không quen biết, chỉ là cảm thấy tò mò đi. Dương Nghị Vân không nhiều lời, để tránh gặp phải cái gì phiền toái tới, rốt cuộc thời không chuẩn thánh lệ thuộc với thần ma nói cung trận doanh, có thể nói hiện tại là địch nhân. Ngẫm lại thật đúng là có chút châm chọc. Dương Nghị Vân trong lòng tự diễu. Một đại bang đại yêu thần cướp đoạt thần dược tốc độ thực mau, toàn bộ không gian thần dược tất cả đều cướp đoạt không còn giao cho Dương Nghị Vân, mà Dương Nghị Vân còn lại là vung tay lên tất cả đều buộc chặt Càn Khôn Hồ Nội. Đạt được mấy vạn thần dược, nhìn hắn tâm tình rất tốt, kỳ thật cũng có thể nhìn ra, này những đại yêu thần như thế nhiệt tình trợ giúp hắn thu thập thần dược về điểm này tâm tư. Đơn giản chính là muốn cho hắn luyện chế một ít thần đan. Nếu thần đan có thể đối bọn họ hữu dụng, đó là tốt nhất bất quá, liền tính là đối bọn họ cái này cấp bậc vô dụng, nhưng đối bọn họ môn hạ phía sau lưng con cháu luôn là hữu dụng, thân là một phương thực lực truyền thừa vĩnh viễn đều là dựa vào phía sau lưng con cháu, điểm này mặc kệ là bất luận cái gì chủng tộc đều là giống nhau. Nghĩ vậy chút, Dương Nghị Vân vẫn là chúng yêu thần cười cười nói, chư vị vất vả, ta lại lần nữa hứa hẹn, quay đầu lại sẽ dùng này đó thần dược luyện chế thần đan, đến lúc đó chư vị mỗi người đều có một phần. Đa tạ tiền bối. Đại gia chờ chính là hắn những lời này, tất cả đều nói lời cảm tạ. Kế tiếp Hồng Liên phu nhân tiếp tục mang theo đại gia về phía trước đi đến. Nhưng lại là tha một vòng lớn, ngừng ở cuối vách núi trước, đại gia muốn sở thanh cái này thần dược không gian diện tích, lại có vuông vức tam vạn mét thật lớn, nhưng đến cuối lúc sau, liền không có con đường có thể đi. Hồng Liên phu nhân ngừng ở vách núi trước mang theo nghi hoặc mở miệng nói, kỳ quái. Cửu trọng niết bàn hoa hơi thở rõ ràng chính là ở cái này phương hướng, nhưng hiện tại đã không có con đường. Phu nhân thả sau đó, ta đến xem thần mộc lão tổ tiến lên giơ tay dán ở trên vách núi đá. Dương Nghị Vân còn lại là thấy được thần mộc lão tổ cánh tay thượng mọc ra một cái xanh biếc dây mây một chút chui vào cứng rắn sơn thể chung. Oanh! Ngay sau đó, một tiếng ầm vang. Lại là thần mộc lão tổ trong tay thần quang đại tác phẩm,
ngạnh sinh sinh ở sơn thể thượng đánh ra một cái cửa động tới. Trong nháy mắt một cổ tử nùng liệt hắc khí từ không khẩu xông ra, làm cho cả không gian độ ấm đều kịch liệt giảm xuống. Lui về phía sau, đứng ở đằng trước thần mộc lão tổ bạo giống lên một tiếng, hắn toàn thân cũng là lục quang đại thịnh, hiển nhiên là bảo hộ tự thân. Phía sau chúng yêu thần một đám đều là thiên đạo cấp bậc đối nguy hiểm nhạy bén, đó là một cái so với một cái cường, một đám nhanh chóng lui về phía sau, làm ra phòng ngự. Sa hồ bà bà trước tiên chắn Dương Nghị Vân trước mặt, hai người lui về phía sau là mấy chục mét. Giờ phút này bị thần mộc lão tổ mở ra cái này sơn động, toát ra nồng đậm hàn khí, hiển nhiên không phải cái gì thứ tốt. Bất quá cũng không có khuếch tán quá nhiều, nguy hiểm chỉ là thần mộc lão tổ mở ra sơn thể sơn động. Ngay sau đó thần mộc lão tổ sau lui về tới mở miệng nói, quả nhiên cái kia văn bia thượng ghi lại giống nhau, mỗi một chỗ đều có bảo hộ, muốn có điều đến, thật sự là không dễ dàng, cái này sơn động là cái che giấu sơn động, cũng bởi vậy thuyết minh, thông hướng một cái khác địa phương. Thần ma nói cùng những cái đó xem ra nơi này là không có tới quá, nhưng lại không nhất định từ nơi này đi vào lúc sau, có ở đây không? Ta hiện tại hoài nghi nơi này thông hướng một cái khác mật thất. Hoặc là nói chúng ta tiến vào thời điểm ba cái mật thất đều là tương đồng tương liên. Mọi người đều cẩn thận, này đó hàn khí không giống bình thường, thiên đạo cấp bậc cũng có thể thương đến, trong chốc lát ta đầu to trận đi vào, đều đánh lên tinh thần, có chuyện gì lẫn nhau chiếu ứng đi. Thần mộc lão tổ nói xong nhìn về phía Dương Nghị Vân dò hỏi, tiền bối ngươi xem coi thế nào. Dương Nghị Vân tự nhiên không thành vấn đề, gật gật đầu nói, ngươi cẩn thận một chút. Trên thực tế hắn suy nghĩ chính mình như thế nào qua đi. Thần mộc lão tổ đều nói trong động toát ra hàn khí, thiên đạo cấp bậc cũng có thể thương đến, hắn cái này giả cường giả bình thường dưới tình huống tất nhiên là không được. Sa hồ bà truyền âm nói, thiên chúa nếu không lão thân trợ ngươi giúp một tay. Dương Nghị Vân lắc đầu nói, không cần, ta có biện pháp, điểm này hàn khí còn không làm khó được ta, các ngươi chính mình tiểu tâm đó là, đi thôi. Hắn xin miễn sa hồ bà hảo ý. Đích xác hắn có chính mình biện pháp. Nếu hắn liền điểm này hàn khí đều chống đỡ không được, kia mặt sau lộ hắn cũng đừng đi xuống đi, đây mới là thứ 5 thánh điện Dược Vương Điện, mặt sau còn có 6, 7, 8, 9 điện chờ, tất nhiên là càng ngày càng gian nan. Trừ cái này ra còn muốn để phòng thần ma nói cùng người, này đó nhưng đều là đoán trước không đến khó khăn, trước mắt hàn khí lại là bãi ở bên ngoài, này nếu là không qua được, hắn chẳng phải là bị đại gia cười chết, không được đương trường ma lộ hãm. Tiếp được chúng yêu thần một đám tiến vào hàn khí hôi hổi sơn động, Dương Nghị Vân ở cuối cùng một cái, chờ mọi người đều đi vào lúc sau, hắn trong lòng vừa động, tất cả đều là thần quang lập lòe, lại là đen nhánh vô cùng yêu hoàng chiến giáp mặc ở trên người. Này bộ yêu hồn chiến giáp chính là thiên đạo cấp bậc chiến giáp, hơn nữa một đôi thiên đạo cấp bậc bao tay, cấp bậc rất cao, lúc ấy chờ đến này bộ chiến giáp hắn chỉ là biết đây là thiên đạo cấp bậc chiến giáp, cũng không biết là thiên đạo cái gì trình tự. Đi vào vĩnh hằng thần giới lúc sau, mới biết được thiên đạo cảnh giới cư nhiên phân chia tam đại trình tự, các loại cảnh giới, phạm vi thực quảng, hiện tại đem này bộ chiến giáp lại lần nữa mặc ở trên người, lại là cảm nhận được bất đồng. Tựa hồ yêu hoàng chiến giáp hơi thở so với thần mộc lão tổ cái kia trình tự còn muốn cao, đương nhiên gần là hơi thở, cũng không phải là thực lực. Nhưng này cũng thuyết minh này bộ chiến giáp bất phàm. Chống cự hàn khí hẳn là không thành vấn đề. Theo hắn tu vi tăng lên. Kỳ thật chiến giáp phòng ngự uy lực sẽ ở hắn vận chuyển thúc dục dưới càng ngày càng cường. Trong lòng vừa động thúc dục chiến giáp, tức khắc khắc văn sơn động, phòng ngự mở ra. Dương Nghị Vân hít sâu một hơi, bước vào hàn khí chung. Cảm thụ một chút, không có bất luận cái gì không khỏe xuất hiện. Gần chính là một ít lạnh lẽo xuất hiện. Sương mù quá nặng đã nhìn không tới những người khác, cũng không biết cái này sơn động có bao nhiêu, nhưng là tràn ngập hàn khí dưới tình huống. Tự nhiên là bay nhanh tiến lên mới là an toàn nhất cách làm. Hắn cũng không hề cọ sát, thân hình vừa động trực tiếp về phía trước phóng đi. Chiến giáp là nguyên bộ, trên chân chiến ủng chính là có tốc độ thêm vào, vèo một chút Dương Nghị Vân xông ra ngoài. Nhưng là tại hạ một khắc ở sát thật bỗng nhiên va chạm ở cái gì vật cứng thượng. Oanh! Thân thể hắn bị bắn ngược không tự chủ được hôi hổi lui về phía sau. Bên tai đồng thời vang lên mấy cái quen thuộc thanh âm. Thiên chúa, tiền bối, từng tiếng quan tâm vang lên. Dương Nghị Vân lúc này mới ở sương mù trông được thanh mọi người đều ở hắn bên người. Tình huống như thế nào? Dương Nghị Vân dám khẳng định vừa rồi đụng vào không phải bất luận kẻ nào,
ngược lại như là cái gì kiên cố vô cùng vách tường giống nhau. Tiền bối chúng ta bị nhốt ở cái gì trận pháp chung? Thần Mộc lão tổ thanh âm vang lên. Trận pháp, Dương Nghị Vân nghi hoặc, không phải ở sơn động trong vòng sao? Chỉ nghe Hùng Du Thiên cười khổ nói, chúng ta nói, là tất nhiên là có người chờ chúng ta một đầu đánh sâu vào tới, kết quả chúng ta thật sự tới. Nhưng vào lúc này vang lên một cái quen thuộc tiếng cười to. Ha ha ha, ngươi chờ hảo hảo hưởng thụ này yêu thần điểm lớn nhất huyền thiên địa sát trận chi uy đi, có thể chết ở thánh nhân đại trận chung, cũng coi như là ngươi chờ tiền mười đã tu luyện phúc phận. Lão nhị mau tới đây hỗ trợ, không cần để ý tới bọn họ. Hai thanh âm, trong đó một cái Dương Nghị Vân nghe được là thần ma nói cung Lăng Khiếu Thiên thanh âm, mà một cái khác kêu Lăng Khiếu Thiên lão nhị, không hề nghi ngờ đó là thần ma nói cung đại cung chủ thanh âm. Quả nhiên bị tính kế. Đồ vô sỉ, thần ma lão tổ tức giận đến chửi ầm lên. Dương Nghị Vân sắc mặt cũng âm trầm xuống dưới, đứng dậy ở bốn phía quan khán một vòng, quả nhiên là cái đại trận. Trận nội là từng trận màu đen vô sương mù, chẳng sợ hắn giờ phút này thân xuyên yêu hoàng chiến giáp, cũng cảm nhận được nơi này độ ấm so với trong động còn phải cường đại mấy chục lần, dựa theo bực này trạng huống liên tục đi xuống đi, bọn họ tất nhiên sẽ bị đông chết ở bên trong. Nghe tới không quá khả năng, nhưng trên thực tế tuyệt đối có khả năng đông chết, vừa rồi Lăng Khiếu Thiên nói là thánh nhân trận pháp, gọi là gì bẩm sinh địa sát trận. Trận nội màu đen sương mù, không chỉ có riêng là hàn khí đơn giản như vậy. Dương Nghị Vân phát hiện cư nhiên còn có ăn mòn tính. Giờ phút này mọi người trên người đều là thần lực gia tăng phòng ngự, trong thời gian ngắn có thể phòng ngự, nhưng thời gian dài liền chưa chắc. Mà bốn phía là đen nhánh sương mù chi vách tường, nhìn qua cũng không phải là tầm thường kết giới. Các ngươi nếm thử phá trận, Dương Nghị Vân hỏi. Thử qua, căn bản không hề hiệu quả, thần Mộc lão tổ trả lời. Dương Nghị Vân nói chuyện chung duỗi tay đặt ở sương mù chi trên tường, thúc dục càn khôn hồ. Nhưng mà vài phút sau, hắn thu tay lại. Cho dù là hắn vận dụng hỗn nguyên một hơi, cũng căn bản không hề biện pháp, chút nào lay động không được. Này đó hắn biết phiền toái lớn, toàn bộ không gian không đủ trăm bình phương, tất cả đều là hắc khí, hơn nữa là bốn phía hướng về bọn họ hội tụ. Cái này trận pháp ở vận chuyển, đang không ngừng áp xúc bọn họ không gian, quay đầu lại căn bản năm lộ, bọn họ là theo thần Mộc lão tổ mở ra thần sơn động tiến vào. Nhưng căn bản là không nghĩ tới một khắc đầu sẽ có một cái trận pháp chờ bọn họ. Mà cái này trận pháp thực rõ ràng là thần ma nói cung chuẩn bị tốt, thần Mộc lão tổ nói đúng ba cái môn hộ ba cái không gian là tương đồng, cho nên thần ma nói cung người chiếm cứ tiên cơ, tính kế bọn họ. Tiền bối hiện tại làm sao bây giờ? Huyền thiên địa sát chi lực chí âm chí hàn, trận pháp lại là thánh nhân trận pháp, chúng ta không gian thật ở dần dần thu nhỏ lại, chiếu như vậy đi xuống, chúng ta kiên trì không được bao lâu. Thần Mộc lão tổ hỏi Dương Nghị Vân. Lúc này cho nên có đều xem Dương Mỗ Nhân, bởi vì đại gia trong mắt hắn Dương Mỗ Nhân là tiền bối cường giả. Nghe được thần Mộc lão tổ đặt câu hỏi, Dương Mỗ Nhân trong lòng mắng, các ngươi này những thiên đạo đại yêu cũng chưa biện pháp, ta mẹ nó có thể có biện pháp nào. Đương nhiên Trang Ích vẫn là muốn chứa đi, ai làm hắn từ lúc bắt đầu chính là chúng yêu thần trong mắt tiền bối cường giả đâu. Chính mình đào hố, cười cũng đến nhảy vào đi a. Đại gia không cần hoảng loạn, càng là lúc này liền càng là không thể hoảng loạn, mặc dù là thánh đạo trận pháp, trải qua như thế lâu năm tháng, ta tin tưởng uy lực tổng hội có điều giảm xuống. Lại nói cái này trận pháp thoạt nhìn chính là vốn dĩ tồn tại trận pháp, không phải bọn họ thần ma nói cung người bày ra trận pháp, bọn họ có thể xông qua đi cái này trận pháp, chẳng lẽ chúng ta liền không thể sao? Dương Nghị Vân bắt đầu ổn định quân tâm. Đừng làm cho này đó đại yêu xà loạn lên mới là... Quả nhiên như vậy vừa nói, đại gia cảm xúc đều ổn định không ít. Dương Nghị Vân tiếp tục nói, nhưng phàm là trận pháp liền nhất định tồn tại sinh môn, đây là trận pháp chi đạo thiết định luật, trên đời không có chết trận tồn tại, kế tiếp đại gia nghe ta chỉ huy, tìm kiếm sinh môn, chỉ cần tìm được trận pháp sinh môn chúng ta liền có cơ hội phá trận đi ra ngoài. Tiền bối nơi này hoàn cảnh quả thực là một mảnh hỗn độn, không có chút nào trận pháp dấu vết hiện ra, như thế nào tìm được sinh môn đâu? Hùng Du Thiên hỏi. Dương Nghị Vân hiện tại trong lòng buồn bực nói không nên lời, lời nói đổi lời nói, dụng tâm tìm kiếm, tổng có thể tìm được sơ hở ra tới, đại gia phân công nhau cẩn thận tìm, địa phương liền lớn như vậy, chỉ cần có khả nghi địa phương liền tìm ra tới. Hảo, đại gia phân công nhau tìm kiếm đi. Dương Nghị Vân nhìn đến chúng yêu thần tan đi, bắt đầu quan sát tìm kiếm, tức khắc trong lòng tặng một hơi, chỉ có chính hắn trong lòng rõ ràng,
vừa rồi kia một phen lời nói chính là hoàn toàn ứng phó này đó đại yêu thần mà thôi. Cái này trận pháp trong vòng đích xác hắn đều cái gì nhìn không tới, không có chút nào rõ ràng trận pháp tồn tại, thánh nhân trận pháp kỳ thật đã vượt qua hắn nhận chi. Hiện tại làm sao bây giờ, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Khốn cục bên trong, mọi người đều xem hắn cái này tiền bối cường giả, không nghĩ tới hắn quá khó khăn. Hắn thực bất đắc dĩ, có thể ứng phó một chút liền ứng phó một chút. Đương nhiên trong lòng rõ ràng, như vậy đi xuống không phải biện pháp, phải nhanh một chút đi ra ngoài mới được, nếu không thời gian dài, rất nhiều vấn đề liền bại lộ ra tới, này trong đó khả năng sẽ bao gồm chính mình giả cường giả chuyện này. Cho nên Dương Nghị Vân mặt ngoài nhìn qua thực chấn định, bất động như núi, biểu hiện ra một loại hết thảy thế nhưng ở khống chế thần sắc, trên thực tế trong lòng giống như kiến bò trên chảo nóng ở đảo quanh chuyển. Trong đầu ở bay nhanh vận chuyển, nghĩ biện pháp, như thế nào có thể mới phá cái này trận pháp lao ra đi. Hắn trong lòng đối thần ma nói cùng những người này cái nhìn chuyển biến, hoặc là nói đã không tồn tại may mắn tâm lý, hai lần tiếp xúc làm hắn thấy được, thần ma nói cùng người tựa hồ cũng không có để ý hắn cái này người trước. Nếu không bọn họ là không dám hai lần mạo phạm, hiện tại càng là tính kế hắn. Thời gian ở một mảnh hỗn độn tối tăm trận pháp không gian nhanh chóng ở sói mòn. Cứ việc thân là thần linh căn bản liền không để bụng thời gian vấn đề. Nhưng kia muốn xem tình huống như thế nào hạ không để bụng. Hiện tại cái này tình huống hoàn toàn tương phản thời gian là phi thường quý giá, mấy cái canh giờ đều không được. Bởi vì theo thời gian trôi qua, toàn bộ không gian trung huyền thiên sát khí co rút lại càng ngày càng nghiêm túc, trong khoảng thời gian ngắn mọi người đều có thể không để bụng, nhưng thời gian dài, liền bất đồng. Xét lạnh chi khí, đối thiên đạo cấp bậc đều là có ảnh hưởng. Thả lại mang theo ăn mòn chi lực, sớm hay muộn sẽ tiêu hao hầu như không còn bọn họ năng lượng, đến lúc đó một đám sẽ bị háo chết. Cái này trận pháp chính là nước ấm nấu ếch xanh một ngụm nồi to. Tiền bối nơi này tựa hồ có phát hiện. Thần Mộc lão tổ thanh âm vang lên. Dương Nghị Vân quay đầu lại nhìn lại, không thấy Thần Mộc lão tổ thân ảnh, nhưng lại nghe đến hắn liền ở 10 mét ở ngoài. Trận pháp không gian màu đen sương mù đã nùng liệt đến 10 mét ở ngoài thấy không rõ bất cứ thứ gì nông nổi. Dương Nghị Vân lắc mình đi qua. Tới rồi 2 mét trong vòng Thần Mộc lão tổ thân ảnh mới có thể nhìn đến. Có cái gì phát hiện? Hắn hỏi Thần Mộc lão tổ. Tiền bối ngươi tới xem, này đó địa sát chi lực có cái đặc điểm. Tất cả đều không chiếm mà ba thước, từ bất luận cái gì góc độ đi xem, đều che kín toàn bộ không gian, chỉ có từ nơi này đi xem thời điểm, địa sát chi khí tất cả đều là cách mặt đất ba thước, đây là cái này không gian duy nhất chỗ đặc biệt, trận pháp biết ta không hiểu lắm, ngài xem có hay không cái gì chỗ đặc biệt. Thần Mộc lão tổ nói chuyện thời điểm, làm Dương Nghị Vân ngồi xổm xuống thân tới xem. Nghe Thần Mộc lão tổ giảng thuật, Dương Nghị Vân ngồi xổm xuống thân đi. Quả nhiên nhìn đến cùng Thần Mộc lão tổ nói giống nhau, đích xác chỉ có Thần Mộc lão tổ ngồi xổm xuống thân đi xem địa phương địa sát chi khí là khoảng cách mặt đất ba thước trạng thái. Lại đi đổi cái góc độ, mỗi một chỗ mỗi một cái góc độ đều là tràn ngập phong phú. Dựa theo trận pháp chỉ đạo nguyên lý, có lẽ nơi này chính là sinh môn nơi điểm đột phá. Góc độ này cái này địa điểm, nếu không cẩn thận đi quan sát, căn bản chính là có thể xem nhẹ bất kể một cái điểm, nhưng lại vẫn là bị Thần Mộc lão tổ phát hiện. Từ đem điểm này xem, Thần Mộc lão tổ nhưng thật ra cái thận trọng như phát người. Làm Dương Nghị Vân lau mắt mà nhìn. Hắn ngồi xổm xuống thân tới, cẩn thận quan sát cảm thụ một phát, thật đúng là cảm nhận được liền cái này địa phương có điểm đặc biệt. Đương nhiên là đại địa thượng đặc biệt, cũng chính là ba thước nơi đại địa thượng, vuông vức không có một chút ít địa sát chi khí tồn tại, hơn nữa cũng cảm thụ không đến hàn khí tồn tại. Trong lòng đại hỉ nói, ta cảm thụ không đến bất luận cái gì hàn khí tồn tại. Lão tổ chính là có đồng dạng cảm thụ. Đúng vậy, liền ba thước nơi không có bất luận cái gì hàn khí tồn tại, cẩn thận quan sát bốn phương tám hướng địa sát chi khí đều tránh đi nơi này, tiền bối nơi này có thể hay không chính là ngươi nói trận pháp sinh môn nơi. Thần Mộc lão tổ hỏi. Dương Nghị Vân gật gật đầu, 89 phần 10 chính là nơi này. Kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Thần Mộc lão tổ mở miệng. Việc này không nên chậm trễ, đem tất cả mọi người tập trung lên. Cùng nhau công kích cái này điểm, không có gì bất ngờ xảy ra, phá trận nhưng kỳ. Dương Nghị Vân mở miệng. Thần Mộc lão tổ trong lòng vui vẻ nói, hảo, ta đi làm mọi người đều lại đây. Mỗi một hồi tất cả mọi người bị tập trung tới rồi cùng nhau. Dương Nghị Vân cũng không có nói dư thừa nói, trực tiếp hạ lệnh nói, đại gia nghe tất cả mọi người công kích nơi này.
nói chuyện chung trên mặt đất họa ra một vòng tròn tới. Hắn không chuẩn bị ra tay, mà là phức tạp chỉ huy, đương nhiên cũng có xử lý, bên kia này đây hỗn nguyên một hơi trên mặt đất khắc họa vòng, lúc sau làm sở hữu yêu thần công kích, uy lực sẽ hội tụ đến một hơi mà không tiêu tan, nếu không có tìm lầm địa phương, trận pháp nhưng phá. Trận pháp chi đạo kỳ thật chính là như vậy, hiểu công việc người tìm được phương pháp, cường đại nữa trận pháp phương pháp đúng rồi, một chút đánh bại, phản chi mệt chết đều phá không khai đại trận. Nghe xong hiệu lệnh, Dương Nghị Vân công đạo hoàn thành phát ra tiếng, ngay sau đó hét lớn, ra tay. Ầm ầm ầm. Sự tình quan đại gia tự thân an nguy, có thể hay không thoát vây, mỗi người đều dùng tới toàn lực ra tay. Ở ầm vang chung, mọi người công kích tập trung tới rồi một chút thượng. Như thế một xúc tới, toàn bộ đại địa nổ vang đại chấn. Ngay sau đó lại là không tưởng được một màn phát sinh, bọn họ công kích lúc sau đại địa bỗng nhiên xuất hiện hiểu rõ cái khe, mọi người một cái vô ý một chút liền truy lọt vào một khe lớn chung. Dương Nghị Vân một chút cũng kinh hãi, nhưng là ngay sau đó hắn thấy được cái khe phía dưới cư nhiên có ánh sáng, là trận pháp khắc văn, hơn nữa là truyền tống khắc văn, liền lớn tiếng nói, đều đừng phản kháng, phía dưới là truyền tống môn hộ. Này những truyền thừa viễn cổ đại yêu thần nói trắng ra là, ở văn minh trình độ thượng thật là muốn lạc hậu nhân tộc đệ, bọn họ đệ tu luyện truyền thừa đa số đến từ huyết mạch linh hồn đệ truyền thừa, căn bản liền không có sáng tạo xuất hiện. Tỷ như trận pháp uống luyện đan chi đạo con rối từ, nhưng đều là nhân tộc sáng tạo mà ra. Đương nhiên không phải nói cổ xưa yêu tộc liền không có trận pháp cùng luyện đan, có lẽ có, nhưng cũng tuyệt đối không dốc lòng. Bởi vì yêu tộc bản thân thân thể cường đại, huyết mạch linh hồn đều ưu việt với nhân tộc, bọn họ càng thêm ỷ lại hoặc là nói tin tưởng tự thân, tự nhiên sẽ không đi nghiên cứu trận pháp linh tinh. Mà nhân tộc vừa lúc tương phản, ở thân thể chờ phương diện muốn nhược với tộc khác, như thế không thể không đi nghiên cứu trận pháp luyện đan chi đạo từ, tới đền bù tự thân cùng tộc khác chi gian chênh lệch, dần dà mấy thứ này chính là dốc lòng. Cho nên Dương Nghị Vân có thể ở trước tiên nhìn ra, cái khe dưới chính là trận pháp truyền tống khắc văn, không có nguy hiểm. Đi xuống lúc sau ngược lại là có thể thoát vây, nhưng như nồi đại gia phản kháng nói, đủ sau không chỉ có ra không được, làm không hảo ngược lại còn sẽ bị lại lần nữa vây khốn. Cũng may mọi người đều đối hắn lời nói là tín nhiệm, nghe được hắn kêu gọi không có lại đi phản kháng, một đám hướng về phía dưới mà đi. Quả nhiên tại hạ một khắc thần quang lập lòe chung mọi người đều bị truyền tống đi ra ngoài. Trong nháy mắt tất cả mọi người ra tới. Hoàn cảnh hoàn toàn bất đồng. Thân ở nơi thay đổi, là một cái khác hoàn cảnh, đen nhánh huyền thiên địa sát chi lực đã biến mất. Đang xem bốn phía nơi nào còn có cái gì trận pháp tồn tại. Ra tới, mọi người đều cao hứng. Nhưng một cái khác vấn đề cũng xuất hiện. Bốn phía xuất hiện một cái cá nhân ảnh. Thần ma nói cùng người vây quanh bọn họ. Mà ở cách đó không xa, còn lại là thần quang lấp lánh, dáng màu tản ra. Nơi đó là cái gì? Trong không khí phát ra thần nguyên khí tức thực nùng liệt, hô hấp một ngụm đều có thể cảm giác được toàn thân lỗ chân lông đều thoải mái vô cùng. Tiền bối ta cảm nhận được, cửu trọng niết bàn hoa đệ hơi thở liền ở kia thần quang lấp lánh chỗ, hơn nữa. Ta cảm nhận được bên kia không đơn giản có cửu trọng niết bàn hoa tồn tại, tựa hồ còn có một gốc cây. Kỷ nguyên thánh dược, Hồng Liên phu nhân dựa lại đây ở Dương Nghị Vân bên người nói. Kỷ nguyên thánh dược, ngay sau đó tất cả mọi người kinh hô. Cái gì là kỷ nguyên thánh dược? Dương Nghị Vân có chút hiểu ra nhưng vẫn là không hiểu biết, lấy kỷ nguyên vì danh thánh dược cái này từ ngữ hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Kỷ nguyên thánh dược, xem tên đoán nghĩa sinh trưởng thời gian đạt tới một cái kỷ nguyên, là chân chính thiên địa thánh dược, hoàn toàn có thể nói là tam giới nhất hiếm quý dược, hoàn toàn có thể nói đã siêu việt dược phạm vi, có thể so với chúng ta vạn vật đàn trong tộc tu luyện đạt tới chân chính thánh nhân trình tự, vì vậy xưng kỷ nguyên thánh dược. Là hoàn toàn đắc đạo chi dược, có nghe đồn ăn vào một gốc cây kỷ nguyên thánh dược, nhưng làm thiên đạo sơ cảnh giả bay vào tiến thiên đạo quy tắc áo nghĩa viên mãn đi, quy tắc áo nghĩa năm đoàn tụ mãn giả dùng nhưng hắn nhập hợp đạo ngạch cửa, hợp đạo giả dùng có trợ giúp năm đại đạo dung hợp. Đương nhiên thật giả không thể hiểu hết, nhưng kỷ nguyên thánh dược công hiệu tuyệt đối là vô pháp tưởng tượng cường đại. Hiện tại thoạt nhìn, thần ma nói cung đã nhanh chân đến trước, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Hồng Liên phu nhân nói chuyện thời điểm hai tròng mắt chung đã ở sáng lên, liền kém mắt lục. Những người khác ánh mắt Dương Nghị Vân xem qua đi, đều giống nhau một đám tràn ngập lửa nóng. Này cũng khó trách, dựa theo Hồng Liên phu nhân lời này đem, không có vài người có thể loại kém kỷ nguyên thánh dược dụ hoặc.
Kỳ thật bao gồm hắn đều trong lòng ở nhảy lên. Trong lòng nghĩ này chờ thánh dược, nếu là bị hắn cái này sơ cấp thần chủ ăn vào, có phải hay không có thể một bước bước vào đến pháp thần thậm chí là chạm đến thiên đạo cảnh giới đâu. Quả thực dựa theo Hồng Liên phu nhân lời nói, này thật đúng là khả năng. Phi thường tâm động a. Nhưng không dễ dàng. Bởi vì bốn phía xuất hiện tám đại thiên đạo cường giả. Dựa theo phía trước thần mộc lão tổ lời nói, thần ma nói cùng đệ trận doanh thiên đạo cường giả cùng bọn họ là giống nhau, mọi người đều là 12 cái thiên đạo cường giả. Chính là ở chất lượng thượng, thần ma nói cùng là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, bởi vì thần ma nói cùng đại cung chủ đầu tiên chính là thiên đạo tam trọng cường giả, nhị cung chủ Lăng Khiếu mỗi ngày nói nhị trọng thiên, tam cung chủ thiên đạo một trọng, này còn chỉ là thần ma nói cùng thế lực, mặt khác chín đại cường giả chung tự nhiên còn có cường giả tồn tại. Mà bọn họ này một phương đâu? Bên ngoài thượng hắn Dương Nghị Vân là cái cường giả, trên thực tế cường giả chân chính chỉ có thần mộc lão tổ là thiên đạo nhị trọng, đương nhiên hiện tại Hùng Hoan nhưng tính một cái, dư lại đó là thần ma nói cung nhị cung chủ Thạch Giám Đảm Đương, Nam Bắc nhị vị chuẩn thánh và Medusa, Hùng Du Thiên là thiên đạo một trọng, dư giả Sa Hồ bà Hồng Liên phu nhân yêu thần đạo cung nhị tam cung chủ đều là thiên đạo cảnh giới lúc đầu. Giờ phút này liền tính là bọn họ bốn phía chỉ có tám thần ma nói cung trận doanh cường giả, khá vậy không thể khinh thường, bởi vì thần mộc lão tổ đã nhỏ giọng ngưng trọng ở hắn bên người nói, tiền bối tám đại cường giả, thiên đạo nhị trọng ba cái, thiên đạo một trọng ba cái, thiên đạo cảnh giới lúc đầu đệ hai cái. Thần ma nói cung đại cung chủ cùng vị nào thời không chuẩn thánh còn có hoang hải đồ vật nhị hải đệ hai vị đều không ở, thực rõ ràng là ở bên kia giành thánh dược, không đủ, chúng ta hơn nữa tiền bối ngươi nói còn có thắng mặt. Đợi chút chúng ta động thủ, ngài trực tiếp nhằm phía thần quang bên kia mưu đoạt kỷ nguyên thánh dược, vô luận như thế nào kỷ nguyên thánh dược đừng dừng ở thần ma nói cung trong tay, nếu không kế tiếp chúng ta liền khó có thể chống đỡ bọn họ. Dương Nghị Vân nghe thần mộc lão tổ nói thật sự muốn mắng người, dựa theo thần mộc lão tổ ý tứ là bọn họ bám trụ tám đại cường giả, làm chính mình tiến lên thần ma nói cung đại cung chủ bốn người bên kia cướp đoạt kỷ nguyên thánh dược. Ý tưởng thực hảo, nhưng ta mẹ nó chính là giả cường giả a. Tiến lên không phải chịu chết sao? Nhưng là mặt ngoài còn phải gật đầu tán đồng a. Hảo A ngoài miệng đáp ứng, trong lòng lại ở cười khổ, ta mẹ nó mới không như vậy làm. Cũng biết chính mình cái này cường giả trang không nổi nữa. Nhìn chung quanh bốn phía hoàn cảnh, Dương Nghị Vân trong đầu nhanh chóng vận chuyển lên, cái này cục diện cần thiết muốn phá, nếu không kế tiếp hắn sẽ xong đời. Đương nhiên thần quang lấp lánh chỗ, có kỷ nguyên thánh dược, cũng có cửu trọng niết bàn hoa. Ít nhất cửu trọng niết bàn hoa hắn muốn giành. Hiện tại nhìn lại, như cũ là cái thật lớn thiên nhiên không gian, cách đó không xa có ba đạo cửa đá, không hề nghi ngờ, ba đạo cửa đá chính là bọn họ mới vừa tiến vào Dược Vương Điện thời điểm nhìn đến ba cái mật thất, chỉ là cuối cùng toàn bộ tương đồng tới rồi nơi này mà thôi. Bên kia trăm mét ở ngoài, có một chỗ điều lệ bài viết 3 mét đại ngôi cao, thần quang liền ở nơi nào, cũng là Hồng Liên phu nhân trong miệng kỷ nguyên thánh dược cùng cửu trọng niết bàn hoa nơi ở. Càng là thần ma nói cung đại cung chủ bốn người nơi ở, chỉ là nơi nào loang loáng lấp lánh diện tích nhìn qua rất lớn, thấy không rõ lắm bên trong là cái tình huống như thế nào. Ngoài ra bọn họ 30 mét ngoại là thần ma nói cung tám đại cường giả vây quanh giả, không có trước tiên động thủ, chính là ở Lăng Khiếu thiên đệ dẫn dắt tiếp theo mỗi người nhìn bọn hắn chằm chằm, hiển nhiên là tưởng kéo dài thời gian, chờ đến thần ma nói cung đại cung chủ bên kia thu kỷ nguyên thánh dược. Hai bên liền như vậy rằng co giả. Nhưng là Dương Nghị Vân cùng thần mộc lão tổ bọn người rõ ràng, thời gian kéo xuống đi đối bọn họ nhất bất lợi, bởi vì chờ đến thần ma nói cung đại cung chủ đắc đạo kỷ nguyên thánh dược ăn vào, đến lúc đó tất nhiên là tu vi đột phá, đại gia liền nguy hiểm. Cho nên không thể kéo dài đi xuống. Sát! Thần mộc lão tổ gầm lên giận dữ, trực tiếp hướng về Lăng Khiếu Thiên mà đi, giờ phút này mọi người động lên. Khởi! Lăng Khiếu Thiên gào giống một tiếng. Sở hữu thần ma nói cung trận 7 cái cường giả đôi tay kết ấn, một cái thật lớn kết giới hình thành. Thực hiển nhiên là muốn vây. Muốn kéo dài thời gian. Bất quá, thần mộc lão tổ đám người cũng đều xem đến minh bạch, vừa ra tay đều là toàn lực, muốn đánh vỡ phong tỏa. Trường hợp thực loạn. Thần quang đại tác phẩm, không gian vặn vẹo, một đám đại yêu thần toàn lực bùng nổ, sở phát ra hơi thở làm Dương Nghị Vân cảm thấy tim đập nhanh. Hắn khóc tâm tình đều có. Hiện tại cái này trường hợp là chân chính thần tiên đánh nhau, hắn cái này phàm nhân tao ương cục diện. Cũng may bên người vẫn là có chi kỷ người, Sa Hồ bà và Medusa căn bản liền đứng ở hắn bên người không nhúc nhích. Thiên chúa chúng ta làm sao bây giờ?
Sa Hồ bà xin chỉ thị. Dương Nghị Vân cười khổ, có thể làm sao bây giờ, hiện tại thực rõ ràng là người trên một chiếc thuyền, chỉ có thể ra tay một trận chiến, các ngươi hai cái nghe, đừng rời khỏi ta bên người, ta thúc giục hỗn độn chung các ngươi hai người phụ trợ, chúng ta thắng mặt vẫn là rất lớn, ngàn vạn phải bảo vệ hảo ta a, ta hiện tại cái này tu vi bị bất luận cái gì một cái thiên đạo chạm vào một chút đều vứt bỏ mạng nhỏ. Trụ trời yên tâm, lão thân thể sống chết bảo hộ ngài. Sa Hồ bà vĩnh viễn đều là hảo bà. Chỉ có Medusa hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt chậm rãi đệ khinh bỉ chi ý, tựa hồ lại nói, nhát như chuột như vậy sợ chết còn muốn tới làm gì. Đương nhiên Dương Mẫu nhân hảo nam bất hòa nữ đấu, coi như không nhìn thấy Medusa khinh bỉ ánh mắt. Dương Mẫu nhân cũng sợ chết a. Mà hắn cảm giác không có gì mất mặt, hắn một cái nho nhỏ sơ cấp thần chủ, có thể xen lẫn trong một đống thiên đạo cường giả bên trong tiến vào thánh đạo thần vực. Hơn nữa một đường đi tới nơi này, đã xem như tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Sợ chết không có gì mất mặt. Nói nữa, hắn liền tính không sợ chết, cũng không thể như vậy liền chết. Tới nơi này chính là giành lớn nhất ích lợi, như thế nào có thể làm chính mình xảy ra chuyện đâu. Bên người có hai đại thiên đạo ở, không cho các nàng bảo hộ chính mình muốn tới gì dùng không phải sao. Huống hồ hắn đã ý bảo hùng nữ ra tay hỗ trợ, nếu là quá mức điểm. Hắn sẽ làm hùng nữ hùng hoan cũng lưu tại bên người bảo hộ chính mình. Có thể làm được tình trạng này không tồi. Nói nữa, chính hắn cũng muốn gia nhập chiến đấu, lại không phải không động thủ. Chỉ là đổi một cái đối chính mình an toàn nhất phương thức. Làm Sa Hồ bà và Medusa ở chính mình bên người, cũng là hợp thành một cái cường đại tổ hợp không phải. Đương nhiên làm như vậy Pháp cũng là một cái mạnh nhất tổ hợp, liền tính là hắn ra tay bị người phát hiện hắn không phải cái cường giả. Nhưng chỉ cần bày ra lực lượng cường đại, hắn như cũ sẽ đã chịu tôn trọng. Ong! Ngay sau đó hỗn độn chung bị hắn triệu hoán mà ra, lòng bàn tay phía trên, hỗn độn chung xoay tròn, phát ra tiếng gầm rú, bảy màu thần quang lóng lánh, thuộc về hỗn độn chung độc đáo hơi thở phát ra mở ra thời điểm, làm bên người Medusa đầu tiên không tự chủ được thân thể run lên, nàng chính là bị hỗn độn chung thu phục, tự nhiên rõ ràng Dương Mẫu Nhân trên tay này khẩu hỗn độn chung có kiểu gì cường đại uy lực. Mà đối hỗn độn chung tương đối rõ ràng hiểu biết Sa Hồ bà lại là mặt mang tự tin, nàng rất rõ ràng hỗn độn chung là cái gì cấp bậc chí bảo. Đối với Dương Nghị Vân cái này an bài, làm nàng và Medusa phụ trợ hắn, thực vừa lòng. Đồng dạng Sa Hồ bà có nàng suy xét, người khác chết sống nàng mới không để bụng, nàng trong mắt chỉ có Dương Nghị Vân cái này thiên chúa. Chỉ cần Dương Nghị Vân không có việc gì cái gì cũng tốt nói. Đi trước xử lý Lăng Khiếu Thiên. Cái này lão tiểu tử nếu là địch nhân, vậy trước đưa hắn thượng Tây Thiên. Dương Nghị Vân hỗn độn chung nơi tay, tức khắc trong lòng cũng chính rất nhiều. Có Sa Hồ bà và Medusa phụ trợ, hắn cầm trong tay hỗn độn chung thật đúng là không sợ ai. Thân hình vừa động ba người nháy mắt đến gần rồi Lăng Khiếu Thiên nơi, chẳng qua lúc này lấy Lăng Khiếu Thiên cầm đầu này đó thần ma nói cung cường bày ra kết giới vây bọn họ, rõ ràng là kéo dài thời gian. Mà thần mộc lão tổ đám người lại là điên cuồng ở công kích Lăng Khiếu Thiên chờ tám đại cường giả kết giới, phá kết giới là chuyện sớm hay muộn nhi, chỉ là thời gian vấn đề. Nhưng hiện tại đối đại gia tới nói, thời gian vừa lúc chính là chân quý nhất, nếu là kéo dài đi xuống, chờ bên kia thần ma nói cung đại cung chủ đạt được kỷ nguyên thánh dược, hết thảy đã có thể đều chậm. Điểm này ở đây đại yêu thần đều rất rõ ràng, sở hữu đều điên cuồng công kích kết giới. Ở Dương Nghị Vân trong mắt bực này kết giới trận pháp là thiên đạo cường giả liên thủ di động kết giới, càn khôn hồ chưa chắc có tác dụng, ngược lại không bằng bạo lực bài trừ tới mau. Giờ phút này hắn bay qua tới, chính là muốn thử xem hỗn độn chung uy lực. Hỗn độn khai thiên, đông, bỗng nhiên trực tiếp hắn đem trong lòng bàn tay hỗn độn chung tạp hướng về phía kết giới, toàn thân thần lực cùng thần hồn chi lực tiêu hao rất nhiều, mà hỗn độn chung còn lại là đón gió mà trương. Hóa thành một ngụm mấy chục mét cao lớn cổ xưa đại trung, phát ra một tiếng kinh thiên động đều tiếng chuông. Một vòng khắc văn lóng lánh dựng lên, kim sắc khắc văn ở hỗn độn trung thượng phát ra chói mắt vô cùng cường quang. Bà, Medusa ra tay. Ở hắn đem hỗn độn trung tung ra đi nháy mắt, giống lớn một tiếng, làm Sa Hồ bà và Medusa ra tay thêm vào. Tuân lệnh. Sa Hồ bà cầm trong tay quải trượng, quang mang đại tác. Lại là huy động dưới đem toàn thân pháp lực đều thông qua quải trượng thêm vào ở hỗn độn trung thượng. Đông, đông, một tiếng thêm vào là Sa Hồ bà, tiếng thứ hai Medusa một trường thúc dục dán ở hỗn độn trung thượng. Trước sau ba tiếng chung,
lại là vang vọng thiên địa. Răng rắc, nháy mắt Lăng Khiếu Thiên chờ 8 đại cường giả liên thủ kết ấn bày ra kết giới, phát ra một tiếng giòn vang. Ngay sau đó bỗng nhiên đại chấn, lại là bị hỗn độn chung một tạp dưới khoảnh khắc rách nát. Phốc, từng tiếng hộc máu tiếng vang lên. Lăng Khiếu Thiên chờ 8 đại cường giả có một cái tính một cái ở kết giới rách nát một khắc lọt vào phản vệ, một đám bị chấn hộc máu, đại kinh thất sắc. 3 tiếng trung vang, vạn đạo kim quang, phá 8 đại thiên đạo cường giả trận pháp phong ấn, hơn nữa chấn bọn họ đồng thời hộc máu. Như thế thủ đoạn chi cường đại, vượt mức bình thường. Lúc này, kỳ thật ngay cả một bên Thần Mộc lão tổ cùng Hùng Du Thiên bọn người sợ ngây người. Bọn họ chính là đồng thời công kích một đợt, lại là không tưởng lan đến gần Lăng Khiếu Thiên đám người trận pháp phong ấn mảy may, Dương Nghị Vân vừa ra tay, lại là trực tiếp phá vỡ kết giới phong ấn, hơn nữa làm Lăng Khiếu Thiên đám người hộc máu. Đương nhiên cũng có kỳ quái một màn xuất hiện, làm đại gia nghi hoặc. Đó chính là Dương Nghị Vân vừa rồi ra tay hơi thở thượng cảm giác tựa hồ cũng không phải như vậy cường đại, có lẽ nói không có đạt tới đại gia tưởng hảo tưởng chung mong muốn, cảm giác cấp bậc pháp thần cũng chưa đạt tới. Bất quá xác thật là xuất hiện một ngụm vô cùng cổ xưa cổ chung, kia chờ hơi thở ở đây mỗi một vị đại yêu thần nhưng đều cảm nhận được, làm cho bọn họ tim đập nhanh. Đặc biệt 3 tiếng trung vang dưới, kinh sợ tâm thần, yêu hồn đều ở rung chuyển, tân mệt không có nhằm vào bọn họ, nếu không không nhất định ai có thể ngăn cản được hạ. Cổ xưa đại trung kim quang chiếu rọi uy lực vô cùng tràn ngập chí dương chí cương chi lực, cũng thật là như thế mới nhất cử phá rất Lăng Khiếu Thiên đám người phong tỏa. Xuống tay lợi hại. Tuy rằng đối Dương Nghị Vân hơi thở có điều nghi hoặc, nhưng thời gian này đoạn, đại gia cũng không có đi miệt mài theo đuổi cái gì, chỉ có một ý niệm nắm lấy cơ hội xử lý Lăng Khiếu Thiên đám người, mới có thể chiếm cứ thượng phong, hoặc là nghĩ bên kia thần quang ngôi cao mà đi, kỷ nguyên thánh dược nhưng ở nơi nào. Bắt lấy bọn họ, đều phát cái gì lăng a? Kết giới phong tỏa phá rất lúc sau, Dương Nghị Vân nhìn Lăng Khiếu Thiên đám người hộc máu, cũng nhìn đến Thần Mộc lão tổ này đó heo đồng đội cư nhiên ở sững sờ. Vội vàng giống lớn lên, giờ phút này là chiếm cứ thượng phong không ra tay chờ cái gì đâu. Quả nhiên hắn một tiếng sau, Thần Mộc lão tổ cùng Hùng Du Thiên đám người phản ứng lại đây, vội vàng vọt qua đi, chém giết mới chính thật bắt đầu. Dương mẫu nhân này thanh gầm rú trên thực tế cũng là tự cấp chính mình hóa giải xấu hổ, hắn biết rõ vừa rồi ra tay thúc sục hỗn độn chung tránh không khỏi ở đây bất luận cái gì đại yêu cảm giác. Pháp lực hơi thở không lừa được người sao. Bất quá hắn còn có cái có thể lừa gạt quá khứ yểm hộ là hỗn độn chung, bởi vì hỗn độn chung uy lực xuống tay cường đại, có thả là có Sa Hồ bà và Medusa cùng nhau thêm vào thời điểm, kia uy lực chính là vượt qua hắn tưởng tượng. Hiện tại đừng nói thiên đạo nhị trọng, liền tính là thiên đạo tam trọng hắn đều cảm giác nếu là có Sa Hồ bà và Medusa phụ trợ, hắn cũng dám đi bính một chút. Đúng là có hỗn độn chung cường hãn bày ra, cũng là hắn thực lực một bộ phận. Đáng tiếc tiêu trừ đại gia đối hắn tu vi tạm thời hoài nghi. Nháy mắt công phu, trải qua hắn này một tiếng giống, Thần Mộc lão tổ đám người phản ứng lại đây, nhằm phía Lăng Khiếu Thiên chờ 8 đại cường giả. Dương Nghị Vân tự do tính toán, hắn lại là mang theo Sa Hồ bà và Medusa cầm trong tay hỗn độn chung dành trước một bước tới rồi Lăng Khiếu Thiên trước người, đối Thần Mộc lão tổ nói, thằng nhãi này giao cho ta, ngươi đi đối phó một cái khác. Thần Mộc lão tổ sửng sốt. Lại là cũng nghĩ đến Dương Nghị Vân thủ hạ Medusa chém giết quá Lăng Khiếu Thiên chi tử Lăng Thiên Tử, này xem như kẻ thù, Dương Nghị Vân tìm tới Lăng Khiếu Thiên cũng bình thường, mà thiên đạo nhị trọng còn có 2 vị, hắn đi đối phó 1 vị, hùng nữ đi ứng phó 1 cái, này chiến thắng mặt bọn họ liền lớn. Đến nỗi Dương Nghị Vân hắn căn bản là không cần lo lắng, tuy rằng vừa rồi Dương Nghị Vân hơi thở bùng nổ tu vi tựa hồ thấp điểm, nhưng lại là cầm trong tay cổ chung, cường đại đáng sợ, có lẽ chính là nhân gia công kích thủ đoạn. Dương Nghị Vân như cũ ở trong lòng hắn là cường giả là tiền bối, bắt lấy một cái Lăng Khiếu Thiên hẳn là không thành vấn đề. Nghĩ đến đây Thần Mộc lão tổ không chút do dự rời đi. Mà Dương Nghị Vân còn lại là đối mặt Lăng Khiếu Thiên, đương nhiên tả hữu là Sa Hồ bà và Medusa. Đến nỗi Lăng Khiếu Thiên giờ phút này với Dương Nghị Vân giống cái 20 mét khoảng cách, ánh mắt lại là âm tình bất định, vừa rồi Dương Nghị Vân bùng nổ kia một chút, hắn cũng cảm nhận được. Tu vi tựa hồ thật đúng là cái thần chủ cấp bậc tiểu tu sĩ. Chính là vừa rồi kia một kích, nhìn hắn lòng còn sợ hãi a. Giờ phút này thấy Dương Nghị Vân mang theo 2 cái thiên đạo chuẩn thánh theo dõi hắn, Lăng Khiếu Thiên nhìn lại Dương Nghị Vân trong lòng bàn tay cổ chung, trong lòng tựa hồ có điều hiểu ra. Hắn không được trốn tránh, cũng không thể trốn, muốn chống đỡ, bởi vì đại cung chủ bên kia đang ở giành kỷ nguyên thánh dược,
kia chính là trọng trung chi trọng, nếu là bọn họ thần ma nói cung có thể đạt được kỷ nguyên thánh dược, lần này đã có thể sẽ là nghiêng trời lệch đất chi biến, đến lúc đó toàn bộ vĩnh hằng thần giới cách cục đều đem phát sinh thay đổi, thần ma nói cung chắc chắn xưng là hoàn toàn xứng đáng bá chủ, người cầm đầu toàn bộ vĩnh hằng thần giới. Nhìn Dương Nghị Vân Lăng Khiếu Thiên đột nhiên cười lạnh lên nói, tiểu tử ngươi chính là một cái tiểu thần chủ mà thôi đi. Dựa vào chính là ngươi trong tay cổ trung chí bảo, bổn tọa tuy rằng không biết ngươi dùng cái gì thủ đoạn làm thần mộc cùng kia đầu hùng một chúng nghe ngươi, còn đem ngươi trở thành tiền bối cường giả, nhưng bổn tọa hôm nay liền phải nhìn xem ngươi cân lượng, giết ta nhi chi thù, hôm nay cùng nhau thanh toán. Cuối cùng một câu tàn nhẫn lời nói lại là ánh mắt đang xem Medusa. Ha ha, ngươi đoán đâu? Dương Nghị Vân nheo lại đôi mắt tới một câu. Trong lòng lại là thầm than cái này lão tiểu tử, thật đúng là đôi mắt đủ tặc. Bất quá lại cũng ở trong dự liệu, thần mộc lão tổ bọn họ không đi miệt mài theo đuổi hoài nghi chính mình tu vi, là bởi vì bọn họ ở cùng chiếc thuyền thượng, tiềm thức không có suy nghĩ, hoặc là nói không muốn đi tưởng. Mà Lăng Khiếu Thiên lại là đối địch thế lực, khách quan thượng xem rõ ràng hơn. Nhưng là, hắn cũng biết Lăng Khiếu Thiên tâm vẫn là kiêng kỵ. Nếu không lúc này đã sớm đối hắn động thủ, mà không phải ở chỗ này cùng hắn xả con bê. Đương nhiên Lăng Khiếu Thiên chậm chạp không có động thủ còn có một nguyên nhân là, hắn ở kéo dài thời gian, cấp bên kia thần ma nói cung đại cung chủ tranh thủ thu kỷ nguyên thánh dược thời gian. Người Lăng Khiếu Thiên tưởng kéo dài thời gian, ta Dương Nghị Vân nhưng không nghĩ, kỷ nguyên thánh dược ta cũng tưởng phân một ly canh thường thường. Này trường thanh thánh nhân đạo tràng hiển nhiên là một khối thật lớn bánh kem. Thần ma nói cung cầm đầu nhóm người này tưởng độc chiếm, kia nhưng không có cửa đâu. Thượng, trước xử lý cái này lão yêu lại nói. Dương Nghị Vân đôi mắt nhíu lại, đối với bên người Sa Hồ bà và Medusa nói chuyện. Đồng thời hắn thúc giục hỗn độn loại. Đông, một tiếng du dương tang thương tiếng chuông vang lên, trực tiếp nhắm ngay chính là Lăng Khiếu Thiên, hỗn độn tiếng chuông có kinh sợ tâm thần chi lực. Thúc giục chi gian hỗn độn chung nhanh chóng mở rộng bay về phía trời cao. Khắc văn lưu chuyển, kim quang lộng lẫy bùng nổ. Sa Hồ bà và Medusa từng người đem pháp lực thêm vào ở hỗn độn trung thượng. Đông, đông, lại là hai tiếng tang thương. Giờ phút này bay vọt dựng lên trực tiếp đối với Lăng Khiếu Thiên bao phủ mà xuống. Mà Lăng Khiếu Thiên còn lại là sắc mặt biến đổi, bỗng nhiên chi gian giống giận dựng lên. Giống, lại là toàn thân thần quang đại động, thân hình tăng vọt lên. Dương Nghị Vân thấy rõ. Lăng Khiếu Thiên trên đầu mọc ra một đôi đỏ đậm cốt giác, nhìn qua như là sừng trâu giống nhau. Chẳng lẽ Lăng Khiếu Thiên bản thể là Ngưu Yêu không thành? Trong lòng mới vừa nghĩ như vậy, lại là nhìn đến Lăng Khiếu Thiên khuôn mặt cũng đã xảy ra biến hóa, quả nhiên hóa thành một trương trường Ngưu mặt. Lúc này Lăng Khiếu Thiên thân cao trăm trượng, giống giận chi gian dơ lên đôi tay ngạnh sinh sinh đem hỗn độn trung cấp bắt lấy. Nhưng... Dương mẫu nhân hỗn độn chung lại há là dễ dàng như vậy làm ngươi là có thể bắt lấy. Đông. Dương Nghị Vân hừ lạnh một tiếng lần thứ hai thúc giục một chút hỗn độn chung, tiếng chuông vang lên hỗn độn chung thượng khắc văn lưu chuyển kim quang lập lòe dưới, Lăng Khiếu Thiên bắt lấy hỗn độn chung chung bên miệng duyên hai tay, bỗng nhiên trầm xuống, toàn bộ trăm trượng thân hình đều là một loan khúc, nhìn qua trọng lượng 10 phần, liền phải ngã xuống. Giống, thần ma chi khu, bình thiên chi lực, cho ta khởi. Ầm ầm ầm, lại là Lăng Khiếu trời giận giống chung, toàn thân thần quang nhộn nhạo, đỏ đậm thần quang dần dần hiện ra hắc khí, vận chuyển thần ma chi khu. Ngay sau đó ngạnh sinh sinh đem hỗn độn chung đứng vững, toàn thân thần ma chi khí đại tác phẩm, nhìn như muốn đem hỗn độn loại cấp ném lên giống nhau. Thượng, Dương Nghị Vân mở miệng, thân hình chợt lóe mang theo Sa Hồ bà và Medusa một ước tới rồi phía chân trời phía trên, phi thân dựng lên siêu việt hỗn độn chung độ cao. Bỗng nhiên chi gian lại lần nữa rơi xuống, xuống phía dưới mà rơi thời điểm vươn trường, đối với hỗn độn chung một trường đánh tiếp. Ầm vang. Đông. Này một tiếng tiếng chuông chấn động thiên địa, hỗn độn chung kim quang lộng lẫy. Ngay sau đó Sa Hồ bà và Medusa hai người đồng dạng công kích dừng ở hỗn độn chung đỉnh, rầm rầm đại chấn. Tiếng chuông vang vọng thiên địa, kim quang lưu chuyển, thuần dương chí cương, khắc văn lưu động cuốn tịch chuyển động từ thượng mà xuống. Lần này lan tràn ở Lăng Khiếu Thiên thần ma chi khu thượng. Giống. Lăng Khiếu Thiên có hại. Dương Nghị Vân liên hợp Sa Hồ bà và Medusa phối hợp dưới, hình thành này một luận công kích rất cường đại. Dương Nghị Vân dừng ở hỗn độn trung đỉnh, lại là mở miệng nói, hỗn độn khai thiên, trung vang chấn tam giới, cho ta chấn chấn chấn. Hắn một quyền nện ở hỗn độn trung thượng,
mỗi một quyền đi xuống tiếng chuông liền một thanh âm vang lên triệt. Uy thế vô cùng, mà Medusa cùng Sa Hồ bà rất có ăn ý tách ra, hóa thân bản thể, một tả một hữu công kích hướng về phía Lăng Khiếu Thiên, này một đợt công kích đã đem Lăng Khiếu Thiên chính ngăn chặn. Hỗn độn chung uy lực chi cường đại, làm Dương Nghị Vân trong lòng càng ngày càng có nắm chắc, trong lòng nghĩ nếu hắn có thể có thiên đạo cảnh thực lực, lại đi khống chế hỗn độn chung, chắc chắn đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Trước mắt Lăng Khiếu Thiên đã bị bọn họ ba cái liên thủ hoàn toàn áp chế xuống dưới, cái này làm cho Dương Nghị Vân trong lòng đắc ý, thiên đạo nhị trọng xem ra cũng bất quá như thế. Thùng thùng, Sa Hồ bà và Medusa liên thủ tay năm tay 10, một kích thêm vào ở hỗn độn chung thượng, làm hỗn độn chung bạo phát cường đại công kích, kinh sợ tâm thần chung cùng hỗn độn chung khắc văn tất cả đều giáo huấn ở Lăng Khiếu Thiên trên người. Dương Nghị Vân lập với hỗn độn chung đỉnh, toàn lực thao tác hỗn độn chung, bắt đầu đem Lăng Khiếu Thiên hướng về hỗn độn chung nội thu, chỉ cần hắn vào hỗn độn chung trong vòng, Dương Nghị Vân liền có nắm chắc làm hắn không được xoay người. Hết thảy nhìn như đều đã nắm chắc thắng lợi, nhưng Dương Nghị Vân vẫn là nói thầm một vị thiên đạo nhị trọng đại yêu thần thực lực, hoặc là nói hắn cùng thiên đạo cảnh chi gian chênh lệch quá lớn, căn bản là không được thiên đạo cảnh ý nghĩa cái gì. Liền ở Dương Nghị Vân cảm giác Lăng Khiếu Thiên đã trở thành cá trong chậu thời điểm, ngoài ý muốn đã xảy ra. Cái này làm cho hắn mới ý thức được, ở tu vi cảnh giới thật lớn chênh lệch hạ, liền tính là cầm trong tay trọng bảo cũng là chưa chắc dùng được. Giống, Lăng Khiếu Thiên trăm trượng thần ma chi khu lại là ở một tiếng thét dài lúc sau, hồn nhiên đại chấn, thần quang bùng nổ. Oanh, liền tính là ở Dương Nghị Vân liên hợp Sa Hồ bà cùng Medusa chấn áp dưới, không nghĩ tới cư nhiên còn có thể bộc phát ra vô cùng tuyệt luân khí thế lực lượng. Ở một tiếng nổ vang chung hỗn độn chung đại chấn, bỗng nhiên mà động. Ngay sau đó Dương Nghị Vân đang ở hỗn độn chung đỉnh, lại cũng là bị quăng đi ra ngoài. Hắn trong lòng kinh hãi. Trăm triệu không nghĩ tới a. Lăng Khiếu Thiên này đầu mang nghiêu như thế cường hãn. Toàn bộ hỗn độn chung giờ phút này dày nặng đó là đã vượt qua lực lượng phạm vi, nhưng lại là bị trực tiếp quăng đi ra ngoài. Cái này vẫn là ở bọn họ ba người chấn áp hoàn cảnh xấu dưới tình huống. Dương Nghị Vân thừa nhận hắn là coi thường Lăng Khiếu Thiên, hoặc là nói là coi thường thiên đạo cảnh cường đại. Hơn nữa vẫn là thiên đạo quy áo nghĩa nhị trọng. Nguyên lai đây là chênh lệch. Hắn hiện tại đều không thể lý giải chênh lệch. Trời cao! Lúc này Dương Nghị Vân trong óc chỉ có này một ý niệm. Hoặc là nói là chân thật cảm thụ, hắn đích xác ở cùng hỗn độn chung cùng nhau bay lên phía chân trời. Đương nhiên ở cái này không gian trong vòng, phía chân trời kia chỉ là một cái so sánh mà thôi, bởi vì nơi này là sơn động không gian. Chạm vào, hắn cùng hỗn độn chung cùng nhau bị thật lớn lực lượng tạp vào sơn động đỉnh nham thạch chung. Cho dù là này một phương sơn động độ cao cùng cấp với một phương thế giới thiên địa, giờ phút này hắn cũng bị tạp vào sơn thể chung, đến đỉnh, bởi vì đột phá cực hạn. T. Ngao. Chi. Cùng thời gian hắn nghe được Medusa cùng Sa Hồ bà thét dài, không cần xem hắn đều biết là hai người cùng Lăng Khiếu Thiên trực tiếp đối thượng. Khởi. Dương Nghị Vân trong lòng bạo giống một tiếng, ngay sau đó từ trên vách đá ra tới, hỗn độn chung bị hắn hóa tiểu lấy ở trong tay. Định nhãn hướng về phía dưới nhìn lại, chỉ thấy Lăng Khiếu Thiên trăm trượng ma thân nhỏ một mảng lớn, thành mấy chục mét chi cao, giờ phút này quả nhiên ở và Medusa cùng với Sa Hồ bà ở kịch liệt chiến đấu. Ở Dương Nghị Vân trong mắt, liền tính là Medusa cùng Sa Hồ bà liên thủ, cũng như cũng bị Lăng Khiếu Thiên áp chế gắt gao. Ầm ầm ầm, nặng nề tạc nứt thanh, vang vọng tại đây một phương không gian, vô cùng hỗn loạn. Mỗi một khắc Medusa cùng Sa Hồ bà tất cả đều bay ngược đi ra ngoài, căn bản ở Lăng Khiếu Thiên trên tay liền đấu không được vài cái, hoàn toàn ở vào hoàn cảnh xấu chung, cái này càng là bị trực tiếp đánh bay đi ra ngoài. Hai người ở giữa không chung hộc máu. Làm sao bây giờ? Như vậy đi xuống, sẽ xong đời. Dương Nghị Vân trong lòng sốt ruột, tuy rằng hắn biết lúc này thúc giục hỗn độn chung cũng là có thể cùng Lăng Khiếu Thiên đi dây dưa một trận, nhưng cuối cùng vẫn là có trên thực lực chênh lệch, hắn vô pháp đem hỗn độn chung uy lực phát huy đến lớn nhất, cũng đuổi không đến Lăng Khiếu Thiên. Chỉ có thực lực của hắn tăng lên lúc sau có lẽ mới có thể có cơ hội xử lý này đầu thần ma nghiêu yêu. Nhìn thoáng qua phía dưới chiến đấu không đơn giản là Medusa cùng Sa Hồ bà, mặt khác đại yêu thần chiến đấu đều thực kịch liệt, nếu không phải cái này không gian đặc thù, tại đây chờ cường giả chiến đấu hạ, chỉ sợ đã sớm sụp xuống. Dương Nghị Vân biết ở như vậy kéo xuống đi sẽ có rất lớn phiền toái, hắn cần thiết nếu muốn biện pháp,
hơn nữa vừa rồi một chút bị Lăng Khiếu Thiên liên quan hỗn độn trung cấp ta vào sơn thể chung, đã làm hắn cái này tiền bối cường giả thân phận bại lộ bên ngoài. Hiện tại cần thiết muốn xoay chuyển chiến cuộc, nếu không hắn có thể đoán trước đến, tiếp được hắn sẽ có phiền toái càng lớn hơn nữa. Cái này phiền toái sẽ là đến từ toàn phương vị. Không nói đến thần ma nói cung phương diện này trận doanh, chỉ cần liền thần mộc lão tổ cùng hùng du thiên chờ đại yêu thần, liền sẽ đối hắn tâm sinh oán hận quá. Bởi vì bọn họ sẽ tưởng, nguyên lai ở lừa bọn họ. Một cái sơ cấp tiểu thần chủ, cư nhiên đưa bọn họ một đại bang thiên đạo cấp bậc đại lão cấp lừa, cái này làm cho này đó đại lão mặt mũi gì tồn. Không giết hắn cho hả giận mới là lạ. Cho nên hắn cần thiết muốn xoay chuyển bực này cục diện, muốn ổn định trường hợp mới được. Như thế nào ổn? Chỉ có tăng lên tu vi thực lực, xử lý Lăng Khiếu Thiên, dùng thật đánh thật thực lực đi ổn định hắn thần bí tính chất, cùng ở thần mộc lão tổ đám người trong lòng địa vị. Cường giả vi tôn thế giới, vĩnh hằng bất biến pháp tắc chính là thực lực. Hắn hiện tại là sơ cấp thần chủ, chính là khoảng cách này đó đại lão chênh lệch hoàn toàn có thể nói là cách xa vạn dặm xa. Ít nhất phải tiến giai pháp thần mới có thể xoay chuyển cục diện. Đương nhiên liền tính là pháp thần, khoảng cách này đó đại lão cảnh giới tu vi cũng như cũ là xa xôi, nhưng hắn là cái liệt ngoại, bởi vì có hỗn độn chung, có càn khôn hồ ở, đây là dựa vào. Trước mắt trạng thái là, trong tay có cự bảo, nhưng hắn tu vi quá cùi bắp, căn bản là phát huy sẽ không tới hỗn độn chung cùng càn khôn hồ uy lực tới. Chỉ có tu vi thực lực tăng lên, mới có thể phát huy ra cường đại uy lực. Nhưng muốn từ sơ cấp thần chủ một bước lên trời đến pháp thần, dữ dội khó cũng. Đặc biệt là tại đây chờ cục diện hạ, sao có thể? Liền tính có thể, kia cũng yêu cầu thế gian đỉnh cấp thiên tài địa bảo có lẽ có thể làm đến, như bên kia thần ma nói cung đại cung chủ đang ở giành kỳ nguyên thánh dược ăn vào có lẽ có thể một bước bước vào pháp thần cảnh giới. Có thể tưởng tượng muốn đạt được kỳ nguyên thánh dược, bực này dưới tình huống không khác là người si nói mộng. Chỉ có thể dựa khác trọng bảo tăng lên thực lực tu vi. Muốn nói đổi làm là bất luận kẻ nào, tại đây chờ cục diện chính là tử cục. Nhưng Dương Mẫu Nhân không phải người bình thường a. Hắn lại là có thể làm đến. Bởi vì hắn kế thừa càn khôn thần tôn truyền thừa, càng ở liệt dương sa mạc thời điểm, sa hồ bà bà một tiếng thiên chúa, ở sa hồ thần hồ từ hỗn độn trung thật thể truyền đến tin tức đều cho thấy, hắn cư nhiên còn cùng Đông Hoàng Thiên Đế có quải liên quan. Này đó nhân tố thêm ở bên nhau, đã có thể không đơn giản. Dương Nghị Vân trong lòng có phổ, có thể ở ngắn nhất thời gian trong vòng, tăng lên thực lực của chính mình tu vi, bởi vì hắn có càn khôn hồ chung 3.000 thần ma nguyên thần, đây là càn khôn thần tôn để lại cho hắn lớn nhất tài phú. Một cái điên cuồng ý niệm toát ra ở Dương Nghị Vân trong đầu. Muốn thành công, vậy điên cuồng. 3.000 thần ma nguyên thần năng lượng hắn căn bản liền không sử dụng nhiều ít, đã thành đô vô dụng rớt. Hiện tại tới rồi bực này khốn cảnh, hắn quyết định cắn nuốt thần ma nguyên thần năng lượng, 8-9 thành năng lượng điên cuồng cắn nuốt dưới, tổng có thể bước vào pháp thần chi cảnh đi. Cứ việc hắn rõ ràng này rất nguy hiểm, nhưng không có biện pháp, đoạn tuyệt đường lui lại xông ra, không thành công vậy xả thân. Tưởng từ hiện tại tiểu thần chủ một bước lên trời bước vào pháp thần, đây là Dương Nghị Vân nhỏ nhất mục tiêu, nếu có thể, hắn hy vọng có thể chỉ trực tiếp nhập thiên đạo. Nhưng hắn biết này có điểm ý nghĩ kỳ lạ. Có thể thành tựu pháp thần, cũng đã là trần nhà cấp bậc. Chưa chừng hắn đến không được pháp thần liền phải nổ tan xác mà chết. Bởi vì, hắn không biết chính mình hiện tại thân thể có thể hay không chịu nổi, đại lượng thần ma nguyên thần năng lượng. Nhận không nổi đến không được pháp thần liền phải nổ tan xác. Này thực mạo hiểm, nhưng hắn cũng không có biện pháp. Trước mắt loại này cục diện, không mạo hiểm chính là tử lộ một cái, còn không phải mạo hiểm. Như vậy nhiều thần ma nguyên thần năng lượng đặt ở càn khôn hồ nội, vẫn luôn không chân chính tìm được thích hợp sử dụng, cũng là lãng phí. Nhưng hiện tại hắn bất chấp cái gì, lúc này không cần đặt ở càn khôn hồ nội mốc meo cũng không phải là phong cách của hắn. Cắn nuốt thần ma nguyên thần năng lượng hướng gió rất lớn, lớn đến có thể toi mạng, bất quá Dương Mẫu Nhân bất cứ giá nào. Càng là tại đây chờ ác liệt hoàn cảnh, liền càng là đại biểu tràn ngập vô cùng thật lớn cơ duyên, cửu trọng niết bàn hoa muốn chí tại tất đắc. Kỳ nguyên thánh dược hắn cũng nhớ thương, trường thanh thánh nhân đạo tràng mặt khác mấy đại thánh điện, cũng càng muốn đi xem. Ở cường giả chân chính đôi hỗn lâu rồi, hắn kỳ thật thực si mê bực này trạng thái. Không thành cường giả thề không bỏ qua. Liều mạng. Lúc này hắn nhìn phía dưới, Medusa cùng Sa Hồ bà kế tiếp bại lui,
mở miệng truyền âm cấp hùng nữ nói, hùng hoan đi giúp Medusa cùng Sa Hồ bà bà. Này đó đại yêu thần thực lực chung, gia thần mộc lão tổ ở ngoài, hắn biết liền thuộc hùng hoan cường đại nhất, hắn cảm giác chung hùng hoan thực lực cùng thần mộc lão tổ ở sàn sàn như nhau, xem như thiên đạo nhị trọng, đã rất cường đại. Đương nhiên chiến đấu chân chính trên thực lực hùng hoan vẫn là muốn nhược một ít, rốt cuộc không có gì kinh nghiệm chiến đấu, nếu không phải gặp phải hắn, hùng hoan như cũ vẫn là cái chết phì trẻ cái loại này yêu nhị đại. Sinh tử chi gian, tự nhiên là người một nhà quan trọng, không chút do dự cấp hùng hoan truyền âm qua đi giúp Medusa cùng Sa Hồ bà, nhưng đừng tổn thất rớt một cái, hắn sẽ khóc chết. Thật vất vả thu phục hai đại thiên đạo, có thể so treo mới là. Đến nỗi những người khác hắn không rảnh lo. Thu được chủ nhân. Hùng hoan đáp ứng rồi, cũng thật có thể đi giúp Medusa cùng Sa Hồ bà sao? Chưa chắc, bởi vì giờ phút này hùng hoan đối thủ đồng dạng là cái thiên đạo nhị trọng cường giả. Hai người chém giết chiến đấu chẳng phân biệt sàn sàn như nhau, trên thực tế hùng hoan vẫn là bởi vì kinh nghiệm chiến đấu không đủ, yếu đi đối phương một đầu, cứ việc đáp ứng rồi nhưng trong thời gian ngắn là thoát không khai thân đi chi viện Medusa cùng Sa Hồ bà. Dương Nghị Vân nói xong lúc sau, cũng mới nhìn đến hùng hoan cái này tình cảnh, an giấc ngàn thu một tiếng nói tính, ngươi cố hảo chính ngươi đi, kiên trì. Hùng hoan đồng dạng là người của hắn, lòng bàn tay MU bàn tay đều là thịt, hắn không nghĩ Medusa cùng Sa Hồ bà bị thương, khá vậy không hy vọng hùng hoan bị thương, nhìn qua hùng hoan tình cảnh cũng thực bị động, căn bản là thoát không khai thân, có điểm tự thân khó bảo toàn bộ dáng. Nhưng là từ chiến đấu hơi thở thượng cảm giác, Dương Nghị Vân biết hùng hoan là mạnh hơn thần ma nói cung trận doanh cường giả, kém liền kém ở không có kinh nghiệm chiến đấu thượng, đương nhiên thời gian dài, hắn tin tưởng hùng hoan năng lực áp đối phương. Đều từng người cố chính mình đi. Dương Nghị Vân trong lòng thở dài, ngay sau đó hắn hai tròng mắt trung kiên định rồi lên. Cắn nuốt. Trong lòng vừa động, đệ nhất khắc thần ma nguyên thần năng lượng bị hắn từ càn khôn hồ trung triệu hồi ra tới, một ngụm nuốt đi xuống. Càn khôn đạo chủng công cấp tốc vận chuyển dựng lên. Khổng lồ thuần tịnh thần ma nguyên thần năng lượng ở trong cơ thể hóa khai, bắt đầu luyện hóa hấp thu, đánh sâu vào tu vi cảnh giới. Cường đại công pháp có tác dụng, như xà nuốt kình giống nhau luyện hóa dựng lên.